chương 141, thất vọng. Giang thần trở về nhà họ đường. Nhưng trong nhà lại không có ai cả, tất cả đều đến khu biệt thự cảnh tú xem biệt thự rồi. Lúc Giang thần ra khỏi cửa cũng đi khá vội vàng nên không mang theo chìa khóa. Anh định gọi điện thoại cho đường sở sở, nhưng nghĩ lại thì lại thôi. Anh ngồi ở đầu cầu thang trước cửa nhà, hút thuốc, lấy điện thoại ra, chơi trò trái cây đại chiến zombie để giết thời gian. Bất giác đã đến trưa, Người nhà họ Đường vẫn chưa về, Đường Sở Sở thì về rồi. Cô vừa đi ra khỏi thang máy thì nhìn thấy Giang Thần đang ngồi ở đầu cầu thang, nhíu mày đi qua, hỏi anh ngồi ở đây làm gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe thấy tiếng kêu, Giang Thần vội đứng dậy. Anh cầm điện thoại trong tay, cười nói, "Vợ, anh ra khỏi nhà quên mang theo chìa khóa, trong nhà không có ai, nên anh ngồi ở đây đợi." Đường Sở Sở nhìn Giang Thần một cái, cũng không nói gì nhiều, xoay người đi đến trước cửa nhà. Cô lấy chìa khóa ra, mở cửa nhà. Giang thần đi vào theo. Vợ, em ăn cơm chưa, anh đi nấu cơm nhé. Em ăn rồi, anh làm một chút đi, nếu không một lát mẹ về lại nói anh. Em đi ngủ chưa đây, chiều em phải đến Vĩnh Thái, anh đừng làm ồn đến em. Đường sở sở nói xong thì xoay người đi. Tối hôm qua cô ngủ không ngon, đi lòng vòng cả buổi sáng, bây giờ cô chẳng còn chút sức lực giang thần nhìn đường sở sở đã đi vào phòng anh có thể cảm nhận rõ ràng sự lạnh nhạt của cô đối với anh ôi anh khẽ thở dài một tiếng vốn dĩ là có ý tốt muốn tặng quà muốn khiến sở sở vui vẻ một chút không ngờ lại gây ra nhiều chuyện như vậy nếu đã như vậy vậy thì tùy duyên vậy dù sao anh cảm thấy giữa mình và đường sở sở cũng không có nền tảng tình cảm cho dù đường sở sở thay lòng đổi dạ thích một dáng vẻ khác của anh đây cũng là một kết thúc không tệ anh đi vào phòng bếp vừa nấu cơm vừa suy nghĩ anh đang suy nghĩ có phải anh nên vứt bỏ thân phận con rể ở rể nhà họ đường dùng thân phận cậu giang bí ẩn để qua lại với đường sở sở hay không nghĩ đi nghĩ lại anh lại thấy loạn chuyện tình cảm này còn phiền phức hơn việc xông trận giết địch không bao lâu sau người nhà họ đường đã trở về mẹ biệt thự đó sang trọng quá biệt thự nhà họ đường không thể nào so được mẹ khi nào chúng ta dọn vào đó đây Giang Thần ở trong bếp, nghe thấy giọng nói kích động của Đường Tùng truyền đến từ phòng khách. Ngô Mẫn cũng phấn khích nói: "Mẹ, con lớn thế này cũng chưa từng nhìn thấy cho biệt thự sang trọng như vậy bao giờ. Chúng ta mau dọn đến đó đi, con muốn ở căn phòng gần cửa ra vào ở tầng 2, ban công đó thật là to." Giang Thần bưng cơm đã làm xong đi ra, gọi ăn cơm thôi. Nhìn thấy Giang Thần, tâm trạng tốt đẹp của Hà Diễm Mai bỗng chốc bị phá hoại. Bà ta đứng lên trách móc, giang thần, sao ra mặt cậu dày vậy? Như vậy còn chưa chịu đi, chẳng lẽ thật sự muốn tôi cầm trổi đuổi người sao? Mẹ, trên mặt giang thần mang theo vẻ khó xử. Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có đứa con rể vô dụng như cậu. Tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu nhất định phải ly hôn với sở sở, tôi phải dọn vào biệt thự lớn để ở, tôi phải bắt đầu hưởng phúc rồi. Đường Tùng đi đến, vẻ mặt mang theo sự cầu xin, giang thần, tôi xin anh đấy, anh ly hôn với chị sở sở đi tôi không muốn có một ông anh rể vô dụng như anh anh không thể cho tôi xe sang không thể cho tôi nhà đẹp không thể cho tôi cuộc sống mà tôi muốn giang thần bất lực sờ sờ mũi không phải chỉ là tiền thôi sao thứ anh có nhiều nhất chính là tiền chỉ là những người này không tin anh mà thôi tiếng ồn trong phòng khách khiến đường sở sở không thể nào yên giấc cô lạnh mặt đi ra nhìn người nhà lạnh giọng nói cậu diệp đã nói rồi đây là quà trả ơn cứu mạng cho con, không phải xính lễ, các người muốn dọn vào biệt thự lớn thì cứ dọn, sau này đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Giang thần cảm kích nhìn đường sở sở một cái. Đường sở sơ cũng nhìn anh một cái. Mặc dù ngoài miệng cô không nói gì, nhưng ánh mắt của cô lại chứa đựng sự thất vọng. Dù là ai cũng thích một người đàn ông đạt được thành tựu trong sự nghiệp, chứ không phải là một người đàn ông cả ngày ở nhà nấu cơm, không biết phấn đấu vươn lên. Con đến Vĩnh Thái đây bỏ lại một câu sau đó đường sở sở xoay người rời đi ánh mắt của cô không lọt qua được mắt của giang thần giang thần nhìn thấy được sự thất vọng từ trong ánh mắt của cô xem ra sau khi gặp cậu giang bí ẩn ánh mắt đường sở sở nhìn anh thật sự đã thay đổi một cách vô thức rồi người nhà họ đường nghe thấy có thể dọn vào biệt thự lớn thì đều phấn khích hẳn lên bắt đầu trụng lại với nhau bàn bạc xem nên chọn ngày tốt nào để dọn vào còn giang thần thì bị bỏ quên anh cũng không để tâm đến chuyện này anh ngồi trên ban công hút thuốc suy nghĩ chuyện đời người đường sở sở mới đi không bao lâu đường thiên long đã tìm đến tận cửa rồi nhà họ đường đã dùng tất cả quan hệ muốn cứu đường hải và đường lỗi ra nhưng đều không có tác dụng kim vũ nói chuyện này là do giang thần báo cảnh sát muốn thả người thì cũng phải được sự đồng ý của giang thần nếu không có tìm ai cũng vô dụng vì vậy đường thiên long đã tự mình đến đây người nhà họ đường đều không cho ông ta sắc mặt tốt bây giờ bọn họ đã hoàn toàn tách khỏi nhà họ đường còn sắp chuyển vào biệt thự lớn để ở rồi không cần phải nhìn sắc mặt của đường thiên long nữa bố bố đến đây làm gì trên sofa trong phòng khách vẻ mặt hà diễm mai lạnh nhạt vốn dĩ không xem để gia chủ như đường thiên long vào mắt đường thiên long nhìn về phía giang thần nói với giọng điệu ra lệnh giang thần lập tức gọi điện thoại rút lại vụ án thả đường hải và đường lỗi ra Giang thần tỏ vẻ không để tâm, ông nội, đã làm sai thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nếu lần này dễ dàng tha cho bọn họ, lần sau bọn họ sẽ ngày một tệ hại hơn. Đồ khốn, không cần mày phải dạy tao, đường thiên long tức giận. Hà Diễm Mai nhìn Giang thần, nói, Giang thần, được rồi, gọi điện thoại rút lại vụ án đi, dù sao cũng là người một nhà, đừng khiến quan hệ trở nên cứng nhắc quá. Hà Diễm Mai nói, Giang thần mới gật đầu, anh không có số điện thoại của Kim Vũ, chỉ có số của Hóc Đông Anh gọi thẳng qua cho Hóc Đông Chuyện của nhà họ đường tôi rút lại Không truy cứu trách nhiệm nữa Nói xong Anh lập tức cúp máy Đường Thiên Long hừ lạnh một tiếng Sau đó đứng dậy rời đi Bố, đi cẩn thận nhé Hà Diễm Mai nâng cao giọng Giả vờ gọi một tiếng Thật hả giận Đường Tùng cười phá lên Mặc dù Giang Thần có hơi nghèo Nhưng việc làm lần này thật sự rất hả giận Su lần này để con xem thằng nhóc đường lối có còn dám đắc ý ra oai trước mặt con nữa hay không ừm hà diễm mai cũng gật đầu lần này giang thần báo cảnh sát bắt người trả lại sự trong sạch cho sở sở đúng là đã làm không sai nhưng như vậy thì sao chứ cũng chỉ là báo cảnh sát thôi mà nếu đổi lại là cậu ngụy hay cậu giang bí ẩn kia chẳng cần phải báo cảnh sát dùng khả năng của mình là có thể giải quyết rồi giang thần đừng tưởng cậu giúp sở sở là không cần ly hôn nữa tôi nói cho cậu biết hai đứa nhất định phải ly hôn hà diễm mai nói xong lại ngẫm nghĩ lẩm bẩm chắc bên cậu giang bí ẩn không có hy vọng rồi xem ra phải tìm cậu ngụy thôi không được mình phải gọi điện thoại hẹn cậu ngụy ra ăn bữa cơm mới được bà ta nói là làm ngay cậu ngụy à tôi là mẹ của sở sở đây đúng vậy chính là tôi tối nay cậu có thời gian không sở sở muốn mời cậu ăn bữa cơm được được, vậy quyết định như vậy nhé. Sau khi Hà Diễm Mai cúp điện thoại, trên mặt nở nụ cười sán lạn. Giống như Ngụy Chi đã là con rể của bà ta vậy. Ngụy Chi, Giang Thần híp mắt, xem ra giờ là lúc cho Ngụy Chi một bài học rồi. Dám tơ tưởng đến vợ anh, thật là tự tìm cái chết mà. Chương 142, anh ta thực sự là Hắc Long. Sau khi Hà Diễm Mai hẹn được với Ngụy Chi, bà ta vô cùng phấn khích còn giang thần thì đi ra ngoài lúc anh ra ngoài không làm người khác chú ý vì người nhà họ đường hoàn toàn không quá để ý đến anh nhà họ ngụy sau khi ra ngoài giang thần tự lẩm bẩm anh biết nhà họ ngụy đây là một gia tộc hành động khiêm nhường nhưng thực lực thì không hề thấp nhà họ ngụy là gia tộc đại biểu của giang trung thương minh năm tỉnh còn thành phố mới thời đại khoa của giang trung là do thương minh năm tỉnh cùng nhau xây dựng Vốn dĩ thương minh năm tỉnh có kế hoạch xây dựng thành phố mới thời đại khoa thành trung tâm tài chính đẳng cấp thế giới, như vậy thì danh tiếng của thương minh năm tỉnh sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Nhưng không ngờ lại bị giang thần nhìn chúng, anh dùng đặc quyền chèn ép rồi lấy được thành phố mới thời đại khoa với mức giá thấp nhất. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Long Giã, hội trưởng thương minh năm tỉnh. Số điện thoại này là do Tiểu Hắc đưa cho anh. Anh có số điện thoại của Long Giã, hội trưởng thương minh năm tỉnh nhưng anh chưa từng gặp ông ta. Long giã, là tôi, Hắc Long đây. Long Giá nhận điện thoại của Giang Thần, toàn thân ông ta lập tức run lên vì sợ hãi, ông ta vội vàng nói chỉ, chỉ huy có gì giao phó sao. Nhà họ Ngụy ở đâu? Hả? Long giã sững sờ. Hắc Long Nam Hoang lấy địa chỉ nhà họ Ngụy làm gì? Mặc dù không biết ý nghĩ của Giang Thần nhưng ông ta không dám giấu giếm, ông ta tiết lộ địa chỉ nhà họ Ngụy, Nói với Ngụy Quang, Hắc Long đến thăm, bảo ông ta ra cửa đón tiếp. "Vâng, vâng, tôi sẽ gọi điện thông báo." Long giả thở phào nhẹ nhõm. "Không phải đến gây chuyện mà là đến thăm. Ông ta biết, Hắc Long chính là người đã hất tay trên mua mất thành phố mới thời đại khoa. Bây giờ Hắc Long đến thăm nhà họ Ngụy vậy tức là nhà họ Ngụy đã nịnh nọt được Hắc Long và cũng đồng nghĩa với việc Thương Minh Nam tỉnh nịnh nọt được Hắc Long. Điều này hoàn toàn có lợi cho sự phát triển của Thương Minh Nam tỉnh." Biệt thự của nhà họ Ngụy ở khu Cảnh Tú. Giang Thần bắt xe thẳng đến khu Cảnh Tú. Khu Cảnh Tú là một căn biệt thự sang trọng. Sau khi Ngụy Quang nhận được điện thoại của hội trưởng Long Dạ, ông ta kích động tới mức bật dậy khỏi ghế sofa. "Bố, bố sao vậy? Có chuyện gì mà khiến bố vui như vậy?" Ngụy Chi từ tầng 2 đi xuống. Ngụy Quang kích động nói, "Hội, hội trưởng gọi điện đến nói là chỉ huy Hắc Long của Nam Hoang muốn đến thăm nhà chúng ta." Ngụy Chi cũng trở nên hứng thú, anh ta hỏi, chính là Hắc Long, người lợi dụng đặc quyền ép buộc để mua thành phố mới thời đại khoa do thương minh năm tỉnh chung tay xây dựng sao? Đúng, đúng thế. Ngụy Quang hít một hơi thật sâu. Hắc Long đấy, chính là Hắc Long tiếng tăm lừng lẫy, không ngờ ông ta cũng có ngày được gặp Hắc Long. Mau, đi, ra cửa mình đón. Ngụy Quang kéo Ngụy Chi đi. Giang Thần bắt xe đến biệt thự nhà họ Ngụy mới đi đến cổng lớn đã thấy không ít người đang đứng ở đó. Người đứng đầu là Ngụy Quang, đi cùng còn có Ngụy Chi và Hứa Chí, người đã ra lệnh đánh đám người Đường Thiên Long. Ba người đứng ở lối vào khu biệt thự yên lặng chờ Hắc Long đến. Đúng vào lúc này một chiếc xe taxi xuất hiện trước cổng biệt thự. Giang thần lấy tờ 100 tệ ra ném cho tài xế, không cần thối lại. Nói xong anh xuống xe, Mấy người đứng ở cổng biệt thự khi thấy Giang Thần xuống xe ăn mặc bình thường đều cảm thấy sững sờ. Chẳng lẽ, đây chính là Hắc Long sao? Hắc Long đến thăm chắc phải có vô số xe quân sự đưa đón, sao có thể ngồi taxi đến được? Chắc là không phải, tên này chắc chỉ là đi ngang qua thôi. Ngụy Chi và Hứa Chí thì thào. Thấy Giang Thần Ngụy Chi nhíu mày, đây chẳng phải là đứa con rể ở rể nhà họ Đường sao? Dưới bao nhiêu con mắt dò ngó, Giang thần hút một điếu thuốc rồi chậm rãi đi đến trước mặt Ngụy Quang, anh gật đầu với ông ta, ừm, thái độ cũng coi như không tệ, đến đế vương cư của tôi nói chuyện. Nói xong anh quay người đi, còn Ngụy Quang thì sướng sờ. Đây đây thực sự là hắc long sao? Lần trước ông ta cũng đến tiệc mừng thọ của đường Thiên Long nhưng Giang thần không xuất hiện và ông ta cũng không biết đây chính là đứa con rể ở rể của nhà họ đường. Nhưng nghe anh nói đi đế vương cư thì ông ta chắc chắn rồi đây chính là hắc long vâng ngụy quang gật đầu rồi đi theo sau ngụy chi kéo ông ta nói bố bố làm gì vậy anh ta không phải hắc long anh ta là giang thần đứa con rể ở rể của nhà họ đường hả đứa con rể ở rể nhà họ đường ngụy quang cau mày lập tức nhớ ra gì đó vẻ mặt ông ta thay đổi rồi lớn tiếng quát còn không đi mau đây chính là hắc long ngụy quang vẫn luôn nghi ngờ về chuyện xảy ra trong buổi tiệc mừng thọ của đường thiên long ở đế vương cư lần trước cấp trên đã cho phép đường thiên long tổ chức tiệc mừng thọ ở đế vương cư nhưng tại sao cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy tại sao bạch tố vẫn xuất hiện tại sao tiêu giao vương vẫn đến bắt người đây là do hắc long ra lệnh ông ta vội vàng chạy theo phía sau giang thần còn ngụy chi vẫn nghi ngờ hắc long anh ta anh ta thực sự là hắc long sao trong lòng nghi ngờ nhưng anh ta vẫn theo sau đế vương cư giang thần đặt tay lên ổ khóa vân tay ở cổng cổng biệt thự được mở ra sau đó anh đi vào trong. Nhìn thấy Giang Thần có thể dùng vân tay để mở khóa cổng đế vương cư, sắc mặt ngụy Chi cũng thay đổi. Đế vương cư, Giang Thần ngồi trên ghế sofa, bắt chéo hai chân rồi nhìn ngụy Quang đang đứng trước mặt, trên khuôn mặt anh nở nụ cười nghiền ngẫm, ngụy Quang, ông có biết sao tôi lại đến tìm ông không? Chán ngụy Quang lấm tấm mồ hôi nhưng ông ta không dám lau. Ông ta liên tục lắc đầu nói, tôi, tôi không biết. Giang Thần nhìn Ngụy Chi. Cậu biết không, vừa nhìn anh toàn thân Ngụy Chi run rẩy. Khí chất trên người Giang Thần quá mạnh, anh ta cũng là một doanh nhân thành đạt, khi ở nước ngoài nhân vật máu mặt nào anh ta cũng từng gặp qua nhưng khi đối mặt với Giang Thần, anh ta giống như đang đối mặt với một con hổ mạnh mẽ vậy. Nghĩ tới chuyện đến nhà họ Đường anh ta thấy hoảng sợ. Đại đại khái là biết. Lúc này Ngụy Chi, một thiên tài kinh doanh trên trán cũng đổ mồ hôi lạnh. Bốp giang thần đột nhiên đập bàn cú đập này khiến cả người ngụy quang run rẩy vì sợ hãi ông ta lập tức quỳ xuống đất ngụy chi thì khá hơn mặc dù trong lòng sợ muốn chết nhưng không quỳ xuống giang thần lạnh lùng nhìn ngụy chi rồi nói vợ tôi mà cậu cũng dám nhớ nhung muốn để nhà họ ngụy giống nhà họ tiêu bị xóa sổ khỏi giang trung sao thằng bất hiếu ngụy quang đang quỳ trên mặt đất hét lên ông ta túm lấy ngụy chi đã chết lặng kéo anh ta quỳ xuống còn không mau quỳ xuống nhận lỗi lúc này ngụy chi mới phản ứng lại anh ta quỳ xuống đất rồi nói chỉ chỉ huy tôi tôi không biết tôi không dám nữa tôi không dám nữa xin anh cho tôi một cơ hội giang thần khẽ khoát tay nói được rồi đứng lên đi nghe thấy vậy hai người giống như được ân xá vội vàng đứng lên còn hứa trí đứng ở một bên cũng coi như đã biết vì sao lần trước khi đường thiên long đến nói là muốn đến đế vương cư tổ chức tiệc mừng thọ rồi cháu rể của nhà họ đường là hắc long là chủ của đế vương cư đấy cũng may ngụy quang đưa anh ta đến nhà nhận sai nếu không để hắc long điều tra đến cùng thì nhà họ hứa thực sự xong đời ngụy chi mẹ tôi thay sở sở hẹn cậu đi ăn tối sao ừm ngụy chi gật đầu rồi lại lập tức lắc đầu không không có chuyện đó giang thần mỉm cười rồi nói đưa căng thẳng tối nay nên đi ăn cơm thì cứ đi lúc ăn cơm nhớ nói rõ ràng rằng cậu không xứng với sở sở biết chưa tôi tôi biết rồi nguy chi gật đầu rồi không dám nói thêm gì nữa giang thần vươn vai nói cậu coi trọng vợ tôi chứng tỏ vợ tôi là một người rất ưu tú cũng may là cậu đến nhà họ đường tặng quà chứ chưa dùng thủ đoạn khác hành động này của cậu đã cứu nhà họ ngụy ngụy chi hít một hơi thật sâu bây giờ nghĩ lại đúng là rất sợ hãi may mà không hành động thiếu suy nghĩ nếu không nhà họ Ngụy sẽ xong đời. Một chỉ huy muốn tiêu diệt một gia tộc thì quá đơn giản, cũng chỉ bằng một câu nói. Được rồi, đi đi, Giang thần khẽ khoát tay. Mọi người giống như được ân xá nhanh chóng rời đi. Sau khi rời đi, Ngụy Quang mới lau mồ hôi trên mặt rồi liếc nhìn Ngụy Chi, lần này suýt nữa là con đã hại cả gia tộc. Bố, con cũng không biết mà, ai mà biết đứa con rể ở rể nhà họ đường lại là Hắc Long chứ. Ngụy Quang hít một hơi thật sâu nói, trước đây Hắc Long tự do lái xe ra vào quân khu, người ta đồn rằng Giang Thần dựa vào quan hệ để mượn xe nhưng không ngờ đó thực sự là xe của cậu ta, là xe của Hắc Long. Rõ ràng Hắc Long là một người có gia thế khủng nhưng khi ở rể nhà họ Đường lại bị đồn là đồ vô dụng ăn bám. Chương 143, cháu không xứng với sở sở. Sau khi giải quyết xong chuyện của Ngụy Chi Giang Thần rời khỏi đế vương cư đi đến nhà họ Đường. Buổi chiều anh ở trong nhà chẳng đi đâu. Còn Hà Diễm Mai và những người khác thì mang tiền gửi ngân hàng. Đường Sở Sở đã đi Vĩnh Thái. Vừa mới tiếp quản Vĩnh Thái nên cô có rất nhiều việc, bận rộn đến mãi 6 giờ chiều vẫn chưa trở về. Hà Diễm Mai đã hẹn với Ngụy Chi nên thấy Đường Sở Sở chậm trễ chưa về nhà cũng có chút lo lắng, bà ta gọi điện thoại bảo Đường Sở Sở lập tức về nhà. Đường Sở Sở còn tưởng rằng có chuyện gì quan trọng nên vội vội vàng vàng trở về sở sở, mau đi thay đồ đi, thay cái váy đẹp ấy rồi trang điểm, đeo thêm ít đồ trang sức. Đường sở sở khó hiểu hỏi, mẹ, mẹ lại làm gì vậy? Hà Diễm Mai mỉm cười nói, mẹ đã hẹn cậu ngụy ăn tối, mau lên, đừng có lề mề nữa, cậu ngụy bận trăm công nghìn việc, bận vậy mà có thể bớt chút thời gian ăn cơm với chúng ta nên con không được chậm trễ. Đường sở sở lập tức xa sầm mặt mũi nói, con không đi, muốn đi thì mẹ tự đi đi. Hà Diễm Mai lập tức chống nạnh của trách, mày làm phản hả đường sở sở, 10 năm nay là ai cho mày ăn, ai cho mày uống, vì mày tao chịu biết bao rẻ biểu, chế diễu. Cũng chính là vì mày mà ở nhà mẹ đẻ tao không ngóc đầu lên được, bây giờ trở nên xinh đẹp rồi đủ lông đủ cánh rồi nên không nghe lời nữa đúng không? Hu hu, sao số tôi lại khổ thế này? Hà Diễm Mai khóc lóc làm ẩm ý. Hôm nay mày không đi thì tao sẽ nhảy từ tầng 8 xuống chết cho rồi nói rồi bà ta thật sự đi mở cửa sổ muốn nhảy xuống. Đường bác kịp thời kéo bà ta lại rồi nhìn đường sở sở khuyên nhủ, sở sở, con không thể vì giang thần mà ngay cả mẹ con cũng không cần chứ. Đường tùng cũng khuyên cô chị, đúng thế, giang thần thực sự tốt như vậy sao? Cả nhà đều đang khuyên cô. Đường sở sở lưng chừng nước mắt. Sao số cô lại khổ như vậy? Cô nhìn giang thần, nhìn vẻ mặt đau khổ của anh bằng ánh mắt tủi thân. Sở sở, hay là em cứ đi ăn một bữa với anh ta đi, anh đi cùng em. Anh ngốc sao? Đường Sở Sở mắng mỏ để vợ mình đi ăn cơm với người đàn ông khác, anh lại còn đi cùng. Anh là người thế nào anh không biết nghĩ sao? Anh mà đi chẳng phải sẽ bị chê bai thầm tệ sao? Anh không sợ mất mặt nhưng em sợ. Giang Thần không ngờ Đường Sở Sở lại phản ứng mạnh như vậy. Anh đã thu xếp ổn thỏa rồi, chắc chắn Ngụy Chi không dám nhớ nhung vợ anh nữa bữa cơm này Ngụy Chi sẽ nói rõ ràng về sau tuyệt đối sẽ không quấn lấy sở sở nữa. Vẻ mặt sao cũng được của Giang Thần khiến đường sở sở cảm thấy đau lòng. Nếu như Giang Thần có chút năng lực và tiến bộ thì mẹ cô cũng không đến mức đi khắp nơi tìm đối tượng cho cô. Nhìn thấy vẻ mặt muốn nhảy lầu của Hà Diễm Mai cô khóc lóc rồi nói, mẹ, mẹ đừng làm ẩm ý nữa, con đi được chưa, con đi. Giờ Hà Diễm Mai mới dừng lại rồi ra lệnh, vậy còn đứng được ra đó làm gì? mau đi thay đồ đi. Đường Sở Sở tuổi thân trở về phòng đi thay đồ. Còn Giang Thần thì im lặng ngồi ở sofa. Rất nhanh Đường Sở Sở đã thay sang một bộ váy bó sát sau đó cả nhà đi đến Mỹ Vị Hiên. Ngụy Chi đã sớm đặt một phòng ở Mỹ Vị Hiên và đó còn là phòng riêng lát đá cao cấp nhất. Sau khi biết thân phận của Giang Thần vốn dĩ anh ta không muốn đến nhưng Giang Thần bảo anh ta đến nên anh ta không thể không đến. 5 giờ anh ta đã đến Mỹ Vị Hiên đợi rồi anh ta ngồi đợi tận 2 tiếng đồng hồ. Mãi đến 7 giờ nhà đường sở sở mới xuất hiện. Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ đám người đường sở sở đã đi vào phòng riêng lát đá. Hai tiếng đồng hồ này Ngụy Chi đứng ngồi không yên. Mãi đến khi người đi vào anh ta mới phản ứng lại lau mồ hôi trên mặt rồi nhanh chóng đứng lên cung kính chào đón. Cô sở sở, cô đến rồi, cháu chào cô, chào chú. Thấy Giang Thần đang đi ở phía sau anh ta không khỏi dùng mình có câu không ai đánh người chạy lại ngụy chi nhiệt tình như vậy đường sở sở cũng không đành sụ mặt cô mỉm cười với anh ta rồi nói anh ngụy đã để anh đợi lâu à không sao không sao tôi cũng mới đến cô sở sở ngồi đi ngụy chi chào hỏi mọi người ngồi xuống đường sở sở vừa ngồi thì cổ giật hiên đi vào anh ta đi đến nở nụ cười sáng lạn cô sở sở cô đến rồi nói rồi anh ta búng ngón tay mấy nhân viên phục vụ xinh đẹp bưng quà đi vào. Có váy, có dây chuyền, túi sách. Cô sở sở, tôi đã tìm kiếm mấy thứ này rất lâu đấy. Đường sở sở cao mày. Mỗi lần đến cổ giật hiên đều rất nhiệt tình với cô, tặng cô rất nhiều đồ, cô cũng đã từ chối rất nhiều lần. Anh cổ, làm thế này thì ngại quá. Hà Diễm Mai đứng lên miệng thì nói không cần nhưng lại nhận hết mấy món quà. Mẹ, mẹ làm gì vậy, không được lấy. Đường sở sở vội vàng nói hà diễm mai cười nói không thể phụ lòng của cậu cổ đúng thế cổ giật hiên nói chỉ là chút đồ không đáng là bao cô nhận thay đường đường hà diễm mai mỉm cười sán lạn lúc này bà ta nhận quà mỏi cả tay cười không nhặt được miệng cổ giật hiên tặng quà xong bèn nhanh chóng rời đi rất nhanh đã đem đồ ăn lên giang thần không nói gì chỉ lo ăn nhìn vẻ mặt ăn ngấu ăn nghiến của giang thần đường sở sở cau mày rồi cô nhìn ngụy chi với vẻ mặt áy náy cô nói anh ngụy khiến anh chê cười rồi không sao không sao ngụy chi lập tức đứng lên nói sở sở thực ra hôm nay tôi có vài lời muốn nói với cô đồng ý đồng ý anh ta còn chưa nói xong thì hà diễm mai đã đứng lên nhìn ngụy chi với vẻ mặt hài lòng rồi nói tôi rất hài lòng với đứa con rể là cậu sở sở có thể ly hôn với giang thần bất cứ lúc nào và lập tức kết hôn với cậu ngụy mẹ đường sở sở oán hận liếc nhìn hà diễm mai biết thân phận của đường sở sở nên anh ta không có phúc hưởng chỉ có người siêu phàm như hắc long mới xứng với sở sở cô à cô hiểu nhầm rồi ngụy chi lo lắng giang thần nổi giận nên vội vàng giải thích cháu muốn nói là cháu không xứng với sở sở hà hà diễm mai sửng sốt đường tùng cũng sững sờ Ngô Mẫn cũng nhìn Ngụy Chi với vẻ mặt khó hiểu. Ngay cả đường sở sở cũng có chút bất ngờ. Là phụ nữ có người theo đuổi thì vẫn mừng thầm trong lòng nhưng bây giờ Ngụy Chi nói như vậy là có ý gì? Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Ngụy Chi. Ngụy Chi nhìn Giang Thần đang ăn như hổ đói rồi nói, sở sở trời sinh đã xinh đẹp nhan sắc khó ai bị kịp, cháu không xứng với cô ấy, chỉ có Giang Thần mới xứng với cô ấy nghe thấy vậy đường sở sở liếc nhìn Giang Thần rồi không khỏi biểu môi. Sau khi xứng sở, Hà Diễm Mai cười nói, cậu Ngụy, cậu đúng là biết đùa, tôi đã nghe ngóng rồi, chưa nói đến chuyện cậu một mình rời khỏi gia tộc chỉ riêng việc mấy năm nay cậu một mình ở nước ngoài kiếm được vài tỷ, cả cậu cũng không xứng với sở sở thì chẳng phải cái thằng vô dụng Giang Thần còn chẳng có tư cách để sách xếp cho sở sở hay sao. Cô à, những gì cháu nói là thật, cháu thực sự không xứng với sở sở, cô sở sở, trước đây là do tôi đường đột nên mới tùy tiện đến nhà họ đường, mong cô đừng để trong lòng. Ngụy Chi cúi dạp người. Hành động của anh ta khiến người nhà họ đường khó hiểu. Còn đường sở sở thì liếc nhìn Giang Thần. Từ đầu tới cuối Giang Thần không nói gì. Đường sở sở thầm nói trong lòng, chẳng lẽ cậu Giang Thần bí biết Ngụy Chi đến nhà mình tặng quà nên đi tìm anh ta sao? Cô cảm thấy chắc chắn là như vậy. Nếu không thì tại sao mới có một ngày mà Ngụy Chi đã thay đổi suy nghĩ trở nên tôn trọng cô như vậy? Anh ta tôn trọng mình là vì cậu Giang Thần bí tôn trọng mình. Nghĩ đến cậu Giang Thần bí lòng cô lại gợn sóng. Rõ ràng là thích cô nhưng vì cô có chồng mà không nói gì, thậm chí còn âm thầm giải quyết chuyện của Ngụy Chi làm mối cho cô và Giang Thần. Còn Giang Thần là cái đồ bụng dạ hẹp hòi, không tin tưởng nên thầm theo dõi cô. Nghĩ đến mấy chuyện này Đường Sở Sở lại càng thấy đau lòng. Chương 144, khoản vay chưa lấy được. Đường Sở Sở nhìn Ngụy Chi với vẻ mặt khó hiểu rồi hỏi anh ta, "Anh Ngụy, là cậu Giang tìm gặp riêng anh sao?" "Hả?" Ngụy Chi sướng sở nhìn Đường Sở Sở. "Chẳng lẽ Đường Sở Sở vẫn chưa biết thân phận của Giang Thần?" "Rồi cậu Giang mà cô nói lại là ai nữa? Là Giang Thần sao?" Sau khi sướng sở anh ta gật đầu nói, "Đúng, đúng thế." Hít. Đường Sở Sở hít một hơi thật sâu quả nhiên là cậu giang âm thầm ra tay cô thì có tài cán gì đáng để cậu giang âm thầm giúp đỡ cô như vậy chứ chuyện trọng sinh sở sở tôi xin lỗi tôi thực sự đã quá đường đột tôi không xứng với cô tôi xin thề từ nay về sau tuyệt đối sẽ không làm phiền cô nữa ngụy chi nói xong bèn liếc nhìn giang thần thấy giang thần vẫn đang cúi đầu ăn uống anh ta cũng không nói gì thêm nữa chỉ cúi chào rồi quay người rời đi người nhà họ đường đều sững sờ mãi đến khi ngụy chi đã rời đi hà diễm mai mới phản ứng lại cậu giang lại là cậu giang thần bí người này rốt cuộc có lai lịch gì sao đến cả ngụy chi cũng kiêng rẻ cậu ta như vậy bà ta nhìn đường sở sở rồi nghi ngờ hỏi sở sở cậu giang thần bí đó rốt cuộc là ai không không ai cả ăn thôi đừng lãng phí đường sở sở cũng chưa ăn cơm nên thấy hơi đói nhìn thấy trên bàn đầy đồ ăn ngon cô cũng muốn ăn sau khi ăn xong cả nhà cùng nhau đi về. Không thành với cậu Ngụy nên Hà Diễm Mai lại bắt đầu chú ý đến cậu Giang thần bí, sau khi về đến nhà bà ta kéo Đường Sở Sở dò hỏi về cậu Giang thần bí. Đường Sở Sở không nói nửa lời. Cô cũng chẳng muốn nói gì với người nhà nên đi thẳng về phòng. Trong phòng Giang thần đã lấy chiếu ra rồi nằm xuống sàn. Đường Sở Sở đi vào thì anh đúng lúc đứng dậy mỉm cười nói, "Vợ ơi." "Ừm." Um đường sở sở đáo một tiếng rồi ngồi lên giường nhìn Giang Thần. Giang Thần, anh cứ ở nhà mãi cũng không ổn, hay là anh đi tìm việc gì đó đi, lương cao hay thấp cũng được, chỉ cần có việc làm không lãng phí thời gian là được, em không muốn người ngoài lời ra tiếng vào. Mười năm nay đường sở sở chịu đủ rồi. Cô phải chịu đựng những lời đàm tiếu. Bây giờ đã hết khổ rồi. Nhưng lại bởi vì Giang Thần mà trước mặt người ngoài cô vẫn không ngóc đầu lên được cô cho rằng bản thân không để tâm, cho rằng bản thân có thể kiếm tiền nuôi giang thần. Nhưng khi thực sự nghe thấy mấy lời đàm tiếu đó cô thấy rất khó chịu. Cô rất muốn giang thần tiến bộ hơn một chút để người ngoài bớt lời ra tiếng vào. Đi làm. Giang thần cau mày. Anh không rảnh để đi làm. Mười năm trong quân đội, dầu sôi lửa bỏng, tàn sát khốc liệt, anh đang sống trên lưỡi dao, khó khăn lắm mới được nhàn rỗi như bây giờ, sao anh lại trở về làm việc chứ? nhưng, anh cũng không muốn tiếp tục làm đường sở sở mất mặt. Ngày, ngày mai anh sẽ đi tìm công việc. Anh trả lời qua quyết. Còn về công việc đến lúc đó tùy tiện đến tập đoàn thời đại khoa hoặc là tập đoàn Giang Long tạm thời làm gì đó là được. Đường sở sở không phải là không nghe ra Giang thần lại trả lời lấy lệ với cô. Cô bất lực thở dài rồi nói, ngủ đi, sáng sớm ngày mai em còn phải đi Vĩnh Thái, với cả anh cũng đừng ngủ dưới sàn nữa, lên giường ngủ đi. Hôm nay Đường Sở Sở đã thẫn thờ cả ngày. Cô nghĩ rất nhiều, cô cảm thấy bản thân mình cũng có vấn đề. Nếu như người nhà bớt mắng chửi Giang Thần, bớt coi thường Giang Thần, cô và Giang Thần sớm động phòng thì cũng không đến mức Giang Thần không tin tưởng đi bám theo cô. "Vợ, em nói thật sao?" Giang Thần nhìn Đường Sở Sở chằm chằm. Đường Sở Sở gật đầu, "Ừm." Mặc dù bây giờ trong lòng cô có chút xem thường Giang Thần nhưng dù sao thì đó cũng là ông xã mình hơn nữa cũng là Giang Thần bỏ tiền ra nên cô mới có thể mua được Vĩnh Thái. Giang Thần cũng đã giúp cô nhiều như vậy còn cô lại bắt Giang Thần ngủ dưới sàn. Đổi lại là ai thì cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Giang Thần cất chiếu rồi đi về phía giường. Đường Sở Sở khẽ nhúc nhích người những chỗ. Giang Thần nằm bên cạnh Đường Sở Sở, anh có thể ngửi được mùi thơm quyến rũ trên người Đường Sở Sở mùi hương đó vô cùng kích thích thần kinh của anh khiến anh dao động bất ổn anh lăn lộn đường sở sở nằm quay lưng về phía anh cô không cởi váy ngủ nhưng váy ngủ của cô là váy hai giây nên tấm lưng trắng nõn của cô hoàn toàn lộ ra trước mắt giang thần giang thần thăm dò hỏi vợ à có phải em cảm thấy anh không xứng với em đường sở sở trở mình hai người nhìn nhau đừng nói lung tung em không hề xem thường anh Giang thần tiếp tục nói, trong lòng em chỉ có người như cậu Giang thần bí mới xứng với em đúng không? Bị nhìn thấu suy nghĩ đường sở sở có chút căng thẳng. Cô vội vàng giải thích, không, không có chuyện đó, em đã gả cho anh thì chính là vợ anh, chỉ cần anh không làm chuyện có lỗi với em thì em tuyệt đối sẽ không ly hôn với anh. Lời đường sở sở khiến Giang thần rất xúc động. Anh không nhịn được hôn đường sở sở. Hai đôi môi chạm vào nhau. Ưm ưm, đường sở sở khẽ vùng vẫy nhưng giang thần không buông tay chỉ trong vài giây ngắn ngủi đường sở sở đã đỏ mặt cô mắng anh muốn chết hả giang thần liếm môi rồi cười nói vợ em thật tốt đường sở sở đỏ mặt quay đi giang thần cũng không đi quá xa đã lĩnh giấy kết hôn lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên hai người họ ngủ cùng nhau nhưng tối hôm nay chẳng xảy ra chuyện gì cả chỉ là ngủ cùng nhau thôi đêm cứ thế lặng lẽ trôi qua ngày hôm sau đường sở sở đã dậy từ rất sớm cô thay quần áo đi làm rồi đi thẳng đến vinh thái mà không ăn bữa sáng giang thần cũng ra ngoài tối hôm qua đường sở sở bảo anh tìm một công việc anh cảm thấy mình phải tìm một công việc dù không đi làm nhưng cũng phải có cái danh như vậy khi nói ra thì người ngoài sẽ không đồn đại anh ăn của nhà họ đường uống của nhà họ đường đường sở sở cũng có thể ngẩng cao đầu trước mặt người ngoài nhưng trước gì mới được Phó tổng giám đốc của tập đoàn Thời Đại Khoa hay là phó giám đốc của tập đoàn Giang Long? Giang Thần thấy do dự. Anh cảm thấy vị trí phó tổng giám đốc qua cao cấp với thân phận ở rể của anh thì có nói ra cũng chẳng ai tin. Nếu như là bảo vệ ở tập đoàn Thời Đại Khoa hoặc là tài xế của tập đoàn Giang Long thì nói ra còn có người tin. Giang Thần đến phòng khám Phạm Nhân để tìm tiểu Hắc Bàn Bạc về chuyện công việc. Còn Đường Sở Sở thì đi đến Vĩnh Thái sau khi cô tiếp quản Vinh Thái thì vẫn đang quy hoạch lại Vĩnh Thái. Hôm nay cô bắt đầu kiểm tra lại sổ sách trước đây của Vinh Thái, cô phát hiện Vĩnh Thái vẫn còn rất rất nhiều khoản nợ chưa thu hồi được. Cô lấy điện thoại gọi cho Phó Tổng Giám Đốc Đương Nhiệm Đường Long. Đến văn phòng làm việc của tôi một lát. Rất nhanh, Đường Long đã đến. Chủ tịch, Đường Sở Sở nhìn sổ sách cao mày rồi hỏi, Đường Long, sao Vĩnh Thái lại có khoản vay 30 triệu chưa thu hồi về? Nghe thấy vậy đường long khó xử nói, chủ tịch, khoản nợ chưa trả này là của công ty dược phẩm Bạch Vân. Trong nửa năm đầu đơn hàng của Vĩnh Thái chúng ta đều là của công ty dược phẩm Bạch Vân, nhưng sau khi công ty dược phẩm Bạch Vân nhận được hàng thì lại nói thuốc mà chúng ta điều chế có vấn đề nên từ chối thanh toán. Chúng ta đã đến không ít bộ phận nhưng công ty dược phẩm Bạch Vân có chống lưng rất lớn, ngoài sáng hay trong tối đều có người của họ. Hả? Nghe thấy vậy đường sở sở cao mày, Đường Long tiếp tục nói, chúng ta đã tìm luật sư kiện Bạch Vân nhưng đã thua kiện, từ sau khi thua kiện các nhà máy của chúng ta thường xuyên bị những người không rõ danh tính tấn công. Vì như vậy nên mới không có công ty lớn đến đặt đơn hàng của công ty ta, cộng thêm khoản nợ 30 triệu không thu về được nên nguồn vốn của Vĩnh Thái mới cạn kiệt và xuất hiện nguy cơ phá sản. Được rồi, tôi biết rồi, anh ra ngoài đi. Vâng. Đường Long quay người rời khỏi văn phòng làm việc. Đường Sở Sở cầm bút trong tay rồi xoay tròn trên đầu ngón tay. 30 triệu là số tiền Vĩnh Thái vất vả kiếm được, bây giờ công ty dược phẩm Bạch Vân lại từ chối thanh toán, số tiền này nhất định phải lấy lại được. Lúc này Đường Sở Sở nghĩ tới cậu Giang thần bí, nếu như cậu Giang xuất hiện thì việc lấy lại số tiền này không phải là chuyện gì khó. Sau khi nghĩ đến cậu Giang, cô khẽ khắc đầu. "Đường Sở Sở ơi, đừng có chuyện gì cũng trông đợi vào người khác." Cho dù mày từng cứu người ta nhưng thời gian này người ta đã giúp mày rất nhiều rồi, không thể cứ gây thêm phiền phức cho người ta được. Đường Sở Sở quyết định cô sẽ tự mình đi đến công ty dược phẩm Bạch Vân một chuyến để tìm người phụ trách công ty này đòi lại 30 triệu. Chương 145, đòi nợ. Sau khi Đường Sở Sở biết công ty vẫn còn khoản nợ 30 triệu chưa thu hồi lại được thì cô lập tức tìm kiếm tài liệu liên quan và nghiêm túc xem xét. Đầu tiên cô thấy thỏa thuận đặt hàng được ký bởi công ty dược phẩm Bạch Vân và Vĩnh Thái. Trong thỏa thuận có ghi rằng mỗi lần giao hàng sẽ thanh toán một phần, đến khi trả đủ 50% thì tạm dừng thanh toán. Đợi sau khi hoàn thành các đơn hàng tiếp theo nếu như hàng không có vấn đề gì thì sẽ thanh toán 50% còn lại trong một lần. Trong nửa đầu năm Vĩnh Thái đều thực hiện các đơn hàng của công ty dược phẩm Bạch Vân. Tuy nhiên sau khi hoàn thành đơn hàng thì công ty dược phẩm Bạch Vân lại từ chối thanh toán khoản cuối cùng họ nói rằng chất lượng thuốc có vấn đề. Vì vậy nên Vĩnh Thái đã kiện Bạch Vân. Nhưng Bạch Vân là công ty lớn, có đội ngũ luật sư chuyên nghiệp nên trước tòa Bạch Vân đã cung cấp hàng loạt bằng chứng liên quan đến vấn đề chất lượng của thuốc. Vĩnh Thái thua kiện, kể từ đó rơi vào khủng hoảng. Đường sở sở cao mày nhìn những tài liệu có liên quan. Xem ra muốn lại lại 30 triệu này có chút khó khăn. Có khó đến đâu thì cô cũng muốn thử xem. Cô lập tức bảo Đường Long sắp xếp tài xế đưa cô đến công ty dược phẩm Bạch Vân. Công ty dược phẩm Bạch Vân là một tập đoàn lớn, mặc dù không có tiếng như Thiên Quân, Trường Sinh, Vạn Thịnh nhưng ở Dược Đô Giang Trung thì cũng được coi là một công ty lớn, có thể xếp trong top 20. Trụ sở chính của công ty dược phẩm Bạch Vân là một tòa cao ốc 8 tầng. Khi Đường Sở Sở tới công ty dược phẩm Bạch Vân, cô đến quầy lễ tân rồi hỏi, "Xin chào, tôi là Đường Sở Sở của Vĩnh Thái." Tôi có chút việc muốn gặp người phụ trách của Bạch Vân." Cô Lễ Tân liếc nhìn Đường Sở Sở. Cô ta là người ở Giang Trung sao có thể không biết Đường Sở Sở chứ? Bây giờ bên ngoài đang đồn đại về Đường Sở Sở, hơn nữa còn bàn tán rất nhiều chủ đề. Đường Sở Sở, cô không phải là chủ tịch của Vĩnh Thái sao, sao lại thay mặt Vĩnh Thái đến công ty dược phẩm Bạch Vân, không phải cô có quan hệ rất tốt với các ông chủ tập đoàn Thiên Quân, Trường Sinh hay sao?" đến công ty dược phẩm Bạch Vân của tôi làm gì, chúng tôi không đặt hàng đâu. Thiên quân, trường sinh bán tình nghĩa của đường đường. Công ty dược phẩm Bạch Vân không bán tình nghĩa này. Cho dù là lễ tân cũng có chút xem thường đường sở sở. Chẳng qua là cô may nắm nên 10 năm trước cứu cậu Giang thôi sao, có gì ghê gớm chứ. Đường sở sở kiên nhẫn nói, có thể giúp tôi liên hệ với người phụ trách của công ty dược phẩm Bạch Vân không? Người phụ trách của công ty dược phẩm Bạch Vân rất nhiều, không biết cô muốn mắt ai, giám đốc bộ phận hay là tổng giám đốc, giám đốc điều hành hay chủ tịch. Nhân viên Lê Tân nhìn đường sở sở với vẻ mặt khinh thường rồi nói, người phụ trách của công ty dược phẩm Bạch Vân chúng tôi là người mà cô muốn gặp là có thể gặp được sao? Tôi muốn gặp Khổng Ngũ, giám đốc điều hành của công ty dược phẩm Bạch Vân. Có hẹn trước không? Không, tôi xin lỗi, không hẹn trước thì cô không thể gặp, mời về. Mặc dù xem thường Đường Sở Sở nhưng dù sao thì cô cũng quen biết rất nhiều người có máu mặt, Lễ Tân cũng không làm khó dễ mà trực tiếp đuổi người về. Đường Sở Sở khá thất vọng. Cô thất vọng rời đi. Nhưng cô vừa bước thì có người đi đến. Đó chính là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc bộ vest màu đen, đầu tóc gọn gàng, phía sau còn có bốn người vệ sĩ mặc vest và đeo kính đen. Giám đốc Khổng. Lễ Tân lập tức đi đến, vẻ mặt cô ta tỏ vẻ kính trọng cô ta nói giám đốc khổng lúc nãy đường sở sở đến tìm anh nói là thay mặt vĩnh thái đến đây chắc chắn là vì vụ kiện lần trước nên tôi đã từ chối rồi ô đường sở sở vĩnh thái khổng ngũ hơn sững sờ lễ tân chỉ vào đường sở sở người vẫn chưa ra khỏi cửa nói cô ta vẫn chưa ra khỏi cửa được rồi tôi biết rồi khổng ngũ khẽ khoát tay sau đó đi đến gọi cô là đường sở sở sao Đường sở sở nghe thấy tiếng gọi bèn quay người lại thì thấy một người đàn ông tầm 30 tuổi trông rất đẹp trai đang đi tới. Cô gật đầu, đúng là tôi, anh là. Khổng ngũ vươn tay nói, xin chào cô đường, tôi là khổng ngũ, giám đốc điều hành của công ty dược phẩm Bạch Vân. À, anh là khổng ngũ sao? Đường sở sở vui mừng lập tức bắt tay. Nhưng khổng ngũ lại kéo tay cô mãi không buông. Đường sở sở vội vàng rụt tay lại. Khổng ngũ nhìn đường sở sở chăm chằm Cô quả thực xinh đẹp như tiên nữ, khí chất hơn người. Anh ta đã từng nghe nói đường sở sở có quan hệ tốt với không ít nhân vật lớn. Người khác sợ những người này nhưng anh ta không sợ. Cô sở sở, cô thay mặt vĩnh thái đến đây sao? Anh ta dò xét đường sở sở từ đầu đến chân, trên mặt anh ta lộ ra vẻ hài lòng. Đúng vậy, anh khổng ngũ, bây giờ tôi là chủ tịch của Vĩnh Thái. Vĩnh Thái và công ty mình khi hợp tác đã có một vài tranh chấp, Tôi cảm thấy chúng ta cần ngồi xuống nói rõ chuyện này. Thế này đi, đến phòng làm việc của tôi đi, mời. Khổng Ngũ giơ tay mời. Cô đi theo Khổng Ngũ đến phòng làm việc của giám đốc. Trong phòng làm việc, Đường Sở Sở ngồi trên ghế sofa, còn Khổng Ngũ thì ngồi đối diện, trắng trợn đánh giá cô. Nhìn thấy hàng cúc áo khoác trắng của cô có dấu hiệu bung ra, anh ta không kìm được nuốt nước bọt. Cô Sở Sở, mục đích chính lần này của cô là gì? Khổng Ngũ mỉm cười. Đường Sở Sở nói: "Anh Khổng, Vĩnh Thái chúng tôi luôn sản xuất và chế biến thuốc một cách nghiêm ngặt, 10 năm nay chưa từng mắc sai lầm, nhưng công ty anh lại cho rằng thuốc có vấn đề từ chối thanh toán 30 triệu cuối cùng." Khổng Ngũ khẽ khoát tay rồi ngắt lời Đường Sở Sở rồi nói: "Hóa ra là cô nói chuyện này, lô thuốc đó quả thực có vấn đề, Bạch Vân đã mời cơ quan có thẩm quyền đến xác định, chúng tôi cũng rất thấu tình đạt lý, nể tình đã nhiều lần hợp tác nên mới không truy cứu trách nhiệm của Vĩnh Thái." Đường Sở Sở đến để đòi tiền. Khổng Ngũ lại không đề cập đến nó lại còn nói không truy cứu trách nhiệm. Chỉ bằng một câu nói anh ta đã chặn đứng mấy lời mà Đường Sở Sở định nói. "Anh Khổng." Khổng Ngũ lại giơ tay lên ngăn lại lời của Đường Sở Sở. "Cô Sở Sở, chuyện này tòa án đã đưa ra phán quyết rồi, nếu như cô thấy có vấn đề gì thì có thể gửi đơn kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn. Hôm nay chúng ta không nói chuyện này nữa, nói đến chuyện tiền bạc đi." có phải gần đây Vĩnh Thái đang thiếu tiền không? Nếu là vậy thì cá nhân tôi có thể cho cô mượn chút tiền, 30 hay 50 triệu, hoặc 100 200 triệu, chỉ cần cô nói ra. Anh Khổng, thực sự không thể thương lượng sao? Sao, nghe không hiểu lời tôi nói sao? Khổng ngũ xa sầm mặt mũi lạnh lùng nói, tôi nói rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Nếu đã như vậy thì chúng ta gặp nhau ở tòa. Đường sở sở đứng dậy rời đi. Cô mở cửa phòng làm việc nhưng có bốn vệ sĩ đang đứng ở đó. Bốn người đàn ông vạm vỡ chặn đường cô. Cô quay người liếc nhìn Khổng Ngũ đang vắt chân ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt cô trầm xuống rồi lạnh lùng nói, "Anh không, anh có ý gì?" "Có ý gì?" Khổng Ngũ bật cười. "Đường Sở Sở, trước khi đến đây cô cũng không nghe ngóng gì về Bạch Vân sao? Đến thì dễ, nhưng muốn đi thì không có dễ như vậy, người khác sợ Diệp Hùng nhưng tôi không sợ." "Anh Lúc này Đường Sở Sở cảm thấy nguy hiểm. Lại đây, phục vụ tôi cho tốt, tôi hứa xong chuyện cá nhân tôi sẽ đưa cho cô 30 triệu, thế nào? Khổng Ngũ giò xét nhìn Đường Sở Sở, càng nhìn anh ta càng cảm thấy Đường Sở Sở rất quyến rũ. Vóc dáng này, khuôn mặt này, chậc chậc, thực sự quá hoàn mỹ. Khổng Ngũ, lời anh nói tôi sẽ xem như là đùa. Nói xong, cô quay người nhìn vệ sĩ ở cửa mắng, tránh ra. Để cô ấy đi khổng ngũ nở nụ cười bây giờ đi rồi thì sớm muộn gì cũng sẽ quay lại tìm anh ta rồi ngoan ngoãn bỏ lên giường của anh ta thôi. Audio điện tử võ tấn bền chương 146, buộc phải đóng cửa nhà máy. Đường sở sở rời khỏi Bạch Vân, hoàn mỹ, cực phẩm. Khổng ngũ vẫn còn đang đắm chìm trong vẻ đẹp cực phẩm của đường sở sở. Hai chữ tham lam hiện rõ trên khuôn mặt anh ta. Nghe danh đường sở sở đã lâu, nhưng chưa có dịp gặp nay cuối cùng cũng được mở rộng tầm mắt. Anh ta lấy điện thoại gọi đến một số máy. Đến gặp tôi ngay. Rất nhanh sau đó, một người đàn ông tóc dài, mặc áo vàng ngắn tay với dáng vẻ lưu manh đi tới. Anh ta nở nụ cười tươi giói, anh ngũ, có chuyện gì sao? Khổng ngũ ra lệnh, kêu vài anh em đến tới nhà máy chế biến Vĩnh Thái gây chuyện, mà đừng làm lớn chuyện quá, miễn khiến Vĩnh Nhạc không thể hoạt động bình thường là được. Ba cái đồ quỷ này, chuyện nhỏ trên mặt khổng ngũ dần hiện lên nụ cười đắc chí anh ta lẩm bẩm đường sở sở tôi nói rồi cô sẽ quay lại cầu xin tôi sớm thôi đường sở sở trở về vĩnh thái cô cũng rất chán nản vì tiền một đi không trở lại cô đã chuẩn bị đầy đủ các loại tư liệu liên quan cộng thêm một số bằng chứng bạch vân thua kiện trước đó sau khi chỉnh sửa xong cô bắt đầu liên hệ với luật sư chủ tịch đường long vội vàng đi tới cái gì đường sở sở cau mày nói sao không có chút quy tắc gì hết vậy còn ra thể thống gì nữa không chủ tịch có người tới nhà máy kiếm chuyện đúng là người của bạch vân lúc trước mấy người này cũng thường tới gây sự giờ lại tới nữa nghe vậy đường sở sở hơi nhíu mày khổng ngũ nói sớm muộn gì cô cũng sẽ tới tìm anh ta hóa ra là vì chuyện này cô thản nhiên nói báo cảnh sát chủ tịch vô ích thôi bạch vân không phải dạng vừa người của họ giải rác từ xã hội đen cho tới cảnh sát. Một trong những cổ đông lớn của Bạch Vân còn là quan chức cấp cao ở Giang Trung, vô cùng quyền lực. Lúc trước chúng ta cũng báo cảnh sát, nhưng cảnh sát tới rồi cũng chả được ít gì, cảnh sát vừa đi chúng lại tới kiếm chuyện tiếp. Còn luật pháp không chứ? Đường sở sở tức giận đập bàn. Đường Long hỏi, Chủ tịch, cô đến Bạch Vân gặp khổng ngũ à? Cô nói gì mà khiến anh ta đến trả thù vĩnh thái nữa rồi? đường sở sở hơi ngập ngừng thôi được rồi ông đi xuống đi tôi sẽ giải quyết chuyện này được nhưng chủ tịch phải nhanh lên giờ nhà máy mới trở lại hoạt động không lâu nếu xảy ra chuyện gì nữa công nhân sẽ chán nản thậm chí là nghỉ việc tôi biết rồi lúc này đường long mới xoay người rời đi sau khi ông ta đi đường sở sở cũng vỏ đầu bứt tai không biết phải làm sao đến cả báo cảnh sát cũng vô dụng thì với khả năng hiện tại của cô chắc chắn càng không thể, giờ chỉ có một người có thể giải quyết. Đó chính là cậu Giang Bí ẩn. Phải tìm anh ta thật sao? Đường Sở Sở lắc đầu. Cô không muốn đến tìm cậu Giang Bí ẩn, cũng không muốn dính dáng gì đến anh ta nữa. Bởi vì cô là gái đã có chồng, cô sợ bản thân sẽ phải lòng cậu Giang Bí ẩn đó. Cô không muốn làm ra chuyện có lỗi với Giang Thần. Cô ngồi ngơ ngẩn trong văn phòng tới chiều. Đường Long lại đến văn phòng và nói rằng đám người đó lại quá khích khiến nhà máy không thể hoạt động bình thường. Đường sở sở cũng đành bất lực, chỉ e phải tạm đóng cửa nhà máy cũng như cho công nhân viên tạm nghỉ. Giang thần đến gặp Tiểu Hắc để thảo luận với Tiểu Hắc về việc tạm giữ chức. Tiểu Hắc không có chủ ý gì với những chuyện như này. Giang thần suy nghĩ, định tùy tiện tới thời đại khoa giao chức, đây cũng là lời giải thích cho đường sở sở. Nhưng anh cũng không vội, sau khi ở chỗ tiểu hắc cả một buổi sáng anh về nhà ở nhà cả buổi chiều đến tối đường sở sở trở về trông cô rất chán nản giang thần dọn cơm xong thì nói vợ ăn cơm thôi sắc mặt em nay cứ là lạ sao thế có chuyện gì à không có gì đường sở sở yên lặng không phải cô không muốn nói mà là có nói với giang thần những chuyện này cũng vô dụng thậm chí còn chỉ thêm phiền phức cho cô lúc ăn cơm Hà Diễm Mai cũng nhận ra đường sở sở có gì đó không ổn. Bà ta hỏi, sở sở, có chuyện gì mà mặt mày ủ rủ vậy? Không có gì đâu mẹ. Còn nói không có gì, hiện hết lên mặt rồi kia kia. Dạ, thì là vài chuyện của công ty. Đường sở sở bất lực nói, dược phẩm Bạch Vân nợ Vĩnh Thái 30 triệu tiền hàng, bữa nay con đến Bạch Vân. Đường sở sở kể lại mọi chuyện. Hai, mẹ cũng không ngờ công ty dược phẩm Bạch Vân lại số má như vậy, anh em xã hội lẫn lính triều đình gì cũng có. Bây giờ tiền không đòi được, lại còn kéo theo cả đống phiền phức. À hay là tìm cậu Giang đi. Hà Diễm Mai chợt nói, cậu Giang lợi hại như vậy, búng tay cái là giải quyết xong chuyện này liền. Nói sau đi. Đường sở sở ăn vội cho xong, rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Cô rất mệt, tạm thời không muốn nghĩ đến những chuyện này nữa. Mà Giang thần lại ghi nhớ chuyện này vào trong lòng. Ăn xong, anh dọn dẹp bát đĩa, rồi rửa bát. Bận biểu hơn nửa tiếng đồng hồ mới dọn xong nhà bếp, anh xách túi rác từ trong bếp đi ra. "Mẹ, con ra ngoài đổ rác." "Sở sở, anh ra ngoài đổ rác." Giang Thần nói hai câu, nhưng không ai trả lời anh. Anh cũng quen rồi. Anh xách túi rác ra cửa. Lúc ra ngoài, sau khi vứt rác xong, anh lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Hắc. "Chuyện gì vậy anh Giang?" Sắc mặt Giang Thần âm u, anh lạnh lùng nói gọi quỷ kiến sầu, bảo cho tôi mượn một ngàn người. Tiểu Hắc đang nằm dưới đất, trong khi giường của anh ta đã bị văn tâm chiếm. Anh ta lập tức lật người đứng dậy và hỏi, sao vậy, xảy ra chuyện gì? Xăm ba chuyện nhỏ ấy mà, gọi một ngàn người với ba trăm máy xúc qua nhà máy công ty dược phẩm Bạch Vân San thành bình địa cho tôi. Anh lái xe đến đón tôi, chúng ta tới tổng bộ công ty dược phẩm Bạch Vân. Ok, Tiểu Hắc cúp điện thoại và gọi ngay cho quỷ kiến sầu. Đại ca quỷ, tập hợp 1.000 đàn em, 300 máy xúc qua nhà máy của công ty dược phẩm Bạch Vân San thành bình địa cho tôi. Đừng làm ai bị thương, xảy ra chuyện gì đã có tiêu giao vương phía sau lo liệu. Văn Tâm đang ngồi nghịch điện thoại trên giường, nghe thấy đám người tiêu giao vương thì đột nhiên phấn chấn, cô ta lật người đứng dậy, trên mặt lộ vẻ hưng phấn hỏi, anh Tiểu Hắc, sao dạ, xảy ra chuyện gì? Lúc này, Văn Tâm không trang điểm đậm nữa mà chỉ để mặt mộc. Trông cô rất xinh, Nước da trắng nõn và hơi mũm mỉm. Cô ta mặc váy jean ngắn, phối với một chiếc áo màu trắng ngắn tay, trên ngực có họa tiết hoạt hình. Tiểu hắc liếc cô một cái, nói cô ở phòng khám đợi đằng tôi còn yên tâm. Nói xong, tiểu hắc xoay người và đi ra ngoài. Ê, tiểu hắc, đợi tôi. Phan tâm vội vàng đứng dậy, vừa đeo giày vừa hét. Bước chân tiểu hắc đã dần xa, cô ta cầm giày, đuổi theo với đôi chân không. Bên ngoài, trên xe. Tiểu hắc cao mày, quậy vừa thôi, tôi phải đi làm chính sự. Tôi, tôi không có quậy à nha, tôi cũng muốn đi làm chính sự chứ bộ. Tôi nói anh biết, tôi giỏi làm á, gì mà karate, rồi taekwondo, vĩnh xuân quyền, thái cực quyền, bát quái liên hoàn trường, rồi mua thái nữa, cái nào tôi cũng biết hết á. Xăm ba cái đánh đấm, chuyện nhỏ, đảm bảo với anh tôi là cao thủ thứ thiệt, chắc chắn sẽ không kéo chân anh. Tiểu hắc đau cả đầu sao anh lại xui xẻo đến mức đụng phải cô nàng lắm chuyện này chứ văn tâm quyết không xuống xe tiêu hắc cũng hết cách chỉ đành nhắc nhở tôi cũng nhắc cho cô biết cái người hồi sáng tới đây cũng không phải dạng vừa lát gặp nhớ đừng có nói bậy anh giang ấy hả tôi biết mà anh ấy tốt tính với dễ thương hơn anh nhiều tiểu hắc bất lực lắc đầu sau đó lái xe đến đón giang thần đến khi tiểu hắc xuất hiện giang thần đã đứng đợi ven đường được khoảng nửa tiếng anh mở cửa ghế phụ thấy văn tâm đang ngồi, anh cau mày. tiểu hắc bất lực nói, anh giang, nhỏ này cứ một mực đòi theo, tôi cũng hết cách. he he, văn tâm siết chặt nắm đấm múa may loạn xả và nói, anh giang, tôi cũng từng học võ đó nha, không làm anh mất mặt đâu. ờ, ra sau ngồi đi. anh kéo văn tâm xuống xe, sau đó ngồi chém chệ trên ghế phụ. còn văn tâm thì nhanh chóng mở cửa và ngồi vào hàng ghế sau. anh giang, sao vậy? Giang thần lạnh lùng nói, công ty dược phẩm Bạch Vân có mắt như mù, dám kiếm chuyện với sở sở. Đi, đi đến công ty dược phẩm Bạch Vân, tôi muốn xem coi khổng ngũ là thần thánh phương nào mà đến vợ tôi cũng dám đụng. chương 147, San Thành Bình Địa. Tiểu Hắc cũng không hỏi nhiều, anh ta lái xe đến thẳng trụ sở của công ty dược phẩm Bạch Vân. Khi họ đến, công ty dược phẩm Bạch Vân đã tan làm, cả tòa nhà tối đen như mực. Anh Giang, đã gần 10 giờ rồi, không còn ai đâu, hay là mai hắn quay lại. Mai gì là mai, đến nhà máy Bạch Vân. Ok, Tiểu Hắc quay xe, và lái đến nhà máy Bạch Vân. Nhà máy Bạch Vân nằm ở ngoài ô, cách đây một khoảng. Trong khi họ đang gấp rút chạy tới nhà máy Bạch Vân, thì quỷ kiến sầu cũng đã lệnh cho một ngàn đàn em tìm 300 chiếc máy xúc và hùng hồn chạy đến nhà máy của công ty dược phẩm Bạch Vân. Quỷ kiến sầu còn có một thân phận khác, đó là Phương Vĩnh Cát cũng tức thần y của Giang Trung. Quỷ kiến sầu cũng là một thân phận khác của ông ta. Ông ta là kẻ kiểm soát mạng lưới tình báo ngầm, sao có thể không biết đến công ty dược phẩm Bạch Vân. Công ty dược phẩm Bạch Vân có rất nhiều cổ đông, bao gồm cả một quan chức cấp cao. Tuy nhiên, hậu thuẫn thực sự chính là Thương hội Vĩnh Hằng. Thương hội Vĩnh Hằng là một thương hội lớn trải rộng khắp toàn quốc. Trong thương hội có rất nhiều ông trùm quyền lực, thậm chí một số gia tộc lớn ở kinh đô cũng là thành viên của thương hội này thương hội này không quá nổi tiếng ở giang trung nhưng chắc chắn cả nước đều biết nếu không phải có giang thần quỷ kiến sầu chắc chắn sẽ không muốn có bất kỳ xung đột nào với công ty dược phẩm bạch phân giờ giang thần đã yêu cầu ông ta nhất định sẽ đứng về phía giang thần đây là hắc long nam hoang chỉ một thương hội thế lực dù lớn tới đâu thì đã sao đắc tội với người chính thức đứng trong kim tự tháp quyền lực sẽ chỉ có một số phận. Đó là hủy diệt. Tuy nhiên, anh đã không đích thân ra mặt vì thân phận của anh rất đặc biệt. Chẳng bao lâu, 300 máy xúc và 1.000 người đã xuất hiện trước nhà máy công ty dược phẩm Bạch Phân. Đây là một nhà máy với quy mô cực lớn, so với nó nhà máy Vĩnh Thái chẳng đáng là gì. Nhà máy này có hơn 10.000 công nhân viên. Hiện nhà máy đang tăng ca. Nhân viên bảo vệ ở cửa nhìn thấy 300 xe xúc và 1.000 người xuất hiện, thì run cầm cập vì hoảng sợ. Alo, alo, có biến, có biến, bảo vệ lập tức hỗ trợ. Toàn bộ nhân viên bảo vệ tại nhà máy lập tức nhận được thông báo. Lực lượng bảo vệ của nhà máy nhanh chóng tập hợp về phía cổng. Nhưng sau khi chứng kiến 300 máy xúc và hàng nghìn người, hơn 300 nhân viên bảo vệ đều khiếp sợ, không ai dám bước khỏi cửa nhà máy mà máy xúc sau khi xuất hiện cũng không hành động hấp tấp. Người phụ trách nhà máy nhanh chóng gọi điện thông báo tình hình. Khổng ngũ đang hú hí với một model đồ trẻ tại hộp đêm nào đó. Chuông điện thoại vang lên. Thấy đó là cuộc gọi của giám đốc nhà máy, anh ta bắt máy và mắng, tiểu tứ, cậu muốn chết hả, đêm hôm khuya khoát, gọi làm gì? Anh, anh ngũ, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Bên ngoài khu vực nhà máy xuất hiện 300 máy xúc với hơn 1.000 người, cục diện vô cùng đáng sợ. Xem ra là muốn san bằng khu nhà máy Bạch Vân chúng ta thành bình địa. Tất cả người bên trong nghe đây, lập tức giải tán, nếu ngoan cố không nghe dẫn đến liên lụy người vô tội thì đừng trách bọn tôi. Điện thoại truyền đến tiếng loa phóng thanh. Khổng Ngũ nghe vậy, lập tức mắng, muốn làm ông trời chứ gì, bữa nay tao cũng muốn xem thử coi là kẻ nào dám tới nhà máy của tao gây sự. Anh ta cúp máy, gọi ngay cho ông Trùm Đoạn Vương ra, nhà máy gặp chuyện lập tức gọi 3.000 người đến hỗ trợ. Sau khi gọi điện cho đoạn vương ra, anh ta lại gọi thêm cuộc nữa, cục trưởng trương, xảy ra chuyện rồi. Lập tức cử 1.000 cảnh sát đặc nhiệm đến nhà máy Bạch Vân. Sau hai cuộc điện thoại liên tiếp, anh ta mặc quần áo và rời khỏi hộp đêm. Lái xe như bay, vừa mọi đèn đỏ rồi lao về phía khu vực nhà máy. Khi Giang Thần và Tiểu Hắc đến, đã rất muộn, tuy nhiên bọn họ không ra mặt, mà ở trong xe theo dõi tình hình. 300 máy xúc và hàng ngàn người đã khiến nhiều người bằng hoàng. Giám đốc nhà máy cũng sợ sẽ xảy ra chuyện, nên lập tức giải tán tất cả các công nhân đang tăng ca. Rất nhanh sau đó, tất cả những người trong nhà máy đều đã giải tán. Xúc cho tôi. Người đàn ông đội mũ và mặc quần áo đen đứng trên chiếc máy xúc đầu tiên ra lệnh. Ra lệnh một câu, 300 máy xúc đồng thời khởi động. 300 động cơ lập tức khởi động. Rừng 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 em mờ thanh đinh tai nhức óc. Giống như động đất sắp tới, chấn động cả mặt đất. Đúng lúc này, một chiếc ô tô lao nhanh tới, một người đàn ông trung niên mập mặt xuống xe, đứng ngăn trước máy xúc và mắng, ai dám. Đây là đoạn bình, người được biết đến với cái tên đoạn vương gia, một trong những đại ca ngầm thứ thiệt tại Giang Trung. Theo sau sự xuất hiện của đoạn vương gia là sự xuất hiện của 3.000 người mặc đồ đen cầm gậy sắt, 3.000 người này vây lấy 300 máy xúc và 1.000 người thấy đoạn vương ra kéo người tới, tiểu hắc hỏi, anh Giang, tính sao giờ? Giang thần hơi suy nghĩ rồi nói, không vội, chờ khổng ngũ đến đã. Dám dòm ngó vợ tôi, lại còn gây sự ở nhà máy vợ tôi, thật không biết sống chết. Tại cổng chính nhà máy, đoạn bình nhìn người mặc đồ đen trên chiếc máy xúc đầu tiên, lạnh lùng nói, Trần Lão Nhị, mày có ý gì? Chẳng lẽ mày không biết bạch vân này có cổ phần của đoạn bình tao? gần đây tao và quỷ kiến sầu không có thù trước kia cũng không có oán mày muốn gì ông ta nhận ra người đàn ông mặc đồ đen này đây là trần lão nhị thuộc hạ thân tín của quỷ kiến sầu trần lão nhị xuống máy xúc và nói đoạn vương ra đây là lệnh của đại ca tôi chỉ đang làm theo lệnh tốt nhất là ông hãy tránh đường yên lặng để tôi san chỗ này thành bình địa thì chuyện này coi như xong bằng không ông tự gánh chịu hậu quả sao uy hiếp tao đoạn bình chế nhạo, tao năm nay mấy chục nổi bán trương rồi mà chưa thấy ai dám uy hiếp tao. Uy hiếp ông đấy thì sao, xông lên cho tao, san thành bình địa. Ai dám, đoạn bình hét lên, ai dám động. Mấy ngàn người xung quanh đột nhiên vung vũ khí, tiến lên vài bước, hùng hổ lên tiếng. Ba chữ ai dám động vang lên trói tai. Đúng lúc này, khổng ngũ đến. Anh ta đến trước mặt đoạn bình, gọi đoạn vương ra phía xa xa, tại trong xe. Tiểu Hắc chỉ vào khổng ngũ, người vừa xuất hiện và hỏi, anh Giang, khổng ngũ đó hả? Chắc vậy, đi, xuống xe. Giang thần mở cửa, xuống xe trước. Tiểu Hắc quay đầu lại, liếc văn tâm đang dục dịch ở hàng ghế sau và mắng, ở yên trong xe cho tôi, đừng có lộn xộn. Xí, ai thèm xuống xe? Tiểu Hắc cũng ra khỏi xe. Vô số người đối đầu nhau tại cổng chính nhà máy. Đúng lúc này, Giang thần và tiểu hắc đi tới. Đoạn bình. Một giọng nói truyền đến. Nghe giọng nói đó, đoạn bình quay đầu nhìn. Nhìn thấy giang thần, hai chân ông ta lập tức mềm nhũn, cơ thể ngã xuống đất trong vô thức. Giang thần đi tới, anh không để ý đến đoạn bình mà nhìn về phía khổng ngũ rồi lạnh lùng nói, là mày kiếm chuyện với vợ tao. Quát con, mày là thằng nào? Khổng ngũ sầm mặt. Anh ta không biết giang thần. Giang thần nói rõ từng chữ từng chữ một, giang thần, Vợ của tao là đường sở sở. Ha ha. Khổng ngũ bật cười. Tao còn tưởng là ai. Hóa ra là con rể nhà họ đường. Mày nói chuyện đấy. Tao kiếm chuyện với đường sở sở đó. Bốp. Đoạn bình đứng dậy. Vung tay tát vào đầu khổng ngũ. Cái tát tương đối mạnh. Khổng ngũ bị đánh mà hoang mang lo sợ. Nhất thời không phản ứng tiếp. Đoạn bình tung chân. Đạp khổng ngũ xuống đất. Sau đó lại vừa đấm vừa đá chương 148, bồi thường thiệt hại. Khổng ngũ bị đánh nở cả người. Anh ta không biết tại sao đoạn vương ra lại đột nhiên đánh mình. Anh ta bị đấm đá, không ngừng van xin, vương ra, tôi sai rồi, tôi sai rồi, đừng đánh nữa, xin ngài đừng đánh nữa. Đấm đá, đoạn bình lao tới quỷ dạp xuống đất, lớn tiếng cầu xin, cậu giang, xin cậu hãy coi tôi như cái rắm. Đoạn bình quỳ xuống, khổng ngũ hoang mang tột độ. Đây chẳng phải giang thần, chồng của đường sở sở, con rể nhà họ đường sao? Sao Đoạn Vương ra lại quỳ gối trước anh? Anh ta hốt hoảng đứng dậy. Tuy nhiên, đầu gối anh ta đã bị đánh vỡ, vừa đứng lên đã ngã xuống đất. Giang Thần nhìn Đoạn Bình đang quỳ dưới đất, rồi thản nhiên nói, tôi muốn san chỗ này thành bình địa, ông muốn ngăn cản? Không, không dám. Đoạn Bình không những không tức giận còn lập tức nói, cậu Giang, không cần cậu ra tay, chúng tôi tự xử. Nói xong, ông ta lớn tiếng quát, chờ gì nữa, còn không mau san nhà máy này thành bình địa. Ba ngàn người không dám sơ suất. Những người này là những người lần trước đến nghĩa trang nhà họ Giang. Cảnh tượng 100.000 quân được điều động vẫn còn trong tâm trí họ. Những người này lần lượt hành động, để những người trên máy xúc xuống và thế chỗ. Tuy lái máy xúc là công việc đòi hỏi kỹ thuật, và mặc dù những người này chỉ là đàn em còn con, nhưng bình thường họ đều có công việc đàng hoàng, trong số đó cũng có không ít người biết lái máy xúc. 300 máy xúc lập tức khởi động. Âm âm âm, cánh cổng nhà máy bị tông trực diện. Bùm, khu vực phía trước nhà máy bị đổ xuống trong nháy mắt, bụi bay phấp phới. Nhìn thấy cảnh này, khổng ngũ bàng hoàng kinh ngạc. Nhà máy này có cổ phần của đoạn vương gia, nhưng giờ ông ta lại đích thân ra lệnh san bằng nó. Suốt cuộc giang thần này có lai lịch gì mà có thể khiến đoạn bình nhún nhường e sợ như vậy? nhìn từng khu nhà máy liên tục đổ sụp lửa giận trong lòng giang thần đã tiêu tan rất nhiều nhìn khổng ngũ đang ngồi dưới đất không dậy nổi anh nhẹ giọng nói ngày mai tới vĩnh thái trả tiền và dập đầu xin lỗi vợ tao bằng không sẽ không phải chỉ một nhà máy bị san thành bình địa mà là cả trụ sở bạch phân giang thần nói rồi nhìn về phía trần lão nhị dặn dò tôi về trước cậu ở đây giám sát cho ta chừng nào san thành bình địa rồi hẵng đi vâng trần lão nhị cung kính gật đầu tiểu hắc về thôi được tiểu hắc gật đầu cả hai quay lại xe trong xe phan tâm vẫn không ngừng quan sát nhìn thấy những gì xảy ra ở lối vào nhà máy cũng như chứng kiến sự sụp đổ liên tục của nhà máy cô ta đã sốc đến mức không thể ngậm miệng lại được tiểu hắc lái xe đưa giang thần về mãi đến khi giang thần đi xa khổng ngũ mới hỏi vương vương ra chuyện này rốt cuộc là thế nào sao ông lại tôi cái con khỉ đoạn bình nhấc chân đạp một phát tức giận mắng cậu suýt chút hại chết ông đây rồi nhớ làm theo lời cậu giang ngày mai đi xin lỗi còn nữa tuyệt đối không được đồn thổi chuyện hôm nay ra ngoài ngày mai hãy thông báo với bên ngoài là nhà máy cũ rồi đập đi xây lại khổng ngũ bàng hoàng chỉ một thằng con rể tới cửa lại chấn động lớn vậy ư tuy đoạn bình không nói nhưng anh ta cũng biết điều không hỏi thêm bất kỳ câu nào khi giang thần trở lại nhà họ đường đã gần 12 giờ sáng. Người nhà đều đã ngủ, anh lại không có chìa khóa nên anh lấy điện thoại ra gọi cho Đường Sở Sở. Đường Sở Sở mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, cô nằm trên giường ngủ thiếp đi. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô cầm điện thoại lên, phát hiện người gọi đến là chồng mình, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn. Sau khi bắt máy, cô mắng, Giang Thần, anh càng ngày càng quá đáng, anh xem xem bây giờ là mấy giờ rồi. Vợ à, anh có việc phải làm nên mới về muộn, em mau mở cửa cho anh đi, anh hứa sau này sẽ không về muộn nữa. Đường sở sở trực tiếp cúp điện thoại. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra. Đường sở sở đứng trước cửa với một bộ pyjama mỏng, trên khuôn mặt xinh đẹp có chút tức giận, cô mắng, anh xem xem, bây giờ là mấy giờ rồi. Vợ, anh có chuyện phải làm thật mà. Hừm, không có lần sau đâu. Đường sở sở hư lạnh một tiếng, rồi xoay người rời đi giang thần đi theo vào nhà anh đóng cửa lại bước về phòng anh đi tắm tắm xong đường sở sở đã ngủ tuy nhiên đã chừa sẵn một vị trí trên giường giang thần thấy ấm áp vô cùng anh leo lên giường màn đêm lặng lẽ trôi qua ngày hôm sau đường sở sở đã thức dậy từ sáng sớm cô đến vĩnh thái nhà máy chế biến vĩnh thái đã tạm nghỉ đường long rất băn khoăn mới có đơn đặt hàng nhà máy cũng mới bắt đầu hoạt động thì lại xảy ra chuyện chủ tịch cô đắc tội với khổng ngũ của công ty dược phẩm bạch vân thế nào vậy hay là đi nhận lỗi đi nếu cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ lỗ nặng đường sở sở buồn bực nhận lỗi cô không sai tại sao phải nhận lỗi tôi biết rồi ông xuống trước đi được đường long rời đi đường sở sở ngồi trong phòng làm việc ủ rũ không có chút tinh thần nào lúc này Cô rất bất lực. Công ty đang gặp khó khăn, nhưng mỗi ngày trôi qua cô lại chẳng làm được gì, kêu trời, trời không thấu, gọi đất, đất không nghe. Cô muốn tìm đến cậu Giang Bí ẩn. Đi, đi cầu xin anh ta vậy. Đường Sở Sở nghĩ thầm trong lòng, sau chuyến này sẽ không tìm anh ta nữa. Ngay khi cô hạ quyết tâm và định đi ra ngoài thì có tiếng gõ cửa. Cô lại ngồi xuống và nói, mời vào. Đường Long đẩy cửa bước vào vội vàng nói chủ chủ tịch khổng ngũ tới khổng ngũ của tập đoàn bạch vân tới cái gì đường sở sở kinh ngạc kêu lên đúng lúc này vài vệ sĩ vạm vỡ khiêng cáng bước vào một người đàn ông nằm trên cáng với băng gạc khắp người đây là khổng ngũ anh ta đã bị đoạn bình đánh thành ra như này đêm qua sau khi nhà máy bạch vân bị san bằng trái tim đoạn bình như nhỏ máu một nhà máy lớn như vậy nhiều thiết bị như vậy lại bị phá hủy tàn nhẫn như thế, tiêu tốn hơn một tỷ nhân dân tệ, ông ta chút hết giận lên khổng ngũ. Nhìn sắc mặt của khổng ngũ, đường sở sở ngây người. Sở sở, cô sở sở, tôi, tôi tới đây để xin lỗi. Mắt mũi khổng ngũ sưng bầm, bị đánh rất cả răng, gió lùa vào khiến nói chuyện không mấy lưu loát. Anh ta lấy ra một tấm chi phiếu. Đây là 30 triệu tiền nợ, cộng với tiền lãi tổng cộng là 300 triệu, xin xin cô nhận lấy rồi coi tôi như cái rắm mà bỏ qua tôi không dám nữa xin cô tha cho tôi nghe đến đây đường sở hoàn toàn ngây người hóa đá tại chỗ phải mất vài giây sau cô mới phản ứng được anh anh khổng anh bị sao vậy cô sở sở xin cô tha cho tôi khổng ngũ lại lên tiếng anh ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra đến giờ anh ta vẫn còn rất mơ hồ chỉ một thằng con rể tới cửa sao có thể uy chấn như vậy, cả một nhà máy như thế mà nói san bằng là san bằng. Cuối cùng cảnh sát cũng đến, nhưng lại bị một câu của đoạn bình dọa tè ra quần. Đường sở sở hoang mang lẫn kinh ngạc vô cùng. Đây, rốt cuộc là sao chứ? Hôm qua còn phách lối kêu người tới kiếm chuyện. Hôm nay lại bị đánh đến băng bó khắp người, lại còn đích thân đến xin lỗi rồi trả nợ, nào là tiền gốc 30 triệu tệ, rồi cả tiền lãi hơn 200 triệu. Số tiền này, phải chăng đến quá dễ dàng. Sau một lúc bàng hoàng sướng sốt, cô mới phản ứng lại và nói, tôi chỉ cần 30 triệu, còn lại anh cất đi. Nghe vậy, khổng ngũ hốt hoảng, vội vàng nói, cô sở sở, cô nhất định phải lấy tiền lãi, cô mà không nhận tiền lãi này, tôi sẽ chết. Đoạn bình đã lên tiếng rằng nếu đường sở sở không tha thứ cho anh ta, thì sẽ ném anh ta xuống sông cho cá ăn. Đường sở sở lại cau mày. Lúc này, cô chợt nghĩ tới một người. Chẳng lẽ lại là cậu Giang thần bí ra tay? Nhưng sao anh ta biết chuyện của Vĩnh Thái? Cô hỏi, là cậu Giang ra tay sao? Đúng, à mà không, không phải. Khổng Ngũ vừa gật đầu, lại chuyển sang vừa lắc đầu. Đoạn Bình đã cảnh cáo anh ta không được nói lung tung, nếu không sẽ chết không có chỗ chôn. Cô sở sở, cô chỉ cần nhận tiền và coi nó như bạch phân bồi thường thiệt hại cho Vĩnh Thái là được rồi. Được thôi. Đường Sở Sở suy nghĩ. Cuối cùng là chấp nhận. Dù sao tập đoàn Bạch Vân cũng không thiếu tiền, mà hiện tại cô lại rất cần tiền. Giờ Khổng Ngũ đã đích thân dâng tiền tận cửa, nếu cô còn không nhận thì chỉ e Khổng Ngũ sẽ đứng ngồi không yên. Cô nhận lấy tấm chi phiếu trị giá 300 triệu. Cầm tấm chi phiếu nhỏ tí nhưng lại tưởng như đang cầm thứ nặng ngàn cân trên tay. Cậu Giang, tôi lại nợ anh một ân tình nữa rồi. Cô thở dài trong lòng chương 149, con gái nhà họ đường thật là đáng sợ. Đường sở sở nhận lấy khoản tiền đó, khổng ngũ mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu đường sở sở không chấp nhận, sau khi trở về anh ta sẽ bị đoạn vương ra đánh chết mất. Cô sở sở, cảm ơn cô đã coi tôi như ly nước đã đổ đi, tôi xin đi trước đây. Khổng ngũ không muốn ở lại lâu hơn thêm một chút nào nữa. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đường long, anh ta được thu dọn rồi khiêng mang đi. Khi anh ta rời đi, Đường Long mới phản ứng lại, "Chủ, chủ tịch." Đường Sở Sở hơi dừng lại rồi nói, "Được rồi, không sao đâu, ông lui xuống trước đi. Tôi sẽ gửi số tiền này vào tài khoản của công ty làm quỹ phát triển của công ty." "Vâng." Đường Long mang theo sự nghi ngờ rời đi. "Đây là chuyện gì thế này? Hôm qua còn sai người đến gây sự, hôm nay lại đến tận nơi xin lỗi, còn biếu 300 triệu?" Từ khi nào mà tiền bạc trở nên vô giá trị đến như vậy? Đường Sở Sở ngồi xuống, cô đang suy nghĩ, có phải là tập đoàn Giang Long đang đích thân đến cảm ơn cậu Giang không? Ngay khi cô đang suy nghĩ, Đường Long lại bước vào. "Chủ tịch, cô mau xem kênh tin tức của Giang Trung Dược Đô đi." Nghe thấy vậy, Đường Sở Sở bật máy tính và truy cập vào kênh tin tức của Dược Đô. "Các bạn khán giả, chào buổi sáng. Đây là kênh tin tức của Giang Trung Dược Đô." Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn chuyện về tập đoàn Bạch Vân. Những gì mọi người nhìn thấy là khu vực nhà máy của công nghiệp dược phẩm Bạch Vân. Hiện tại khu vực nhà máy đã bị san phẳng. Theo lời tường thuật lại của một số nhân chứng, đêm qua ở đây đã xuất hiện 300 máy đào và hàng nghìn người. Có vẻ như tập đoàn Bạch Vân đã đắc tội với người nào đó, nên mới khiến cho khu nhà xưởng của Bạch Vân bị san bằng thành bình địa. Tuy nhiên, sáng nay bên phía bạch vân đã chính thức bác bỏ tin đồn và nói rằng khu nhà máy đã cố kỹ nên đã kéo đổi để xây dựng lại về phần đã xảy ra chuyện gì tôi hoàn toàn không biết nhìn thấy phóng viên đưa tin chuyện này và thấy khu nhà máy bị san bằng thành bình địa đường sở sở lập tức choáng váng cái này đầu óc cô trống rỗng cô không thể phản ứng trong một thời gian dài một lúc lâu sau cô mới hít sâu một hơi điều này có hơi chuyện bé xé to quá rồi đúng không chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ thôi, không cần phải san bằng hết cả khu nhà máy Bạch Vân chứ nhỉ. Đường sở sở cảm thấy cậu Giang bí ẩn đó đang chuyện bé xé ra to. Chẳng trách khổng ngũ bị thương khắp người, chẳng trách anh ta lại sợ hãi đến như vậy, hóa ra là tối hôm qua đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chủ tịch, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy, là ai đang giúp Vĩnh Thái vậy? Đường Long không ngốc, ông ta có thể nhận ra chắc canh không phải là chuyện nhà máy cũng bị đổ đi xây lại mà là bị cưỡng chế tiến hành san bằng. Ngoài ra, khổng ngũ toàn thân bị thương đến để xin lỗi, ông ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Đường sở sở phản ứng lại, hơi xua tay, rồi nói, được rồi, không có chuyện gì đâu, ông đi xuống trước đi, cứ làm tốt công việc trong tay của mình là được. Đường Long liếc nhìn đường sở sở. Vào lúc này, ông ta mới sâu sắc nhận ra cô con gái nhà họ đường này thật là đáng sợ vâng ông ta gật đầu rồi quay người rời đi đường sở sở thất thần ngồi trong văn phòng cô lại bắt đầu nghĩ về cậu giang bí ẩn đó còn về phần giang thần buổi sáng sau khi ngủ dậy liền đi ra ngoài nói rằng anh muốn đi tìm việc đối với giang thần người nhà họ đường đã lười nói tới anh rồi nói anh chỉ tổ làm lãng phí nước bọt mà thôi sau khi giang thần đi ra ngoài liền đi tới tập đoàn thời đại khoa. Anh dự định đến chỗ Bạch Tố, để tùy tiện có cho mình một vị trí trong tập đoàn thời đại khoa, đây cũng coi như là cho đường sở sở được một lời giải thích, cũng không đến nổi để truyền ra ngoài làm mất mặt cô. Vừa đến cổng tòa nhà thời đại khoa, anh đã nhìn thấy một người phụ nữ. Người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu đỏ, vóc dáng cao giáo, xinh đẹp, trên người có khí chất tổng tài độc đoán. Hứa tinh, giang thần cao mày. Cô ta làm gì ở đây? Không phải hôm qua cô ta vừa tới tập đoàn Giang Long để ứng tuyển vị trí phó giám đốc sao? Thực sự hứa tinh đã đến tập đoàn Giang Long để ứng tuyển. Tuy nhiên, mục đích chính của cô ta khi đến đó là để gặp chủ tịch tập đoàn Giang Long, để xem vị chủ tịch đó rốt cuộc có phải là người bạn trai 10 năm trước của cô ta hay không. Nhưng cô ta không gặp được chủ tịch. Hôm nay cô đến công ty để báo cáo. Việc đầu tiên là đi gặp chủ tịch. Tuy nhiên, vẫn không gặp được. Vì không thấy chủ tịch đâu, cô ta cũng không muốn ở lại tập đoàn Giang Long nữa. Tập đoàn Giang Long tuy nói là một tập đoàn lớn, chắc chắn có thể xếp vào hàng top ở Giang Trung, nhưng so với Thời Đại Khoa mà nói thì chỉ là hạng xoàng mà thôi. Thật sự đang phát triển và đầy tiền đồ chính là tập đoàn Thời Đại Khoa. Cô ta cũng không muốn vì lòng riêng của bản thân mà ở lại tập đoàn Giang Long. Còn về người đó, sớm muộn gì cũng có thể gặp được thôi. Đã chờ đợi 10 năm rồi, cô ta cũng không để tâm đến một chút ít thời gian này. Hai người bước đến và nhìn nhau. A. À, hứa Tinh lập tức vui mừng, khoanh tay trước ngực, nhìn Giang Thần đang ăn mặc trông rất lôi thôi. Giang Thần, thật là trùng hợp, đi đâu cũng có thể gặp anh, nơi này là nơi nào anh không biết sao, anh tới đây để làm gì? Giang Thần cười nói, không phải là cô đã đến tập đoàn Giang Long rồi sao, sao lại còn tới đây nữa? Trên mặt Hứa Tinh kiều lộ ra vẻ cao ngạo và tự kiêu, tôi mà đến tập đoàn Giang Long thì có tài nhưng lại không phát huy được. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy ở thời đại khoa có tương lai phát triển hơn. Giang Thần nheo mắt nói, cô tự tin như vậy, có thể ứng tuyển vào được sao? Dĩ nhiên, Hứa Tinh cũng không hề khiêm tốn, nói ở tập đoàn Giang Long tôi có thể ứng tuyển lên đến chức phó giám đốc, lương một tháng 3 triệu nhân dân tệ. Ở thời đại khoa ít nhất tôi cũng có thể để đảm nhận chức giám đốc của một bộ phận. Hơn nữa tôi là tự tin rằng trong vòng 3 năm mình sẽ trở thành phó giám đốc của của thời đại khoa. Vừa nói, cô ta vừa quan sát Giang Thần. Anh cũng tới tập đoàn thời đại khoa để tìm việc à. Giang Thần gật đầu nói, đúng vậy, sở sở nói tôi không có công việc, sẽ làm cô ấy xấu hổ. Nên tôi đã suy nghĩ đến tập đoàn thời đại khoa xem thử có thể tìm được một chức bảo vệ, hay tài xế gì gì đó không, làm việc ở thời đại khoa thì khi nói ra cũng không hề cảm thấy mất mặt mà phải không? Ừ, hứa tinh gật gật đầu, dựa theo lai lịch đi lính trở về quận Anh, chắc là có thể miễn cưỡng xin vào làm bảo vệ được đấy, nhưng cũng chỉ là bảo vệ mà thôi, mỗi tháng kiếm được 10.000 tiền lương chết là hết mức, cả đời cũng chẳng khá khẩm hơn được. Giang thần mỉm cười, làm động tác mời, cô đi trước đi. Hứa tinh lấy kính mát lớn đeo vào, xoay người rời đi, đi vào tòa nhà thời đại khoa. Sau khi cô ta bước vào, Giang Thần mới bước vào. Giang Thần trực tiếp đi thang máy đến tầng cao nhất. Trên tầng cao nhất, văn phòng chủ tịch. Đây là một văn phòng sang trọng, xa hoa rộng hơn 1.000 mét vuông. Giang Thần ngồi ở trên chiếc ghế mềm, nhìn Bạch Tố đang đứng trước mặt, thở ơ hỏi, hôm nay có phải là có một người tên hứa tinh đến ứng tuyển không? Vâng, Bạch Tố nói, lý lịch của không tệ, hơn nữa cô ta còn là phó giám đốc của một tập đoàn lớn ở nước ngoài. Hiện tại bên phỏng vấn đang phỏng vấn cô ta, tiến hành hỏi các câu hỏi khác nhau. Đem camera chỗ phỏng vấn đến đây. Vâng, Bạch Tố đi thu xếp ngay lập tức. Chẳng mấy chốc, bức tường trước văn phòng sáng lên, xuất hiện camera chỗ hứa tình đang ứng tuyển. Những người phỏng vấn đều được Bạch Tố điều từ nước ngoài, họ đều là người tài năng trong những người tài năng, những câu hỏi họ đặt ra rất hóc búa. Tuy nhiên, Hứa Tinh có kinh nghiệm dày dặn, bình tĩnh đối đáp lại, rất nhiều câu hỏi cô ta đều phân rõ ràng, có trật tự, có cách lý giải độc đáo. Một số người phỏng vấn trên khuôn mặt cũng đã xuất hiện sự hài lòng. Còn Giang Thần cũng đang theo dõi toàn bộ quá trình, anh ta không biết kinh doanh và anh ta không biết làm thế nào để làm điều đó. Anh không biết kinh doanh, cũng không biết những cách thức bên trong đó. Anh chỉ biết rằng Hứa Tinh thực sự rất tốt, trả lời rất dứt khoát và trôi chảy. Bạch Tố, phó giám đốc công ty đã có ứng viên chưa? Bạch Tố trả lời, tất cả các phòng ban đều đang tuyển người gấp, đã tuyển gần đủ rồi, nhưng vị trí phó giám đốc vẫn luôn bị bỏ trống. Mặc dù có rất nhiều người đến ứng tuyển, họ đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc, nhưng vị trí này còn quá quan trọng. Là, bộ phận nhân sự đang trong quá trình lựa chọn, cho đến nay vẫn chưa có sự lựa chọn phù hợp. Bạch Tố cũng là một tên trộm mộ, cũng không phải là người biết quản lý chuyện kinh doanh may mà có tiền, có tiền thì có thể sai khiến được cả ma quỷ. Khoảng thời gian này, cô ta đã săn đón rất nhiều tinh hoa kinh doanh từ nhiều công ty lớn của nước ngoài, như thế mới ổn định được thời đại khoa. Giang Thần chỉ vào hứa tinh trên màn hình rồi hỏi, cô cảm thấy cô ta như thế nào? Bạch Tố không hiểu ý của Giang Thần. Xét về nhan sắc và khí chất, hứa tinh quả thực rất xuất chúng. Còn xét về năng lực, chỉ mới trả lời có một vài câu hỏi cũng không nhìn ra được gì. Cũng, cũng không tệ, cô ta ngập ngừng đáp lại để thăm dò tình hình. Giang Thần dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, suy nghĩ một chút rồi nói, để cô ta thử vị trí phó giám đốc đó đi, thử trong vòng mấy tháng xem sao. Nếu được thì xác định là cô ta, còn nếu không được thì sẽ đổi người khác. Mặc dù Giang Thần không hiểu chuyện kinh doanh, tuy nhiên, anh là Hắc Long, nhìn người rất chuẩn xác. Mặc dù Hứa Tinh coi thường anh, nhưng trên người hứa tinh lại có một sự tự tin và bình tĩnh, còn có một tinh thần mạnh mẽ và quyết liệt. chương 150, các visit. Phòng phỏng vấn. Một người đàn ông trung niên nhận được một cuộc điện thoại. Vâng, vâng, được ạ. À. Ông ta cúp máy, nhìn hứa tinh đang ngồi ở đối diện. Ông ta đứng dậy cười nói, cô hứa, xin chúc mừng, chủ tịch rất hài lòng về cô, quyết định cho cô làm phó giám đốc, thời gian thử việc là 3 tháng. Hy vọng cô sẽ thể hiện tốt và đừng phụ lại sự kỳ vọng của chủ tịch. Hả? Hứa Tinh ngạc nhiên. Trong sơ yếu lý lịch cô ta gửi đến, cô ta chỉ ứng tuyển vị trí quản lý của một bộ phận thôi mà. Bây giờ lại trực tiếp để cô ta phó giám đốc sao? Phó giám đốc của tập đoàn Thời Đại Khoa, tập đoàn Giang Long hoàn toàn không thể nào sánh bằng được. Tổng tài sản của Giang Long cho dù có tính toán đầy đủ cũng chỉ lên tới hàng chục tỷ. Còn tài sản trị của thời đại khoa lên tới giá hàng nghìn tỷ, đây không phải là giá trị thị trường, mà là phần tài sản thực. Tuy vị trí giống nhau nhưng giá trị thực tế lại hoàn toàn khác. Văn phòng chủ tịch Sau khi giải quyết xong chuyện của hứa tinh, Giang thần nhìn về phía Bạch Tố nói, chuyện phó giám đốc tạm thời đã giải quyết xong rồi. Bây giờ cô giúp tôi sắp xếp một chức vị đi, tôi dự tạm giữ một chức vụ gì đó ở thời đại khoa đi. Hả? Bạch Tố ngạc nhiên. Tạm giữ chức. Ông chủ đương thời của thời đại khoa vậy mà lại tạm giữ chức vụ đại một chức ở thời đại khoa. Anh Giang, anh, anh muốn làm gì? Sau khi sướng sờ, cô ta mới phản ứng lại, cất tiếng hỏi. Giang Thần suy nghĩ một chút, rồi nói: tốt nhất là có một vị trí nghe có vẻ rất to lớn, cao quý, có thể dọa những người bên ngoài sợ hại, nhưng lại không thể dọa những người trong nghề. Quan trọng nhất là không phải ngày nào cũng phải đến công ty. Tôi không có rảnh rỗi đến như vậy. Cái này bạch tố chìm vào trong suy nghĩ có một chức vụ như vậy sao sau đó cô ta chợt nhớ ra và nói có rồi anh giang giám đốc nghiệp vụ như thế nào hả hả giang thần hỏi là làm gì bạch tố nói là chuyện lo chuyện nghiệp vụ ở bên ngoài không phải ngày nào cũng phải đến công ty báo cáo nói ra thì cũng là một chức giám đốc cao cấp quyền lực nhưng chỉ cần là người trong nghề đều biết rằng đó cũng chỉ là một nhân viên nghiệp vụ bình thường mà thôi bởi vì bây giờ bất kể nhân viên nghiệp vụ nào của công ty khi ở bên ngoài lo chuyện nghiệp vụ đều tự nói mình là giám đốc nghiệp vụ như vậy có thể nâng cao đẳng cấp của mình vậy cũng được vậy giám đốc nghiệp vụ đi giang thần bật cười cũng không tệ một giám đốc nghiệp vụ của thời đại khoa nói ra sẽ là một người cao quý biết bao giám đốc của thời đại khoa có thể dọa dẫm không ít người anh giang Tôi sẽ làm thủ tục nhận chức ngay cho anh và làm cho anh một tấm các visit được không ạ? Ừm, ý là sao? Giang thần có chút khó hiểu. Bạch Tố giải thích, anh Giang, chính là như thế này, thời đại khoa sẽ trở thành tập đoàn đẳng cấp thế giới, còn các visit chính là đại diện cho thời đại khoa, giống như thẻ căn cước của một người vậy, là độc nhất vô nhị, hơn nữa nó còn sử dụng thống mã hóa điện toán điện tử mới nhất, bên ngoài không thể làm giả được. Ồ, là vậy à, vậy thì làm đi lúc đó giang thần mới hiểu có vẻ như trong khoảng thời gian này bạch tố cũng đã làm được rất nhiều chuyện các visit nghe rất cao cấp đấy bạch tố rời đi chẳng bao lâu thủ tục nhận chức của giang thần đã hoàn thành còn mang đến một tấm các visit nữa các visit có kích thước giống như thẻ căn cước hình thức tương tự như danh thiếp trên đó có các thông tin như tên và chức vụ bạch tố đưa tay ra rồi nói anh giang đây là các visit của anh Giang thần cầm lấy, rồi quan sát nó. Nặng chiếu. Ở mặt trước là tên của tập đoàn thời đại khoa, còn có các biểu tượng đặc biệt. Biểu tượng rất đơn giản, một cái bóng người mờ ảo, đang đi qua mặt trăng. Đây là biểu tượng đại diện của tập đoàn thời đại khoa, được nhà thiết kế chăm chút tỉ mỉ thiết kế ra. Mặt còn lại là tên và chức vụ. Tên, Giang Thần. Chức vụ, Giám đốc nghiệp vụ. Trên mặt Giang Thần lộ ra vẻ hài lòng, tán thưởng, khá lắm anh anh giang bạch tố do dự hả giang thần nhìn cô ta rồi hỏi có chuyện muốn nói thì cứ nói thẳng ấp a à ấp úng làm gì chứ bạch tố lại lấy thêm mấy các phi dít ra đưa cho giang thần cái này cái này là tôi chuẩn bị anh xem cái nào hợp với mình thì cầm lấy để phòng lỡ như có khi cần đến cô ta biết giang thần rất khiêm tốn không muốn để lộ thân phận của mình tuy nhiên đây là thời đại của việc cạnh tranh thực lực không có thực lực thì cho dù có đi đâu cũng sẽ bị coi thường vì vậy bạch tố đã chuẩn bị rất nhiều các visit cho giang thần giang thần thản nhiên nhặt vài tấm lên nhìn tên giang thần chức vụ chủ tịch thời đại khoa tên giang thần chức vụ trưởng bộ phận an ninh tên giang thần chức vụ tổng giám đốc thời đại khoa nhìn thấy những tấm các visit này giang thần không khỏi giờ khóc giờ cười bạch tố cô làm gì vậy cho tôi dùng những tấm các visit này để lừa đảo sao anh giang tôi được rồi giang thần nhìn thấy vẻ mặt của bạch tố bị dọa cho tái nhợt đi hơi dừng lại rồi nói tôi biết cô có ý tốt chỉ cần cái các visit của giám đốc nghiệp vụ này là đủ rồi những cái này cô có thể cất đi vâng bạch tố gật đầu cất các visit đi giang thần cũng không ở lại quá lâu trong thời đại khoa anh rời đi ra khỏi tòa nhà thời đại khoa đứng bên ngoài tòa nhà anh không khỏi thất thần khi nhìn rất nhiều người thành đạt mặc trang phục tươi sáng đẹp đẽ ra ra vào vào anh cũng không ngờ có một ngày mình lại dấn thân vào con đường kinh doanh sờ sờ mũi anh tự lẩm bẩm một mình cuộc sống thật sự rất kỳ diệu mà đang mù quáng cảm khái cái gì đấy một giọng nói truyền đến giang thần nhìn lên không biết từ bao giờ hứa tinh đã xuất hiện ở trước mặt anh hứa tinh khoanh tay trước ngực nhìn giang thần sao hả không tìm được việc vấp phải chắc trở rồi à không phải đâu giang thần cong môi lấy tấm các visit ra lắc qua lắc lại trước mặt hứa tinh vẻ mặt đắc y nói cô nhìn thấy chưa giám đốc đấy hứa tinh đã nhìn thấy rồi giám đốc nghiệp vụ cô ta biết rằng nhân viên nghiệp vụ bình thường của một tập đoàn lớn khi làm danh thiếp đều viết rằng mình là giám đốc nghiệp vụ chắc tập đoàn thời đại khoa cũng như vậy Mặc dù đây chỉ là một nhân viên nghiệp vụ. Tuy nhiên, cô ta vẫn có hơi ngạc nhiên. Giang Thần mới đi lính về, lại không có năng lực nghiệp vụ, làm sao có thể ứng tuyển nhân viên nghiệp vụ của thời đại khoa cho được. Hơn nữa thời đại khoa có yêu cầu cực kỳ cao đối với nhân viên nghiệp vụ, yêu cầu phải là tốt nghiệp các trường đại học trọng điểm và có kinh nghiệm làm việc phong phú. Giang Thần không có bất kỳ thứ nào trong số này cả. Còn cô, cô đã trúng tuyển chưa? Giang Thần nhìn Hứa Tinh cười hỏi. Trong trí nhớ của anh, Hứa Tinh là một cô gái rất thông minh, dịu dàng và có trí tiến thủ rất mạnh mẽ. Không gặp nhau đã 10 năm, nhưng Hứa Tinh đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ trí tiến thủ của cô ta vẫn rất mạnh mẽ, nhưng cô ta không hề dịu dàng nữa rồi. Độc đoán, lạnh lùng. Đây là cảm nhận của Giang Thần về cô ta lúc này. Hứa tinh không muốn nói gì với Giang Thần. Chỉ là một tên con rể ở nhờ nhà vợ, khoe khoang với anh mình là phó giám đốc. Ngày mai sẽ đến tập đoàn thời đại khoa báo cáo sao? Không có gì tự hào khi khoe khoang với anh cả." Cô ta đeo kính dâm vào, xoay người rời đi. Giang Thần nhìn theo bóng lưng rời đi của cô ta, mím môi cười, vô cùng lạnh lùng đấy nhỉ. "Wow, khôn khôn, khôn khôn của tôi." Đúng lúc này, bên ngoài tập đoàn thời đại khoa đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Có không ít cô gái lao đến trước một chiếc xe. Cửa xe mở ra, một người đàn ông trong bộ vest trắng để tóc bạch kim, ăn diện rất thời thượng, khí chất tràn trề bước xuống xe. Sau khi anh ta bước xuống xe, có không ít cô gái la hét, rất nhiều người ở xa lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Đây là ai, thật là một cảnh tượng hoành tráng. Giang thần cao mày. Hứa tinh đang rời đi cũng nhìn thấy người đàn ông biển trai vừa xuống xe đó, hai mắt cô chợt sáng lên. Cô ta liền thay đổi thái độ kiêu ngạo của mình, lon ton chạy lại, đến với người đàn ông đẹp trai trẻ trung đó rồi hét lên, khôn khôn, em là fan của anh, em rất thích ca khúc do anh tự viết lời, soạn nhạc, ngày mai sẽ tốt hơn, anh có thể ký tên cho em được không? Mê trai, nhìn thấy cảnh tượng này, giang thần không khỏi bĩu môi, anh còn tưởng rằng hứa tinh lạnh lùng cao ngạo biết bao nhiêu. Không ngờ, vừa nhìn thấy ngôi sao, đã thay đổi hoàn toàn rồi. Audio điện tử võ tấn bền Chương 151, Giàn cảnh dựng tin Thái Khôn là cái tên ra mắt công chúng tại Seoul catwalk. Hiện anh ta đang vừa đi hát vừa đóng phim, là cái tên hot nhất cả nước và là ngôi sao được yêu thích hàng đầu. Cát C cho một vai diễn của của anh ta phải lên đến hàng trăm triệu, hơn nữa nếu không phải vai chính, anh ta sẽ không diễn. Thái Khôn nhìn những cô gái vô cùng nhiệt tình trước mặt, rồi nở nụ cười rạng rỡ và đập tay giao lưu với các fan. Được rồi, đây không phải fan meeting, Khôn Khôn đang rất bận. Các bạn muốn chụp ảnh cùng Khôn Khôn hãy để lại lời nhắn trên Weibo, Khôn Khôn sẽ chọn ngẫu nhiên ra những bạn khán giả may mắn nhất để chụp cùng. Quản lý của Thái Khôn ra mặt. Những vệ sĩ cũng lập tức vây quanh Thái Khôn để hộ tống anh ta vào tòa nhà thời đại khoa an toàn dưới sự hò reo phấn khích của hơn trăm ngàn người hâm mộ. Giang thần đi về phía hứa tinh cười nói, không ngờ cô cũng là fan girl à nha, biết đu idol này nọ nữa chứ. Anh biết gì mà nói. Hứa tinh lườm giang thần, rồi ngẩng đầu lên, này không phải đua idol, chỉ đơn giản là tôi thích nghe khôn khôn hát mà thôi. Giọng hát anh ấy say đắm lòng người và hơn hết là hát lên tiếng lòng của tôi. Mà nhé, cái cậu khôn khôn gì gì đó là ngôi sao đúng chứ? Cô nghĩ xem, một ngôi sao mà bước chân vào thời đại khoa thì chắc chắn là sẽ hướng tới công ty giải trí thời đại khoa. Cô lại là phó tổng giám đốc thời đại khoa. Thế đấy, cô muốn chụp hình với cậu ta chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? hứa tinh trừng mắt giang thần. Công việc là công việc, lấy việc công làm việc tư là điều cấm kỵ trong nghề. Dù thế nào thì ít nhất tôi vẫn có cái gọi là đạo đức nghề nghiệp. Mà thôi, không rảnh nói nhảm với anh nữa, tôi còn có hẹn với sở sở đi ăn mừng tôi lên chức phó tổng giám đốc tập đoàn thời đại khoa. Hứa tinh đeo lại kính dâm và xoay người rời đi trước ánh nhìn chăm chú của Giang Thần. Giang Thần nhìn hứa tinh rời đi bằng vẻ mặt hài lòng tuy lạnh lùng cao ngạo nhưng nhìn chung vẫn không tệ ít nhất thì qua câu nói lấy việc công làm việc tư là điều cấm kỵ trong nghề của hứa tinh đã khiến giang thần vô cùng tán dương mình có nên xin album chữ ký luôn không ta giang thần xoay đầu nhìn về phía tòa nhà thời đại khoa cái cậu khôn khôn này hình như tên thật là thái khôn giang thần cũng không rõ tuy nhiên anh chàng trắng trẻo giống con gái mà anh thấy đường sở sở lấy làm hình nền điện thoại có vẻ chính là thái khôn này những bài hát mà Đường Sở Sở thường nghe hình như cũng là của Thái Khôn. Có thể thấy, Đường Sở Sở cũng là fan của Thái Khôn. Nếu có thể xin được album chữ ký mang về cho Đường Sở Sở, chắc chắn cô sẽ rất vui. Sau khi ý tưởng này lóe lên, Giang Thần lập tức trở vào tập đoàn Thời Đại Khoa. Trên tầng cao nhất, tại văn phòng chủ tịch. Giang Thần bật màn hình giám sát lên. Đây là cảnh mà camera tại một phòng khách quay được. Trong phòng khách Thái Khôn ngồi trên ghế sofa với nét mặt khó chịu, anh ta nói, bọn fan này nọ lọ trai gớm chết đi được. Con nhỏ mập hồi nãy còn định nằm đè lên mình nữa chứ. Yêu, buồn nôn thật sự. Nói xong, anh ta còn làm ra vẻ buồn nôn, như thể sắp nôn mửa ra thật. Giang thần ngồi trong văn phòng nhìn Thái Khôn trong phòng khách rồi thản nhiên nói, tưởng thế nào, hóa ra là hạng ngôi sao hai mặt. Ngoài mặt thì cưng chiều phen, sau lưng thì rẻ biểu, ghét bỏ phen thế này thế nọ, Thái Khôn lấy khăn giấy ra lau tay, lau xong thì tiện tay ném luôn khăn giấy xuống đất. Hành động của anh ta đã bị Giang Thần nhìn thấy. Giang Thần nheo mắt nhìn cảnh này. Thùng rác sờ sờ bên cạnh nhưng lại ném thẳng xuống đất. Phẩm chất như vậy mà là người của công chúng được sao? Anh vốn định xin chữ ký giúp Đường Sở Sở, nhưng giờ xem ra không cần chữ ký này nữa rồi. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Tố. "Bạch Tố, lên văn phòng gặp tôi." Chẳng mấy chốc, Bạch Tố đã đến. Sao vậy đại ca? Giang Thần chỉ vào Thái Khôn trên màn hình giám sát và hỏi, người này là thế nào? Bạch Tố lắc đầu, cô ta cũng không biết. Anh Giang đợi tí, để tôi gọi hỏi xem sao. Cô ta lập tức gọi hỏi. Rất nhanh sau đó, cô ta đã biết được danh tính của người này. Anh Giang, cậu này là Thái Khôn, là một ngôi sao đang hot. Từ khi tập đoàn thời đại khoa thành lập công ty giải trí có rất nhiều ngôi sao muốn đầu quân cho công ty giải trí thời đại khoa chúng ta. Hôm nay Thái Khôn đến là để ký hợp đồng hợp tác. Ra là vậy. Giang Thần suy nghĩ một chút rồi nói, "Được rồi, cô xuống dưới đi." Nếu đã là gà nhà, giúp công ty mình kiếm tiền, Giang Thần cũng không để ý quá nhiều. Chắc anh Giang cũng không biết thời đại khoa chúng ta đang hoạt động trên những lĩnh vực nào đâu nhỉ. Để nay tôi giới thiệu sơ cho anh. Ồ, nói nghe thử. Giang Thần cũng khá hứng thú. Bạch Tố cho biết, Thời Đại Khoa là một tập đoàn quy mô lớn hoạt động trên mọi lĩnh vực từ ăn, mặc, ở, đi lại cho đến các hoạt động vui chơi giải trí. Bạch Tố kiên nhẫn giới thiệu. Giang Thần nghe đến ngủ gà ngủ gật. Anh ngáp dài rồi bảo, "Thôi thôi được rồi, cô đi làm việc của cô đi." Giang Thần cũng không muốn tham dự vào chuyện của tập đoàn Thời Đại Khoa. Anh nhìn đồng hồ, thoáng chốc đã gần giữa trưa. Thấy vậy, Giang thần cũng đứng dậy rời đi. Anh đi thang máy chuyên dụng xuống lầu. Cùng lúc đó, trong một thang máy khác, Thái Khôn đã hoàn thành bản ký kết hợp đồng và cũng đang đi xuống lầu. Việc ký kết diễn ra rất suôn sẻ. Nhưng vẻ mặt Thái Khôn lại tỏ ra bất mãn. Chị Hồng, chị làm sao vậy? Em là ngôi sao hot nhất hiện nay. Hợp đồng với em ít gì cũng phải một tỷ trở lên. Đằng này mới 100 triệu chị đã ký. Đấy chẳng phải hạ thấp giá chị bản thân quá rồi sao? Chị Hồng là quản lý của anh ta. Chị Hồng vừa cười vừa nói, khôn khôn nghe nè, thời đại khoa là công ty lớn chứ không phải dăm ba cái hạng soàng công ty giải trí nào cũng sánh được. Tuy tiền hợp đồng ít hơn một chút, nhưng được cái thời đại khoa rất giàu tài nguyên, tương lai sẽ không ngừng bồi dưỡng và đào tạo em trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới. Đến lúc đó chẳng phải chỉ cần em đóng nhiều phim hơn một tí, tham gia nhiều chương trình giải trí hơn một tí là sẽ đếm tiền mỏi tay sao. Ngoặc kép, chị Hồng quả là nhìn xa trông rộng. Khôn khôn, hôm nay chúng ta có hai nhiệm vụ, một là ký hợp đồng, hai là giàn cảnh dựng tin tại thời đại khoa này, thu hút sự đồng cảm của dư luận. Thái khôn gật đầu và nói, ừm, um, chị Hồng làm việc em rất yên tâm. Chị Hồng nói với các vệ sĩ, khi ra thang máy, nhớ đợi một lúc xem có ai ra thang máy một mình không. Nếu có thì mấy cậu nhào ra bắt lại, còn tôi sẽ lập tức gọi báo cho bên truyền thông, dựng lên tin nóng. Ngoặc kép, ok chị hồng các vệ sĩ gật đầu rất nhanh sau đó thang máy đã đến tầng dưới thái khôn và nhóm của anh ta không vội bước ra mà từ tốn quan sát chờ thời cơ không bao lâu sau giang thần cũng đã đến tầng trệt thấy nhóm người thái khôn trước mặt nhưng vì ý định xin chữ ký đã vụt tắt nên anh định sẽ vòng đi hướng khác vừa đến vị trí cách thái khôn vài mét đám vệ sĩ của thái khôn lập tức hành động hai tên chắn quanh thái khôn hai tên còn lại thì đồng loạt tấn công giang thần giang thần đi tới anh cũng không ngờ hai tên vệ sĩ này lại đột nhiên tấn công mình giang thần thân là chiến thần nam hoang trải qua hàng trăm trận chiến chỉ với hai tên vệ sĩ còn con thì làm gì có cửa tiếp cận anh nắm chặt nắm đấm tấn công chấp nhoáng hai tên vệ sĩ bị đánh ngã nhào ngay tức khắc anh anh muốn gì hai tên vệ sĩ còn lại nhìn chằm chằm giang thần bằng ánh mắt cảnh giác giang thần thấy rất khó hiểu Tôi đã làm gì? Tôi không làm gì cả, Đang Yên đang lành tự nhiên nhào vô đánh tôi làm quái gì? Bảo vệ, bảo vệ đâu, bớ người ta, bớ người ta đánh người, đánh người. Chị Hồng lập tức hét lên. Tiếng hét thất thanh này đã thu hút sự chú ý của các bảo vệ thời đại khoa. Ngay tức khắc, hơn 30 bảo vệ xông vào với roi điện trên tay. Đám bảo vệ thấy đây là Đại Minh Tinh, thêm nữa là hai vệ sĩ đang nằm đo đất kêu đau thảm thiết bảo vệ lập tức cảnh giác và vây lấy Giang Thần. Bảo vệ quát, không được nhúc nhích. Đang trong công ty của mình, Giang Thần cũng không định vì tiện ra tay, anh giơ hai tay lên và nói trong bất lực, ok, không nhúc nhích. Nhưng mấy anh bảo vệ à, vậy là sao đây? Thái khôn giả vờ sợ chết khiếp. Anh ta đưa tay vỗ vỗ ngực, vờ như vẫn còn hoảng sợ, nguy hiểm thật. Anh ta liếc nhìn Giang Thần, rồi lại liếc nhìn tên vệ sĩ vừa đứng dậy sau khi bị Giang Thần hạ đo ván. Này anh kia, anh muốn gì? Đánh lén tôi hả? Anh biết tôi là ai không? Anh biết đánh lén tôi là tội gì không? Tôi nói cho anh biết, anh toi rồi, chuẩn bị tinh thần sống nửa đời còn lại trong tù đi. Chị Hồng lập tức lấy điện thoại ra gọi cho đám phóng viên. Đây là những gì họ đã thương lượng từ trước, theo dệt mọi thứ, dàn hình dựng cảnh, chiếm sự đồng cảm của dư luận. chương 152, phong sát mọi mặt. Đánh lén. Giang thần thấy rất khó hiểu, anh chỉ đi ra ngoài một cách hết sức bình thường thế quái nào lại trở thành đánh lén nè 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 đừng có ngậm máu phun người nha ai đánh lén tôi đánh lén cậu làm quái gì giang thần bực bội cùng với nó là vẻ mặt bất mãn chị hồng quản lý đi tới và vung tay định tát vào mặt giang thần giang thần giơ tay chặn lại cái tát còn dám đánh lại nữa hả chị hồng lập tức quát lên cậu biết cậu mới làm gì không cậu biết cậu mới đánh lén ai không hả đây là thái khôn sao hạng a chứ trả đùa cậu muốn gì muốn ăn cơm nhà nước bóc lịch qua ngày phải không bên ngoài tập đoàn thời đại khoa vốn đã có rất nhiều phóng viên canh sẵn ngoài cửa trong số đó có cả những người chị hồng sắp đặt sẵn lúc này chỉ một cuộc gọi của chị hồng trong ít phút ngắn ngủi đã có rất nhiều phóng viên kéo đến sự việc xảy ra ở lối ra thang máy cũng đã thu hút sự chú ý của nhiều người không ít người đứng từ xa nhìn và chỉ trỏ Chuyện gì vậy mọi người? Hình như cái người mặc đồ phèn phèn đó đánh lén Thái Khôn. Ôi rồi ôi, hết chuyện hay sao mà đi đánh lén người của công chúng, bộ muốn chết hả trời. Thôi xong, xin là xin vĩnh biệt cụ. Nhiều người cảm thấy tiếc cho giang thần. Sống yên ổn không muốn, tự nhiên nghĩ quẩn đi đánh lén ngôi sao nhà người ta, muốn ngồi tù hết phần đời còn lại đây mà. Các phóng viên vây quanh. Khôn khôn, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? ngay trước mặt phóng viên thái khôn chỉ vào giang thần người đang bị các bảo vệ bao vây anh ta nói tôi vừa ra khỏi thang máy thì người đó đột nhiên lao ra đánh vệ sĩ của tôi cả tôi cũng suýt thì bị đánh ôi trời khôn khôn anh bị đánh ư khôn khôn cậu không sao chứ thái khôn lắc đầu không sao nói xong anh ta nhìn chị hồng và nói chị hồng thôi bỏ đi dù gì em cũng không sao mình tha cho anh ta đi trước giới truyền thông Thái Khôn tỏ ra rất bao dung. Tuy nhiên, phóng viên sẽ không để yên chuyện này. Vậy sao được? Tha anh ta lần này, lần sau anh ta sẽ lại dở thói hành hung côn đồ. Những kẻ như vậy đáng phải nghiêm trị. Báo cảnh sát đi. Nhất định phải truy cứu chuyện này tới cùng. Giang thần trầm mặc nhìn màn kịch trước mắt. Tuy anh không hoạt động trong ngành giải trí cũng như không hiểu những quy tắc ngầm và cách nó vận hành, nhưng anh vẫn biết thế nào là mánh khóe lăng xê bản thân. Anh biết, chuyện này đã được thái khôn dày công mưu tính. Mục đích là muốn mượn đất thời đại khoa để lăng xê bản thân. Giới truyền thông nhất quyết muốn gọi cảnh sát đến bắt giang thần. Còn thái khôn thì vẫn một vẻ bao dung đức độ, nhất mực không muốn truy cứu. Chị Hồng mắng, cậu còn đứng đơ ra đó làm gì, đến cảm ơn khôn khôn đi chứ. Nếu đổi lại hôm nay là người khác, cậu đã ngồi tù mọt gông rồi. Giang thần đi tới và nói cảm ơn khôn khôn đã không so đo lúc này chị hồng mới chịu thôi cô ta quay sang nói với phóng viên báo đài được rồi chuyện nhỏ thôi mọi người đừng đưa tin lung tung các anh cũng giải tán hết đi cảm ơn mọi người đã quan tâm khôn khôn chị hồng nhiệt tình chào hỏi mọi người sau đó rời đi dưới sự ủng hộ của đám đông còn giang thần thì chẳng ai ngó ngàng giang thần sờ mũi cười nhạt một tiếng rồi lại quay vào thang máy trở lại tầng cao nhất bạch tố ngạc nhiên cô ta hỏi anh giang sao anh trở lên đây nữa rồi? Giang thần hỏi, ai phụ trách bộ phận giải trí thời đại khoa? Bạch Tố giải thích là một người rất được các công ty giải trí khác săn đón. Anh ta quen biết rất nhiều bạn bè trong giới, lúc vào thời đại khoa, anh ta còn đưa vào đây hơn 20 ngôi sao nổi tiếng khác. Đọc truyện hay, truy cập ngay thăng chăm chui en, Việt Nam thăng. Tên gì? Hướng Hoa. Gọi lên đây gặp tôi ngay. Được, tôi thu xếp ngay. Bạch Tố rời đi và lập tức gọi điện thoại, gọi giám đốc bộ phận giải trí Hướng Hoa lên văn phòng chủ tịch. Hướng Hoa là cái tên đã có địa vị nhất định trong làng giải trí. Khi trước, anh ta cũng là người phụ trách của một công ty giải trí. Thời Đại khoa đã bỏ ra một số tiền lớn để mời anh ta về, cũng từ đó mà anh ta chính thức đầu quân cho Thời Đại khoa. Vì nghĩ cho Thời Đại khoa mà khi đến, anh ta đã đưa theo rất nhiều ngôi sao, góp phần ổn định công ty giải trí Thời Đại khoa anh ta vừa ký hợp đồng với Thái Khôn, cấp trên bèn gọi xuống, yêu cầu anh lên văn phòng chủ tịch. Chẳng lẽ chủ tịch biết dạo này mình kiếm nhiều ngôi sao cho công ty nên định thưởng cho mình. Nghĩ đến khả năng này, hướng Hoa vô cùng phấn khích. Anh ta đi thẳng đến tầng cao nhất. Vào thời đại khoa cũng được một thời gian, nhưng anh ta vẫn chưa một lần đặt chân đến tầng cao nhất. Tầng cao nhất ấy là điều cấm kỵ, không ai được phép bén mảng tới nếu không có sự cho phép dù anh ta có là tổng giám đốc công ty giải trí thời đại khoa, nếu không được phép, anh ta cũng không cách nào đến được đây. Bước vào văn phòng. Khi chứng kiến văn phòng rộng hơn 1.000 mét vuông, anh ta đã vô cùng kinh ngạc. Tổng, Tổng Giám Đốc Bạch. Khi nhìn thấy Tổng Giám Đốc Bạch, anh ta lập tức cung kính chào hỏi. Ông chủ muốn gặp anh. Hả? Hướng hoa hơi ngạc nhiên. Ông chủ. Chủ tịch thời đại khoa chẳng phải Bạch Tố sao, Chẳng lẽ phía sau còn có ông chủ khác? Anh ta nhìn lên và thấy Giang thần đang ngồi trên ghế làm việc. Người đàn ông mặc quần áo hết sức bình thường này lại chính là ông trùm giấu mặt của thời đại khoa ư. Anh ta cảm thấy hơi khó tin. Nhưng trong văn phòng chỉ có hai người, nếu không phải vậy thì còn ai? Hướng hoa đi tới với vẻ mặt hết sức cung kính, ông chủ tìm tôi ạ. À? Giang thần bắt chéo chân, rồi thản nhiên nói, hẳn cậu là người ký hợp đồng với Thái Khôn vâng hướng hoa gật đầu anh ta biết chắc thế nào cấp trên cũng sẽ thưởng cho anh ta quả nhiên là như vậy thái khôn đang là ngôi sao hot nhất hiện nay số lượng người theo dõi đã lên đến hàng trăm triệu ký được hợp đồng với thái khôn anh ta cũng rất tự hào gọi cậu ta trở lại đây vâng hướng hoa cũng không biết giang thần có ý gì anh ta lập tức gọi cho chị hồng quản lý của thái khôn chị hồng chị đi xa chưa đến tập đoàn thời đại khoa ngay chủ tịch của chúng tôi muốn gặp thái khôn đúng chính là chủ tịch mới đã mua lại toàn bộ tập đoàn thời đại khoa mọi người đến nhanh đi gọi xong hướng hoa đứng nép một bên bạch tố cũng không rời đi cô ta cũng đứng sang một bên giang thần lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa thời gian cứ thấm thoát trôi qua từng phút từng giây khoảng nửa tiếng sau thái khôn và chị hồng quản lý bước vào văn phòng nhìn thấy văn phòng sang trọng xa hoa, rộng hơn một 000 mét vuông, chị Hồng và Thái Khôn cũng vô cùng kinh ngạc. Chào Tổng Giám Đốc Hướng, Tổng Giám Đốc Bạch. Nhìn thấy Bạch Tố, Thái Khôn thốt lên, chào Tổng Giám Đốc Bạch, nghe danh chị đã lâu, không ngờ hôm nay lại vinh hạnh được gặp. Là tôi đây muốn gặp cậu. Thái Khôn nghe vậy bèn ngẩng đầu và quay lại nhìn. Trên chiếc ghế làm việc cạnh kính cửa sổ là một người đàn ông. Thấy anh, Thái Khôn trợn tròn hai mắt. Bạch Tố nói, đi thôi, qua đó đi. Cả chị Hồng và Thái Khôn đều chết lặng. Hai người bước tới trước mặt Giang Thần. Bạch Tố giới thiệu, đây là ông chủ thật sự của thời đại khoa, chủ tịch Giang. Hát à! Thái Khôn há hốc mồm trong sợ hãi. Giang Thần nhìn anh ta bằng vẻ mặt nhìn ngẫm. Thái Khôn đúng chứ, chào, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Đầu óc chị Hồng quay mòng mòng cả lên. Chỉ vài giây sau, cô ta đã quỷ phịch xuống đất. Cái quỷ gối này đã khiến hướng hoa phải sững sờ. Chỉ có Bạch Tố là biết chắc rằng Thái Khôn có mắt như mù nên mới chọc phải Giang Thần. Thái Khôn, thủ đoạn cũng hay ho phết ha, mượn thời đại khoa để lăng xê, lại còn trưng ra bộ mặt đức độ trước truyền thông. "Hảo kế sách." Giang Thần cười khẩy. "Tôi." Thái Khôn mở miệng, nhưng không nói được gì thêm. Giang Thần thờ ơ nói, "Hướng Hoa, chấm dứt hợp đồng với Thái Khôn ngay và luôn." Ban tin phong sát Thái Khôn trên khắp mọi mặt. Công ty nào dám ký hợp đồng với cậu ta chính là chống đối thời đại khoa. Còn nữa, sau này ký hợp đồng nhớ mở mắt to ra một chút, đừng chỉ chăm chăm vào lượng người theo dõi. Lo mà đào tạo thêm người mới, cho ngôi sao mới cơ hội. Vâng thưa chủ tịch, hướng Hoa lập tức gật đầu, không dám phản đối nửa lời. Còn Thái Khôn thì giờ mới kịp phản ứng, cơ thể bất giác lùi về sau. Chương 153, bị phốt lên TV. Phong sát Thái Khôn chết lặng. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tạo sao một người với ngoại hình xấu xí, quần áo cực kỳ bình thường lại có thể là ông trùm giấu mặt của thời đại khoa được cơ chứ? Anh ta không tin đó là sự thật. Giám đốc bạch, giám đốc hướng, mọi người đùa tôi có phải không? Cút! Hướng hoa chỉ thắng ra cửa và quát. Để có thể đi đến vị trí này, anh ta hẳn phải là người thông minh. Anh ta biết, chắc chắn Thái Khôn đã đắc tội với trùm cuối nên giờ mới bị phong sát thái khôn cậu đã bị sa thải từ nay về sau sẽ không có bất kỳ công ty giải trí trong nước nào dám thuê cậu nữa cậu sẽ không nhận được bất kỳ vai diễn nào các chương trình giải trí lớn nhỏ cũng sẽ không bao giờ mời mặt cậu nữa ngay bây giờ cút dám giám đốc hướng thái khôn nhìn hướng hoa và nói chúng ta chỉ mới ký hợp đồng lúc nãy thôi mà giang thần không thèm để ý anh đứng dậy rời đi anh vốn còn định trở vào xin chữ ký thái khôn rồi mang về tạo bất ngờ cho đường sở sở khi nhìn thấy thái khôn xả rác qua màn hình giám sát anh đã rất khó chịu nhưng vì bản thân anh cũng thuộc dạng người khá lười anh cũng chẳng có quyền ép buộc bất kỳ ai nên chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua tuy nhiên đến khi ra ngoài thái khôn lại lợi dụng anh để đánh bóng tên tuổi mãi đến giờ phút này thái khôn mới nhận thức sâu sắc được rằng mình thực sự đã sai anh ta vội vàng đuổi theo giang thần và hét lên ông chủ ông chủ tôi biết sai rồi xin anh hãy cho tôi một cơ hội tôi hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ hiện tại tôi là ngôi sao được yêu thích nhất tôi có hàng trăm triệu người hâm mộ giang thần xoay người lại và nhìn thái khôn đang khẩn thiết đuổi theo anh thờ ơ nói sao cậu không hiểu tôi nói hả hay là muốn bảo vệ lên đuổi nghe vậy thái khôn sầm mặt lại anh ta bắt đầu uy hiếp tôi có hàng trăm triệu người hâm mộ khắp cái nước này anh biết dám hủy hợp đồng với tôi, phong sát tôi sẽ có hậu quả gì không? Anh có tin tôi đang lên Weibo một phát là fan của tôi vây kín tòa nhà thời đại khoa này không hả? Hả? Giang thần nhìn anh ta rồi cười khẩy, cứ thử xem. Nói xong, anh xoay người rời đi. Lúc đi, anh còn dặn rằng, Bạch Tố, kêu bảo vệ lên tống cổ họ ra ngoài. Bạch Tố không dám chậm trễ, cô ta lập tức gọi bảo vệ. Rất nhanh sau đó đã có bảo vệ lên đuổi Thái Khôn đi giang thần bắt taxi về nhà cùng lúc đó tại một nhà hàng ở giang trung hứa tinh được bổ nhiệm chức phó tổng giám đốc thời đại khoa thì vô cùng vui sướng cô ta gọi điện hẹn đường sở sở ra ngoài ăn sở sở cậu biết gì không mới đầu tớ chỉ định đến tập đoàn thời đại khoa ứng tuyển chức vụ quản lý chỉ quản lý thôi nhé ai rè tổng giám đốc bạch cho tớ lên hẳn phó tổng giám đốc cuối cùng tớ cũng có đất dụng võ rồi gì chứ phó tổng giám đốc thời đại khoa đường sở sở ngạc nhiên. Ngay sau đó, cô nở nụ cười vui mừng rạng rỡ uầy, nhất cậu rồi, chúc mừng cậu nha. À mà, vĩnh thái của tớ cũng đang định gia nhập thời đại khoa. Giờ cậu đã là phó tổng giám đốc rồi, chừng nữa nhớ giúp tớ nha. Nghe vậy, hứa tinh hơi trầm mặc Sở sở nè, tuy tớ là phó tổng giám đốc thời đại khoa, nắm trong tay quyền lực cực lớn, nhưng lạm dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân là điều cấm kỵ trong nghề nếu vĩnh thái thực sự đạt tiêu chuẩn xúc tiến đầu tư tớ nhất định sẽ giúp cả hai tay hai chân còn nếu đến cả tư cách vĩnh thái cũng không đáp ứng được thì kêu tớ giúp cậu khác gì bắt tớ đi lầm đường lạc lối trái với đạo đức nghề nghiệp cậu nói coi đúng không nè ngoặc kép đường sở sở thè lưỡi tinh nghịch tớ sẽ cố gắng hết sức để vĩnh thái đủ điều kiện trong thời gian ngắn nhất có thể nhưng đến lúc đó cậu nhớ hé hé cho tớ vài tin tình báo nha hứa tinh phì cười ok con dê họ dùng bữa tại phòng ăn riêng và trong phòng riêng này có một chiếc tv lcd lúc này tv đang chiếu chuyên mục tin nóng mỗi ngày kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trưa nay chúc quý vị có một buổi trưa mát lành chào mừng quý vị khán giả đã đến với bản tin thời đại khoa vào trưa ngày hôm nay ngôi sao nổi tiếng thái khôn đã xuất hiện tại thời đại khoa đường sở sở đang ăn nghe tiếng tv thì hai mắt đột nhiên sáng lên cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên tv Wow, là Thái Khôn thật kìa. Hứa Tinh hỏi, sao thế, cậu cũng thích Thái Khôn hả? Đúng đúng, tớ là fan ruột luôn á nha. Từ nhạc, phim điện ảnh cho tới phim truyền hình của anh ấy, cái nào tớ cũng thích. Theo nguồn tin mới nhất, Thái Khôn đã ký hợp đồng với công ty giải trí Thời Đại Khoa. Tuy nhiên, mới hôm nay, có người muốn tập kích Thái Khôn và còn làm vệ sĩ của Thái Khôn bị thương. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời quý vị cùng hướng mắt về màn ảnh. Trên màn hình TV xuất hiện hình ảnh Giang Thần bị hàng chục nhân viên bảo vệ vây quanh. Cuối cùng còn có một bức ảnh cảnh Giang Thần xin lỗi. Nhìn thấy Giang Thần, sắc mặt Đường Sở Sở bỗng trở nên ảm đạm. Hứa Tinh cũng cau mày, cô ta nói nhỏ, tên này bị cái quái gì vậy, bộ không muốn sống hay sao mà tập kích thái khôn. Nhận ra vẻ mặt của Đường Sở Sở có hơi bất ổn, Hứa Tinh hỏi, "Sở Sở, cậu không sao chứ?" "Không, không sao." Giang thần ở nhà xấu mặt đã quá đủ, nay còn xấu mặt lên cả tivi. Sở sở, không phải tới nhiều chuyện, nhưng thật tình là giang thần không xứng với cậu chút nào. Hay hôm nào tớ rảnh, tớ giới thiệu cậu ngụy cho cậu nhé. Thôi khó quá cho qua, đường sở sơ ngăn lại. Hai, hứa tinh cũng lắc đầu, thầm tiếc thay cho đường sở sở. Với nhan sắc và tài hoa của đường sở sở, cô hoàn toàn có thể tìm được một người xứng đáng hơn ấy vậy mà bây giờ cô lại trao thân gửi phận cho một giang thần được nhiều người biết đến với cái danh phế vật. Ăn cơm xong, Đường Sở Sở trở về Vĩnh Thái. Vĩnh Thái đang có rất nhiều rắc rối và cô cũng đang giải quyết từng vấn đề một. Hơn nữa, tài khoản công ty hiện đang có vài trăm triệu, cô định sẽ sử dụng vài trăm triệu này một cách hiệu quả để có thể mở rộng Vĩnh Thái trong thời gian ngắn nhất, đồng thời phấn đấu để đạt được tư cách vào trung tâm tài chính thời đại khoa. Chủ tịch Đúng lúc Đường Sở Sở đang chăm chú viết kế hoạch mở rộng thì Đường Long gõ cửa bước vào. Hừm. Đường Sở Sở nhìn Đường Long. Đường Long đặt một tấm thiệp mời lên bàn và nói: "Thần Y Phương phái người gửi thư mời tới, nửa tháng nữa sẽ tổ chức đại hội dược đô hàng năm, đến lúc đó các phòng khám trong phố y đều sẽ cử các bác sĩ Đông y với y thuật cao thâm nhất đến tham dự, mục tiêu là chinh phục danh hiệu Thần Y." "Ừm." Đường Sở Sở gật đầu. Cô cũng biết về sự kiện này thân là con dân của Giang Trung, sao có thể không biết những sự kiện truyền thống của Giang Trung? Đại hội y học được tổ chức mỗi năm một lần, và mỗi năm đều sẽ quy tụ các bác sĩ từ tất cả các phòng khám trên phố y. Thậm chí còn có một số người đến từ nhiều nơi khác, mục đích cũng là để phô diễn tài năng và tranh giành danh hiệu thần y. Nhưng từ khi Phương Vĩnh cắt đoạt được danh hiệu thần y vào 20 năm trước, thì mãi đến nay tức đã qua 20 năm ông ta vẫn giữ vững cho mình danh hiệu thần y bất bại. Cuộc thi lần này, e là Vĩnh Thái cũng phải góp mặt. Đường Sở Sở rất rõ thực lực của Vĩnh Thái. Đến cả Vĩnh nhà còn chẳng là gì so với đa số. Huống chi bệnh viện Vĩnh Thái có quy mô còn nhỏ hơn. Vĩnh Thái chỉ có một vài bác sĩ đông y và đương nhiên họ không phải bác sĩ hàng đầu, thậm chí cũng chẳng phải thành viên của hiệp hội y học cổ truyền. Tại Giang Trung, bác sĩ đông y thì rất nhiều. Bác sĩ đông y lợi hại lại càng nhiều vô số kể. Y thuật của Giang Thần đường sở sở nghĩ đến giang thần. Cô đã được giang thần chữa khỏi, thậm chí là chữa khỏi hai lần. Y thuật của giang thần chắc chắn rất cao siêu, thậm chí là không dưới phương vĩnh thái. Tôi đến, đường sở sở trở về nhà. Cô không tức giận vì giang thần làm mất mặt cô trên TV. Cô trực tiếp kéo giang thần vào phòng và nói với anh về sự kiện sẽ diễn ra nửa tháng sau trên phố Y. Tranh tài y thuật, giang thần sờ sờ cầm. Đường sở sở nói, giang thần, đây là cơ hội xây dựng tên tuổi ngàn năm có một chỉ cần anh phô hết tài năng sẽ không ai dám nói anh là phế vật nữa thậm chí còn có thể tăng danh tiếng cho vĩnh thái giang thần thực sự không có hứng thú với cuộc tranh tài y thuật này y thuật của anh là tuyệt thế vô song độc nhất thiên hạ muốn giành quán quân chỉ vài phút là xong anh cười rồi nhìn đường sở sở nếu anh đánh bại thần y phương giành được hạng nhất thì có thưởng gì không đường sở sở suy nghĩ một chút rồi nói có chỉ cần anh giành được hạng nhất, em sẽ ở chung phòng với anh, tuyệt đối không nuốt lời. chương 154, tiến về Giang Bắc. Không một người phụ nữ nào muốn người đàn ông của mình là kẻ vô dụng. Đường sở sở cũng không ngoại lệ. Nếu không tính những cái khác, chỉ tính riêng y thuật, cô biết Giang Thần có năng lực. Y thuật của Giang Thần chắc chắn có thể đè bẹp hơn 99% những bác sĩ đông y tại phố y. Chỉ là Giang Thần vẫn luôn lười biếng cô muốn Giang Thần phấn chấn lên. Cô chờ mắt nhìn Giang Thần. Tuy lời nói của cô rất hấp dẫn khiến ai cũng siêu lòng, nhưng Giang Thần thật sự không muốn quá phô trương, khó khăn lắm anh mới hòa nhập vào cuộc sống tận cùng của xã hội, anh rất thích cuộc sống hiện tại của mình. Vợ, hay là em tham gia đi? Đường sở sở sụ mặt, cô mắng, Giang Thần, anh có ý gì, không muốn tham gia thì nói đại đi, kêu em tham gia làm quái gì? Em có biết chút kỹ thuật nào đâu, nhận biết vài ba dược liệu còn chẳng biết nữa là còn nữa bữa nay anh đi đâu đánh ngôi sao nổi tiếng nhà người ta làm quái gì cho bị phốt lên tv cô rất muốn nói chuyện đàng hoàng với giang thần nhưng giang thần lại không vừa lòng nên cô lập tức tức giận và nói ra những chuyện hồi sáng vợ à anh không có ý đó ý của anh là anh sẽ âm thầm giúp em để em tự tay giành lấy danh hiệu thần y vậy chẳng phải càng tốt hơn càng khiến danh tiếng vĩnh thái vang xa hơn sao đùa nhau chắc, đường sở sở nói, y học cổ truyền là thứ vô cùng thâm sâu và đã được truyền lại cả 5.000 năm nay. Biết bao người cố gắng cả đời còn không thể lĩnh ngộ hết những tinh hoa của y học cổ truyền, huống chi chỉ với nửa tháng ngắn ngủi thì em làm được quái gì. Giang thần cười nói, anh tin em chắc chắn sẽ làm được, anh sẽ nhín chút thời gian chỉ điểm cho em, truyền thụ cho em một vài thủ thuật. Thôi được rồi, ngủ đi, đường sở sở không tin chỉ trong nửa tháng học tập ngắn ngủi mình có thể trở thành bác sĩ có khả năng phô diễn tài năng trong đại hội y học cổ truyền và trở thành thần y. Mỗi một bác sĩ tại phố y, thử hỏi có ai là không có mấy chục năm vào nghề, hay có ai là không có mấy chục năm kinh nghiệm làm việc. Cô nằm trên giường mà hầm hì tức giận. Giang thần vuốt mũi. Những gì anh nói đều là sự thật. Chỉ cần đường sở sở chăm chỉ học tập, muốn giành thế áp đảo, lấy được danh hiệu thần y trong nửa tháng không phải khó tại sao đường sở sở lại không tin anh anh cũng nằm trên giường một đêm yên bình cứ thế trôi qua ngày hôm sau đường sở sở đến công ty từ rất sớm giang thần cũng không muốn ở nhà nên kiếm cớ đi ra ngoài những ngày tiếp theo giang thần cũng vẫn như thế đường sở sở đi anh cũng đi đường sở 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 về anh cũng về cứ thế ba ngày đã trôi qua tối ba ngày sau cơm nước xong xuôi Hà Diễm Mai nói, "Sở Sở, Mai con đừng đến công ty. Nhân tiệc mừng thọ của bà ngoại, chúng ta về Giang Bắc." Bởi vì gả cho một kẻ vô dụng như Đường Bắc, nên mỗi lần về nhà cha mẹ đẻ bà ta lại không dám ngẩng đầu. Cộng thêm chuyện của Đường Sở Sở, bà ta càng không ngóc đầu nổi. Nhưng giờ đã qua hết rồi. Tài sản bà ta hiện có bao gồm 80 triệu nhân dân tệ trong thẻ, một căn biệt thự lớn trị giá vài trăm triệu và hơn cả là 50% cổ phần nhà họ Đường. Còn Đường Sở Sở thì nay đã là chủ tịch Vĩnh Thái với 90% cổ phần trong tay. Chuyến này về, chắc chắn bà ta có thể nở mày nở mặt. Những kẻ trước đây dám coi thường bà ta nay sẽ phải nhìn bà ta với con mắt hoàn toàn khác. Dạ, Đường Sở Sở gật đầu. Cô đã giải quyết xong chuyện với Vĩnh Thái trong mấy ngày qua. Vĩnh Thái cũng đã trở về đúng quỹ đạo nên cô cũng rảnh rỗi đôi chút. Ngày hôm sau, Đường Tùng trở Ngô Mẫn. Hà Diễm Mai và Đường Bác đi trước bằng con xe Ferrari phiên bản giới hạn trị giá 28 triệu nhân dân tệ. Giang thần sờ sờ mũi và nói, vợ nè, xe đấy tặng cho em mà, sao lại để cậu ta lái? Có sao đâu, đường sờ sờ không so đo nhiều như vậy. Tính cô không thích phô trương, nếu lái xe ấy đi thì lại quá nổi bật. Đường sờ sờ không nói gì, Giang thần cũng không nhiều lời. Anh mở cửa con xe Maserati và bước lên ghế lái, còn Đường Sở Sở thì ngồi vào ghế phụ. Anh cho xe lăn bánh về hướng đường cao tốc. Giang Bắc là thành phố thuộc Giang. Trung, đây cũng là một thành phố lớn và là một trong những thành phố lớn nhất nhì trong nước. Tốc độ lái xe của Giang Thần không quá nhanh, cũng không quá chậm, sau khi lên đường cao tốc, anh vẫn luôn duy trì tốc độ 120 km/h. Giang Thần, nào đến trung tâm thành phố Giang Trung, chúng ta cũng nên mua chút quà. Đường Sở Sở đang ngồi trên ghế phụ nói, em đã không đến Giang Bắc gần 10 năm, cũng không gặp ông bà ngoại suốt 10 năm. Năm nay, đến chúc thọ bà ngoại, chúng ta cũng không thể quá keo kiệt. Nói xong, cô lấy ra một tấm thẻ đưa cho Giang Thần. "Này là thẻ em mới làm, trong đó có 10 triệu. Anh cầm lấy đi." "Vợ à, em đưa anh nhiều tiền thế làm gì?" "Đưa anh thì cứ lấy đi." Mặc dù Đường Sở Sở đã không đến Giang Bắc được 10 năm, nhưng cô vẫn nhớ rõ cậu mình là ai, cũng giống như mẹ cô, ông ấy rất quyền lực. Cô không muốn Giang Thần mất mặt ở Giang Bắc. Giang Thần lại không hiểu tâm ý đường sở sở. Vợ à, anh có việc làm rồi, anh không cần tiền. Công ty anh lại đang trên đà phát đạt, tiền bạc không phải vấn đề. Em lấy lại đi, tiền lương của anh đủ xài rồi. Đường sở sở trừng mắt Giang Thần, anh muốn mất mặt là việc của anh, nhưng em thì không. Các nết mấy cậu giống y như mẹ, nói vậy chắc hiểu rồi ha. Nghe vậy, Giang thần hiểu ra ngay, nên đành cất thẻ vào. À mà, chắc anh vẫn chưa biết tiểu sử cả nhà ông ngoại là thế nào đâu ha. Để em giới thiệu sơ cho anh, không thôi lúc đó lại mất mặt. Ồ, em nói đi. Ông ngoại em là lão thành cách mạng công tác trong quân đội nhiều năm. Tuy chức vụ không cao nhưng nhà họ Hà có tư tưởng truyền thống quân đội mạnh mẽ, nên mấy ông cậu cũng công tác trong quân đội, và hiện cũng đang điều khiển các cơ quan ban ngành của nhà nước. Giang Thần gật đầu, có thể thấy anh rất kính trọng những người theo quân ngũ. Đường Sở Sở nói tiếp, tuy nhiên, ông ngoại biết, nếu cả nhà ai cũng tòng quân thì không ổn, nên đã bồi dưỡng nên một doanh nhân cũng chính là cậu út. Cậu út giờ đã là ông chủ lớn bạc tỷ. Còn Hà Tâm mà lần trước anh gặp chính là con gái của cậu cả. Đường Sở Sở giới thiệu đôi nét về nhà họ Hà. Giang Thần nghiêm túc lắng nghe. Đường Sở Sở nhắc nhở, lúc đến nhớ đừng có nói lung tung, cũng không được khoe khoang. Gặp người nào, em gọi sao thì anh gọi y vậy, nhớ chưa? Giang Thần gật đầu, "Ừm, um, anh nhất định sẽ không làm em mất mặt." Lái xe hơn 2 giờ, cuối cùng Giang Thần cũng đến thành phố Giang Bắc. Hai người không đến nhà họ Hà vội mà vào trung tâm thành phố chọn quà. Hai người bước vào một cửa hàng trang sức. "Ông xã, anh nghĩ mua quà gì thì hợp?" Đường Sở Sở nhìn rất nhiều trang sức vàng bạc giá trị, cô cảm thấy tặng những thứ này cho người lớn tuổi có chút không thích hợp, bởi vì họ đều đã bước qua tuổi mặc bạc đeo vàng cả rồi. Giang Thần cũng không biết chọn gì, anh nhún nhún vai và nói, "Em chọn đi." Đường Sở Sở nói, "Em nhớ ông ngoại thích hút thuốc, nhưng ông là lão thành cách mạng có rất nhiều học trò, có người còn là quan chức cấp cao, nên cũng hút đủ loại thuốc trên đời rồi, không chọn món này được." vậy tặng ông ấy vài loại thuốc lá đặc biệt không thể mua bên ngoài. Đường sở sở trợn mắt, tức giận mắng, anh nói thì nhẹ nhàng lắm, làm như anh có quan hệ rộng rãi lắm không bằng. Đúng là có thật, Giang thần cười rạng rỡ chỉ vài loại thuốc lá đặc biệt mà thôi, hoàn toàn không thành vấn đề. Đường sở sở chợt nhớ Giang thần cũng từng là một quân nhân. Hơn nữa còn đi lính tận 10 năm, quen biết mấy vị quan chức cấp cao cũng không có gì ngạc nhiên, kiếm được mấy loại thuốc đặc biệt cũng không khó vậy tặng gì cho bà ngoại? Đường sở sở lại bắt đầu lo lắng, sau đó lập tức vỗ chán và nói, bà ngoại chú trọng nhất là sức khỏe, biết vậy lúc ở Giang Trung đã kiếm cho bà vài loại sâm rừng tốt nhất rồi. Giang thần nói, không nhất thiết phải ở Giang Trung, biết đâu Giang Bắc cũng có. Anh biết gì chứ, Giang Trung là kinh đô của y học, thuốc ở Giang Trung nổi tiếng khắp thế giới. Giang Bắc tuy ở ngay cạnh Giang Trung, cũng có bán sâm rừng, nhưng toàn hàng đều thôi, kém xa Giang Trung. Cũng chưa chắc, chúng ta lượn một vòng thử coi có mua được gì tốt không. Đường Sở Sở suy nghĩ một chút rồi gật đầu, vậy chúng ta đi một vòng xem sao. Chương 155, chuyên gài bẫy người ngoài. Giang Trung là thiên đường y học. Giang Bắc ở ngay cạnh Giang Trung cũng đa dạng hiệu thuốc Đông y. Giang Thần và Đường Sở Sở dạo quanh thành phố, rất nhanh sau đó đã đến hiệu thuốc lớn nhất Giang Bắc. Hiệu thuốc đệ nhất hiệu thuốc rất lớn và được trang trí vô cùng sang trọng, ngoài cửa còn có những cô gái mặc đồng phục y tá đón khách. Hai người đi vào, còn chưa qua cửa, đã ngửi thấy mùi các vị thuốc đông y. Hoan nghênh quý khách, cô gái mặc đồng phục y tá ở cửa nở nụ cười thân thiện, dạng dỡ. Một người bước lên trước, tiếp đón giang thần và đường sở sở, cười hỏi quý khách cần mua gì ạ? À? Đường sở sở nói thẳng vào vấn đề, chúng tôi muốn mua sâm rừng. Vâng, mời đi lối này. Dưới sự hướng dẫn của y tá, cả hai đến một quầy. Trong quầy lấy ra rất nhiều hộp được đóng gói hoa lệ. Mở hộp ra, bên trong tất cả đều là sâm, và đều tỏa ra mùi thơm nồng nàn, quyến rũ. Đây là nhân sâm được đào từ núi Trường Bạch, nó đã hơn 10 năm tuổi và giá hơn 3 ngàn. Tuy đường sở sở không dành lắm, nhưng cô biết giá càng đắt thì chất lượng càng cao. Có loại nào đắt hơn không? Nghe vậy, hai mắt nữ y tá sáng lên và hỏi, quý khách muốn mua loại sâm dao động trong khoảng nào? Đường sở sở nói, tất nhiên là càng đắt càng tốt. Vâng, mời hai vị theo tôi. Y tá nghe vậy bèn hiểu rằng nay đã gặp khách sộp, cô ta đưa giang thần và đường sở sở lên lầu 2. Tầng 2 là nơi cao cấp hơn. Ở đây cũng nhiều người hơn tầng 1. Nhiều nhân viên mặc đồng phục y tá đang kiên nhẫn giới thiệu các loại thuốc đông y quý có tác dụng tốt cho sức khỏe cho khách. Sau khi đến tầng 2, một số sâm rừng quý giá được bày trước mặt Giang Thần và đường sở sở với giá giao động từ 10.000 đến 100.000. Đường sở sở không nhìn ra giá trị thật sự bên trong, nhưng những thứ này quả thật quá tầm thường. Cô biết rất rõ nhà họ Hà có ra thế cỡ nào, những thứ tầm thường như thế quả thật không đáng cầm trên tay. Đường sở sở hỏi, còn loại nào quý hơn không? Y tá nghe xong bèn gật đầu, vâng, có. Nói xong, cô ta nhanh chóng lấy ra một cây nhân sâm lớn và giới thiệu, đây là nhân sâm hàng trăm năm tuổi được đào từ núi Vu, giá là 380 ngàn. Đường sở sở vẫn lắc đầu, vẫn quá tầm thường. Nghe vậy, cô y tá bỗng không vui, nụ cười trên mặt cũng vụt tắt, anh chị lấy tôi ra làm trò tiêu khiển à. Nhiếu tiểu lệ lạnh lùng nhìn hai người. Cô còn tưởng nay mình gặp đại gia, nếu bán được vài cây sâm quý thì công trạng của cô sẽ tăng lên. Nào ngờ giới thiệu biết bao là thứ, nhưng hai người này chỉ nói xuông chứ không mua. Đường sở sở nói, đương nhiên là không, nhưng mấy này quá tầm thường là thật. Tuy đường sở sở không hiểu y thuật, nhưng dù gì cô cũng là người ở Giang Trung, nhà họ đường cũng là một gia tộc theo nghề thuốc. Khách tặng nhân sâm cho đường thiên long rất nhiều, cô cũng đã thấy qua rất nhiều loại nhân sâm, trừ giá cả ra thì những loại này quả thực rất tầm thường. Nhiếp tiểu lệ nhìn đường sở sở, dáng dấp kiều diễm, khí chất kiêu sa nhưng người đàn ông bên cạnh quả thực rất tầm thường. Cô ta suy tư trong lòng, chẳng lẽ cô này bị mù? "Đợi đã." Cô ta nói rồi xoay người rời đi. Ngay sau đó, cô ta mang đến với một chiếc hộp gỗ, đặt nó lên bàn và mở ra. Bên trong là một cây nhân sâm lớn có dính một ít bùn đất. Hai mắt Đường Sở Sở sáng lên. Gốc nhân sâm này có thể tạm chấp nhận. Cô nhìn Giang Thần và hỏi, "Ông xã, gốc này thế nào?" Giang Thần nhìn lướt qua và bình luận, nhân sâm này cũng thường thôi. Nhìn hình dáng và màu sắc, hẳn là sinh trưởng ở nơi đất bùn âm u, ẩm ướt, tạp chất khá nhiều. Nhưng được cái cũng có vài năm tuổi, ít nhất là 300 năm. Chẳng qua do môi trường sinh trưởng nên giá trị loại sâm này không cao, nếu đổi sang một môi trường sinh trưởng khác thì giá trị của nó có thể tăng ít nhất 10 lần. Nghe vậy, Đường Sở Sở nhìn y tá trước mặt và hỏi, còn loại nào tốt hơn nữa không? nhiếp tiểu lệ nhìn Giang thần bằng ánh mắt khinh thường, không biết thì đừng có nói bừa, cái gì mà 300 năm, cái gì mà mọc trong đất bùn âm u, ẩm ướt. Đây là sâm vương với 500 năm lịch sử, là báu vật của cửa hàng chúng tôi, trị giá 3 triệu nhân dân tệ. Giang thần khẽ lắc đầu, anh cũng lười lý luận với người ngoài. Anh kéo đường sở sở đứng lên và nói, chúng ta đi chỗ khác xem. Ừ, đường sở sở gật đầu. Đứng lại. Nhiếp tiểu lệ hét lên. Giang thần dừng lại, quay đầu nhìn cô ta. Nhiếp tiểu lệ chỉ vào nhân sâm trong hộp trên bàn và nói, theo quy định của cửa hàng này, một khi đã mở hộp thì phải mua. Những hộp đựng nhân sâm này đều đã mở ra, để tôi tính xem. Cô ta lấy điện thoại ra và tính toán nhanh chóng. Tổng cộng là 4 triệu 368 ngàn nhân dân tệ, bớt số lẻ cho cô chỉ lấy 4 triệu 3. Ha! À, Giang thần bật cười, chẳng lẽ mua đồ mà không được xem trước? Gì mà liếc mắt một cái là phải mua, cửa hàng làm ăn kiểu quái gì vậy, gian thương à. Em trai à, cậu nói đúng rồi đó, nhìn là phải mua. Đúng lúc này, một người đàn ông từ xa đi tới. Người đàn ông này khoảng 30 tuổi, mặc sơ mi đen và chỉ cài hai cúc, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền vàng vừa thô vừa to, phía sau anh ta là hai người đàn ông vạm vỡ. Nhiều khách hàng quay sang nhìn Giang Thần và Đường Sở Sở với nụ cười hí hửng. Tất cả họ đều biết nay sắp có kịch hay để xem. Người đàn ông đi tới, liếc nhìn hộp nhân sâm đã mở sẵn trên bàn và cười nói, "Quy định của hiệu thuốc đệ nhất chúng tôi là thế. Nhân sâm không được gặp ánh sáng, gặp sáng linh khí sẽ biến mất. Giờ cậu mở nhiều hộp như vậy, linh khí trôi hết rồi, tôi biết bán cho ai?" "Anh ba." Nhiếp Tiểu Lệ cung kính gọi. Sau đó cô ta đứng trước mặt anh ba, ngẩng đầu nhìn Giang Thần và đường sở sở bằng thái độ kiêu ngạo cô ta đã sớm nhận ra giọng của giang thần và đường sở sở không phải của người giang bắc mà là của người giang trung cho nên khi đi lấy bảo vật của cửa hàng cô ta đã thông báo cho anh ba người phụ trách hiệu thuốc hiệu thuốc đệ nhất do nhà họ hứa mở mà nhà họ hứa lại gia tộc có tiếng tại giang bắc đồng thời cũng là gia tộc tiêu biểu của thương minh năm tỉnh thế lực cực lớn anh ba này tên là hứa vi anh ta là con thứ ba trong nhà nên được gọi là anh ba vớ vẩn đường sở sở nhìn anh ba và lạnh lùng nói cái gì mà linh khí cái gì mà không thể gặp sáng đúng là vớ vẩn mấy người đang ép mua ép bán thì có tôi không tin giữa thanh thiên bạch nhật thế này tôi không mua thì mấy người làm gì được tôi ha <laughs> ha <laughs> hứa vi cười lớn tất cả những khách hàng xung quanh cũng bật cười họ nhìn đường sở sở như thể vừa nghe chuyện buồn cười nhất thiên hạ quý vị quý vị nói xem quy định của tiệm có phải mở ra là phải mua không phải cả đám gật đầu. Nghe vậy, đường sở sở trầm mặc. Giang thần cũng nhìn hứa vi rồi thản nhiên nói, nếu tôi không mua thì sao? Không mua. Sắc mặt hứa vi trầm xuống, anh ta khẽ ra hiệu với hai người đàn ông vạm vỡ phía sau. Hai người đàn ông to cao hơn một m chín, nặng hơn 200kg bước tới và vung chặt nắm đấm. Rộp rộp rộp, các đốt ngón tay kêu lên. Đường sở sở sợ hãi, vội vàng kéo giang thần nói nhỏ, anh à, xem ra bối cảnh của cửa hàng này không tầm thường, hay chúng ta mua đại đi, coi như lấy tiền mua bài học cuộc sống. Giang thần kéo cô nói, không sao, không việc gì phải sợ. Anh tiến lên trước hai bước, nhìn hai người đàn ông vạm vỡ, và nhẹ nhàng nói, quỳ xuống ngay thì tôi còn thương tình cho mấy người một con đường sống. Ha ha ha, hứa vi phá lên cười, như thể đang nghe câu chuyện hài hước nhất vũ trụ. Mày là đứa đầu tiên dám nói vậy với tao đó thằng nhãi. Tụi bây, đánh gãy chân nó. Tuân lệnh anh ba, những khách hàng khác xung quanh đều nhìn bằng vẻ mặt hóng hớt. Hiệu thuốc đệ nhất khét tiếng là chuyên gài bẫy người ngoài. Nhưng không bao giờ lừa người địa phương, lúc tính tiền chỉ cần xuất trình thẻ căn cước địa phương, có thể sẽ được thêm ưu đãi lớn. Hiệu thuốc đệ nhất chuyện gài người ngoài. Nhiều người bị gài đến tán ra bại sản. Nhà họ hứa quá mạnh, những người từng bị gài chỉ biết khổ không nên lời, có muốn đòi quyền cũng hết cách hai người đàn ông vạm vỡ đi về phía giang thần, nhiều người với vẻ mặt cười đùa, dường như đều nghĩ rằng sẽ thấy cảnh giang thần bị đánh tới tấp, quỳ khóc van xin. thậm chí nhiều người còn lấy điện thoại gia đình quay cảnh này rồi gửi cho đám bạn xem. ngược lại, giang thần rất điềm tĩnh, nhóc con, quỳ xuống. một người đàn ông to lớn vung tay định tát vào mặt giang thần một cú trời giáng, lực đánh quá lớn, trong phút chốc còn vang lên âm thanh chấn động. Giang thần vung nhẹ tay, chặn lại cái tát. Ngay sau đó, anh nhấc chân, tung một cú đá vào ngực đối phương. Cú đá tưởng chừng đơn giản nhưng lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Người đàn ông to lớn nặng hơn 200 kg bị đá văng xa mấy mét, đập người vào quầy và hét lên đau đớn. Yên ắng. Bầu không khí yên ắng đến đáng sợ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào giang thần, trên mặt mọi người ai nấy đều hoảng sợ. Audio điện tử võ tấn bền mươi 156, anh chẳng thèm để mắt đến. Một chắn, một đạp. Một người đàn ông cao to hơn 100 ký cứ như vậy mà bị đá bay đi. Sắc mặt hứa vi sầm xuống. Dám đánh người của anh ta ngay trong địa bàn của anh ta, thật là không biết sống chết. Thằng nhãi, mày biết nơi này là nơi nào không? Anh ta bày ra vẻ mặt dữ tợn, đe dọa, đây là Giang Bắc, tao chả quan tâm thân phận của mày là gì. Đã đến Giang Bắc, thì có là rồng là hổ thì cũng phải nằm úp sấp xuống cho tao. Bây giờ quỳ xuống nhận sai, tao có thể xem xét mà tha cho mày. Thấy Giang Thần vừa nói chuyện không hợp, đã ra tay đánh người, Đường Sở Sở vội vàng kéo anh lại. "Chồng, bỏ đi." Giang Thần cũng không muốn tranh cãi với cái tên Hứa Vi gì đấy. Anh gật đầu, mà ánh mắt của Hứa Vi thì lại dừng trên người Đường Sở Sở. Anh ta cũng bị sắc đẹp của Đường Sở Sở thu hút. Dáng người cao gầy tóc dài như thác nước, da trắng như mỡ dê, thật là một cô gái xinh đẹp tuyệt vời. nhìn Giang Thần mang vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên, lại nhìn qua Đường Sở Sở mang vẻ mặt lo lắng, anh ta cười lạnh một tiếng, muốn đi, không có dễ dàng vậy đâu. nói rồi, anh ta lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại. Giang Thần không muốn đụng chạm gì với đám hề ngu mốc này, kéo Đường Sở Sở rời đi. cản lại cho tôi. tên vệ sĩ khác lập tức nắm chặt nắm đấm đấm mạnh về phía người giang thần. Giang thần trực tiếp xoay người. Lúc xoay người, cơ thể đạp không bay lên, đạp một cú chuẩn xác lên đầu người đàn ông. Đầu anh ta nghiêng qua một bên, cơ thể nghiêng ngã, va vào cái tủ. Xoảng! Tủ thủy tinh lập tức bể tan tác. Một vài loại thuốc bắc quý báu như nhân sâm, nhung hưu rơi đầy đất. Còn giang thần thì đứng vững trên mặt đất. Hứa vi kinh hãi trong lòng. Anh ta biết thực lực của hai vệ sĩ đó, bây giờ lại bị đạp bay, xem ra hôm nay gặp phải thứ dữ rồi. Nhưng, đây là Giang Bắc, là địa bàn của nhà họ hứa. Anh ta có chỗ dựa nên không lo sợ gì. Có thể đánh hai người, thì có thể đánh 20 người, 200 người sao. Sắc mặt anh ta trầm xuống một cách đáng sợ. Còn khách khứa xung quanh đều bày ra vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Sao mạnh dữ thần vậy? Trong chớp mắt đã đánh gục hai người đàn ông cao to trên mặt giang thần đang nở một nụ cười nghiền ngẫm còn bảo tôi mua không sắc mặt hứa vi xa sầm không nói chuyện mà nhìn nhiếp tiểu lệ bên cạnh dặn dò kiểm kê xem thằng nhãi đó làm hư bao nhiêu thuốc bồi thường gấp trăm lần vâng nhiếp tiểu lệ lập tức đi kiểm kê còn giang thần cũng nổi hứng thú anh thật muốn xem thử tên hứa vi này còn có thể dở trò gì nữa đường sở sở thì mặt mày lo lắng không ngừng kéo giang thần nói nhỏ chồng à nơi này là giang bắc đừng gây chuyện chúng ta mau mua đồ rồi trở về thôi giang thần khẽ dừng lại nói vợ à em yên tâm tuyệt đối sẽ không có chuyện gì bây giờ là xã hội pháp trị anh không tin thằng đó có thể làm gì được anh ha ha hứa vi cười to xã hội pháp trị ở cửa hàng dược phẩm đệ nhất lời của hứa vi tao chính là pháp luật tao bảo mày quỳ thì mày phải quỳ giang thần bày ra vẻ mặt không hề gì ngồi xuống Đường Sở Sở thì lòng nóng như lửa đốt, không ngừng khuyên nhủ. Nhưng mà, Giang Thần lại không nghe. Cô hết cách, đi qua một bên, lấy điện thoại ra, lặng lẽ gọi điện báo cảnh sát. Hứa Vi trông thấy, nhưng lại không ngăn cản, mà chỉ cười lạnh ra tiếng. Báo cảnh sát? Báo cảnh sát có tác dụng sao? Đây là Giang Bắc, nhà họ Hứa chính là một tồn tại che trời ở Giang Bắc, cảnh sát có tới thì chỉ sẽ bắt Giang Thần và Đường Sở Sở thôi rất nhanh, nhiếp tiểu lệ đã tính xong. Anh ba, đã kiểm kê xong rồi, tổng cộng làm hư 145.000 loại thuốc quý. Anh ba cũng ngồi xuống. Anh ta vắt chéo chân, ngậm một điếu xì gà. Hai vệ sĩ của anh ta đã đứng dậy, đứng sau lưng anh ta. Hứa vi nhìn giang thần, cười mỉa, nghe thấy chưa, làm hư 145 loại thuốc, đền bù gấp trăm lần, thì chính là 1 mươi vạn hứa vi xác định ăn chắc giang thần và đường sở sở mặc dù giang thần ăn mặc bình thường nhưng đường sở sở lại mặc cả cây hàng hiệu cộng hết toàn thân trên dưới cũng hơn trăm vạn có thể ăn mặc như vậy giá trị con người chắc chắn không thấp hô lên hơn nghìn vạn hoàn toàn hợp lý anh ta cũng không sợ đường sở sở có thân phận gì cho dù có thân phận vô cùng lớn thì cũng chẳng là cái thá gì trước mặt nhà họ hứa giang thần bày ra vẻ mặt không thèm để ý Lúc này, nhân viên phục vụ đã đuổi hết khách hàng trong cửa hàng, tầng 2 chỉ còn lại hai người ngoài là Giang Thần và Đường Sở Sở. Bộp bộp bộp, tiếng bước chân vội vàng truyền đến. Ngay sau đó, mấy chục người xông lên tầng 2. Mấy chục người đó đều cầm vũ khí trong tay, nào là gậy sắt, mã tấu, dùi cui điện, thậm chí còn có người cầm gạch nung đến. "Anh Ba!" Một người đàn ông khoảng 20 tuổi đi đến, kính cần gọi một tiếng thấy mấy chục người, đường sở sở sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Còn Giang Thần thì một vẻ ung dung. Hứa Vi cười to, đứng dậy, ha ha, thằng nhãi, bây giờ tao xem mày còn sằng bậy kiểu gì. Lập tức quỳ xuống xin lỗi, tao đáp ứng mày, chỉ đánh gãy hai cái chân của mày thôi, với lại đưa vợ của mày cho tao chơi vài ngày, chuyện này coi như chấm dứt. Bằng không? Sắc mặt Giang Thần lập tức sầm xuống. Gây chuyện với anh, anh có thể nhẫn nhịn. Còn nghĩ đến sở sở chết bằng không thì sao giang thần đứng dậy chồng đường sở sở lập tức kéo anh lại khuyên nhủ đừng kích động bọn họ người đông thế mạnh chúng ta sẽ chịu thiệt em đã báo cảnh sát rồi có lẽ là cảnh sát sắp đến rồi ha ha hứa vi cười lớn hôm nay e là cảnh sát không đến được đâu đường sở sở phát giác được điều gì đấy sắc mặt khẽ thay đổi cô muốn kéo giang thần rời đi nhưng xung quanh toàn là đàn ông cao to cầm vũ khí sắc mặt cô thoáng chốc trở nên tái mét. Giang thần trầm mặt, lạnh lùng nói, không dậy dỗ mày một chút, thì mày tưởng tao dễ chọc. Giết nó cho tôi. Theo sau tiếng hét lớn của hứa vi. Mấy chục người đồng thời ra tay, cầm vũ khí đánh về phía giang thần. A, à, đường sở sở sợ hãi kêu lên, nhắm mắt lại. Giang thần kéo đường sở sở, nhanh chóng xông về phía hứa vi. Trong lúc xông đến, anh nắm chặt nắm đấm, nhanh chóng đấm ra. Lồng ngực của người đàn ông cao to sông ở đằng trước nhất lập tức bị đánh trúng, cả người cong lại, cơ thể bay ngược ra sau, va và vào mấy người đằng sau lưng. Giang Thần Bế đường sở sở lên, cơ thể nhảy bật lên hơn 2 mét, tung ra một cú đá. Lập tức có một người bị đá lùi. Sau đó đạp lên vai của một người, trong nháy mắt đã xuất hiện sau người Hứa Vi. Lúc thả đường sở sở xuống, anh túm Hứa Vi lên, dùng sức ném mạnh một phát, anh ta tông ngã hết mấy người. À đau, má ơi, lột bộp, có tiếng gào thét đau đớn và tiếng đổ vật đổ vỡ truyền ra từ tầng 2. Mấy phút sau, toàn bộ mấy chục người nằm hết dưới đất, còn giang thần thì đã ngồi xuống rồi. Đường sở sở vẫn dựa trong lòng anh, nhắm mắt, hai tay ôm chặt bờ vai anh. Cô không dám mở mắt ra. Mãi đến khi không còn tiếng động, cô mới mở mắt ra, đập vào mắt là một khuôn mặt quen thuộc. Cô thở vào một hơi, không sao chứ phát hiện hai tay mình đang ôm lấy vai giang thần, khuôn mặt cô đỏ lên, vội vàng bỏ ra. Cô đứng dậy, xoay người nhìn, trông thấy mấy chục người đang nằm trên đất và một phòng thuốc bừa bột, thuốc bắc rơi đầy đất, cô sợ đến mức thét lên. Lại lần nữa nhảy vào lòng giang thần. Giang thần vươn tay ôm cô, cười nói, không sao, có thể có chuyện gì được. Không phải là anh chém gió, nhưng giam ba vài chục người này, anh chẳng thèm để mắt đến. Thằng, thằng nhãi, mày, Mày có biết tao là ai không? Hứa Vi lảo đảo bò dậy. Xong, Giang Thần cầm cái ly trên bàn lên, ném mạnh một phát. Bốp, cái ly đập vào đầu Hứa Vi. Đầu anh ta lập tức nứt ra, máu tươi chảy ra, lập tức nhuộm đỏ cả khuôn mặt, đau đến mức anh ta lăn tròn trên đất. Trông thấy cảnh này, Đường Sở sở sợ đến mức mặt mày tái mét, vội vàng nói chồng, mau, mau đi thôi. Đợi lát nữa cảnh sát tới, anh coi như xong đấy. Giang Thần khẽ dừng lại, nói: "Không sao, xem ra Giang Trung này có hiện tượng thương nhân và cảnh sát thông đồng với nhau, quả thật là bẩn thỉu, xấu xa, đã đến lúc chỉnh đốn lại rồi." Thật ra, cảnh sát sớm đã đến rồi, chỉ là vẫn luôn ở bên ngoài không đi vào. Bởi vì Hứa Vi đã đánh tiếng trước rồi. Hứa Vi đau đến mức lăn tròn trên đất, anh ta gào lên một cách dữ tợn: "Thằng nhãi, mày chết chắc rồi. Không giết chết mày, tao không phải là Hứa Vi." Nói xong, anh ta lấy điện thoại ra gọi. Chương 157, tà thuật gì? Đường Sở Sở nghe cảnh sát sắp lên, lập tức sợ hãi. Trước đó cô không sợ, bởi vì bọn họ không sai, là cửa hàng dược phẩm đệ nhất bắt nạt khách, ép buộc bọn họ mua đồ. Bây giờ Giang Thần lại đánh nhiều người bị thương như vậy. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nói nhỏ cũng chỉ là chuyện nói một câu là giải quyết được. Nói to thì đây chính là đánh nhau đả thương người phải ngồi tù chồng làm sao đây làm sao bây giờ đúng rồi nhà họ hà có người trong quân khu em lập tức gọi điện thoại cầu cứu đường sở sở nhớ ra gì đó đang muốn gọi điện thoại giang thần lập tức nói vợ không sao đâu thật sự không sao đừng gọi điện thoại làm phiền người khác anh có thể giải quyết chuyện này tin tưởng anh lúc này có tiếng bước chân truyền đến mười mấy cảnh sát lên lầu Nhìn thấy tầng hai bị đập phá tan tác, còn có mấy chục người đang nằm dưới đất, những cảnh sát đó đều há hốc mồm. Liếc nhìn Giang Thần vẫn đang ngồi với vẻ mặt bình thản. Những người đó đều bị thằng nhóc này đánh gục sao? Đội trưởng Đinh, cuối cùng cậu cũng đến. Hứa Vi nhịn đau, giờ tay ôm đầu, bò từ dưới đất dậy, chỉ tay về phía Giang Thần, sắc mặt dữ tợn, đáng sợ, hét lớn chính, chính là nó, mau bắt lấy. Tôi phải bắt nó ở trong tù cả đời này. Ninh Huy nhìn Giang Thần một cái, chợt ra lệnh bắt lại. Mấy cảnh sát lập tức rút súng, cẩn thận đi về phía Giang Thần. Một người có thể đánh gục mấy chục người, tuyệt đối không phải là loại hiền lành gì, phải cẩn thận. Ai dám? Giang Thần lấy ra một tờ giấy chứng nhận. Từ từ, Ninh Huy lập tức dừng tay, đi đến trước người Giang Thần, nhìn giấy chứng nhận trong tay anh. Giấy chứng nhận có màu đen, phía trên có vẽ một con rồng đen bên dưới còn có mấy chữ thống soái nam hoang nhìn thấy mấy chữ đó đinh huy đầu tiên là sửng sốt sau đó là cười lớn ha ha nhóc con chẳng lẽ cậu không biết giả mạo sĩ quan là tội lớn à phải không giang thần ngại ngùng cất lại nói nếu đã như vậy tôi gọi một cuộc điện thoại cũng được chứ nhỉ thấy giang thần không hề sợ hãi đinh huy cũng có hơi thiếu tự tin chẳng lẽ thằng nhóc này thật sự có thân phận rất lớn hứa vi gào lên đội trưởng đinh cậu làm gì vậy đừng im lặng mau chóng bắt lại đi chứ anh ba không vội để cậu ta gọi điện thoại tôi thật muốn xem thử thằng nhóc này có thể gọi ai đến đinh huy không dám đắc tội hứa vi cũng sợ giang thần có thân phận lớn dù sao thì có thể một mình đánh bại nhiều người như vậy đây đã không phải là người bình thường nữa rồi giang thần đi qua một bên bắt đầu gọi điện thoại còn đường sở sở thì mang vẻ mặt nghi hoặc Giấy chứng nhận mà Giang Thần vừa lấy ra là gì? Cô chỉ nhìn thấy thứ đó có màu đen, còn nó ra sao, bên trên viết gì thì cô không chú ý nhìn. Giang Thần trực tiếp gọi điện thoại cho Hoắc Đông. "Là tôi, chỗ này là Giang Bắc, cửa hàng dược phẩm đệ nhất. Ông chủ chỗ này ép tôi mua đồ, còn gọi không ít người đến, ngay cả cảnh sát cũng được điều đến, anh xem mà làm." "À đúng rồi, tôi chỉ cho anh 10 phút, nếu như trong 10 phút mà không giải quyết được, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên." Giang thần gọi điện thoại xong thì trực tiếp cúp máy. Còn Hoác Đông thì sợ chết khiếp. Báo cáo lên cấp trên, không phải đã rõ ràng rồi sao, 10 phút không giải quyết thì sẽ tìm tiêu giao vương. Anh ta lập tức gọi điện thoại cho Niếp phân của quân khu Giang Bắc. Còn Giang thần gọi điện thoại xong thì đi đến bên cạnh đường sở sở. Đường sở sở nghi hoặc nhìn anh, hỏi anh gọi điện thoại cho ai vậy? Giang thần cười nói, đương nhiên là gọi điện thoại tố cáo rồi tiêu giao vương nhậm chức, năm tỉnh không có ai dám gây chuyện. Anh cũng không ngờ Giang Bắc lại có người ép mua, ép bán. Đợi đi, rất nhanh sẽ có người đến xử lý. Đinh Huy còn cho rằng Giang thần thật sự có thân phận gì lớn chứ. Không ngờ lại gọi điện thoại tố cáo. Anh ta lập tức bật cười, nhóc con, cậu gọi điện thoại tố cáo. Chẳng lẽ cậu không biết đây là sản nghiệp của nhà họ hứa à? Cậu tố cáo nhà họ hứa, ai mà dám quản chuyện này? Đội trưởng Đinh, sao cậu nói nhảm nhiều vậy? Hứa vì bất mãn quát, lề mà lề mề, ông đây chảy máu sắp chết rồi đây. Đầu anh ta bị đập rách, chảy không ít máu. Còn không đến bệnh viện nữa, anh ta sẽ ngất xỉu mất. Lúc này, anh ta đã cảm giác đầu có hơi choáng rồi. Bắt lại cho tôi. ninh Huy ra lệnh. Cảnh sát lần nữa áp sát. Đường sở sở sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, đứng một bên kéo chặt Giang Thần. Giang Thần kéo cô, để đường sở sở ngồi xuống, sau đó đứng dậy, chậm rãi nhìn về phía cảnh sát đang đến gần một cách lạnh lùng. Anh nhìn người trước mặt. Tổng cộng có 11 người, 4 người cầm súng bước đến. Anh thò tay ra sau thắt lưng, rút ra 11 cây kim bạc. Phút phút phút, cảnh sát từng bước đến gần. Giang thần vung mạnh tay. Bốn cây kim bạc phóng ra như ám khí, đâm vào cổ tay của bốn người một cách chuẩn xác. Á! À, một tiếng thét chói tai. Súng trong tay bốn người lập tức rớt xuống đất. Giang Thần lần nữa vung tay, mấy cây kim bạc bay ra, đâm vào người những cảnh sát khác, xuyên vào huyệt đạo trong người bọn họ. Bọn họ lập tức cảm thấy toàn thân tê dại, không thể nào động đậy. Còn Hứa Vi cũng mang vẻ mặt sợ hãi. "Đây." Đường Sở Sở cũng trợn mắt há hốc mồm. Cô đã làm thủ tục kết hôn với Giang Thần một thời gian dài rồi, nhưng không biết Giang Thần còn có bản lĩnh kỳ dị như vậy một người đánh gục mấy chục người thì thôi đi bây giờ vừa mới vung tay một cái kim bạc bay ra đã lập tức chế ngự được nhiều cảnh sát như vậy giang thần lại ngồi xuống đốt một điếu thuốc hút một hơi thật sâu rồi mới nhìn đinh huy thản nhiên nói đội trưởng đinh đúng không tôi làm như vậy là đang cứu anh đấy nếu như hôm nay anh thật sự dẫn tôi đi vậy thì chuyện này lớn rồi đinh huy nhìn cảnh sát đứng tại chỗ không động đậy sợ đến mức toát mồ hôi lạnh Chúa ơi, đây là tà thuật gì vậy? Giang thần bình tĩnh ngồi trên ghế. Đường sở sở nhìn mấy chục người đang nằm trên đất, nhìn cảnh sát đứng thừa người ngay tại chỗ, trên mặt mang vẻ đau đớn, nhìn Đinh Huy sợ đến mức đổ mồ hôi đầy đầu, lại nhìn hứa vi đã bị dọa đến mức hôn mê bất tỉnh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người giang thần. Rốt cuộc chồng mình còn bản lĩnh gì? Thời gian trôi qua từng giây, từng phút. Mười phút sau. Bí bo, bí bo. Ngoài cửa có tiếng còi cảnh sát truyền đến. Ngay sau đó, có tiếng bước chân truyền đến. Một số quân nhân đầy đủ vũ trang xuất hiện. Người đi đầu chính là Niếp Viễn mặc quân phục, vai gắn một ngôi sao năm cánh. Tướng quân Niếp. Đường Sở Sở thất thanh kêu lên. Đó chính là Niếp Vân, người đã đến mừng thọ 80 tuổi của ông nội cô lần trước, chính là nhân vật số 1 trong quân khu Giang Bắc. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Hoắc Đông, Niếp Vân lập tức chạy đến. Trong điện thoại hoặc đồng đã chửi nhiếp Vân té tát, nói cái gì mà phải chạy đến giải quyết vấn đề trong vòng 10 phút, nếu không thì đợi bị cách chức. Nhiếp Vân nhìn thấy đường Sở Sở, khẽ cau mày. Sao lại là người nhà họ Đường? Ông ta còn đang hoang mang về chuyện ở đế vương cư lần trước. Mặc dù thư ký của ông ta đã phạm lỗi, nhưng không đến mức bị cách chức. Hiện tại cứ vậy mà bị cách chức rồi. Sau khi ông ta trở về cũng đã đi tra hỏi, nhưng lại không biết rốt cuộc là chuyện gì bây giờ hoác đông lại lần nữa gọi điện thoại đến trông thấy đường sở sở ông ta phát hiện khẳng định là nhà họ đường có nhân vật lớn ông ta nhìn giang thần một cái không biết vì sao ông ta cảm thấy có hơi quen mắt bất chợt mặt mày sợ hãi hắc giang thần nhìn ông ta một cái nói tướng quân những người đó ép mua ép bán còn thông đồng với cảnh sát chuyện này ông thấy sao nhiếp vân lập tức hiểu ngầm nói trừng phạt nghiêm khắc không tha điều tra kỹ lưỡng, cho cậu một lời giải thích vừa ý. Giang thần khẽ ngắt lại, nói cũng cho quần chúng một lời giải thích. Nói xong, anh kéo đường sở sở rời đi. Còn Niếp Vân thì hít sâu một hơi. Hắc, Hắc Long, thế mà lại là Hắc Long. Anh chính là ông lớn trong quân khu. Hơn một năm trước, Hắc Long được thăng làm thống soái, ông ta cũng có đến xem, nhưng chỉ đứng ở phía sau cùng mà thôi, nên nhất thời không nhận ra chương 158, nhà họ Hà. Giang thần kéo đường sở sở ra khỏi cửa hàng dược phẩm đệ nhất. Giang thần không nói nên lời. Chẳng phải chỉ là mua một cây nhân sâm thôi sao, sao lại gây ra nhiều chuyện như vậy. Sau khi ra khỏi cửa hàng dược phẩm, trên đường... Đường sở sở đột nhiên hất tay Giang thần ra rồi giơ đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn. Lấy ra đây. Hả? Giang thần hơi sửng sốt, anh hỏi, lấy cái gì? Đừng có giả vờ giả vịt với em, cái thẻ màu đen mà lúc trước anh lấy ra đấy, đừng tưởng là em không thấy. Giang Thần lấy thẻ Hắc Long ra, Đường Sở Sở lập tức cầm lấy. Tổng soái Nam Hoang nhìn thấy dòng chữ trên thẻ cô bật cười. Em cười cái gì? Giang Thần, anh có nhàm chán không vậy? Làm giả thì cũng phải làm một cái giống một chút, cũng phải phù hợp với thực tế, anh làm thẻ tổng soái Nam Hoang làm gì? Giang Thần sờ mũi. Không đợi anh kịp nói đường Sở Sở đã đi về phía thùng rác rồi ném cái thẻ vào đó. Em. Giang Thần mở miệng nhưng không nói ra. Đường Sở Sở mắng mỏ, bớt làm mấy chuyện không đứng đắn đi, làm giả thẻ hơn nữa còn là thẻ sĩ quan, đây là tội lớn. Ồ, anh biết rồi. Giang Thần bất lực đáp một tiếng liếc nhìn thùng rác rồi âm thầm nhớ vị trí của con đường này để lúc về bảo Niếp Vân giúp nhặt lại giúp anh. Còn nữa. Đường Sở Sở lại giơ tay ra. Hả? hết rồi anh chỉ làm giả một cái làm gì còn chứ kim bạc ừm giang thần biết đường sở sở muốn nói gì nên cô nhân lúc đường sở sở không chú ý anh cầm một cây kim đâm vào người cô đường sở sở chỉ cảm thấy lồng ngực tê dại cảm giác tê dại ngay lập tức lan ra khắp cơ thể cô không thể cử động thậm chí còn không có sức để mở miệng giang thần cười ha ha rồi nhanh chóng rút cây kim ra nói đơn giản như thế này thôi ngoặc kép ngoặc kép Đường Sở Sở xứng sờ. Thế này quá thần kỳ. Một cây kim mà lại có tác dụng thần kỳ như vậy. Một lát sau Đường Sở Sở mới phản ứng lại, cô hỏi, sao làm được vậy? Giang Thần mỉm cười giải thích, rất đơn giản, chỉ cần hiểu một vài kiến thức về huyệt đạo cơ bản là có thể làm được. Nói lung tung. Đường Sở Sở trợn mắt. Hiểu là có thể làm được vậy chẳng phải các bác sĩ Đông y ở Giang Trung đều có thể làm được sao? Nhưng cô chưa từng nghe nói có ai có thể khiến một người bất động chỉ bằng một cây kim. Cô chỉ mới thấy trong các bộ phim kiếm hiệp thôi. Giang thần cười khẩy cũng không giải thích thêm, bởi vì Đường Sở Sở là người ngoài ngành nên có nói cô cũng chẳng hiểu. Anh không giải thích mà đổi chủ đề hỏi, bây giờ chưa mua được quà phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ đi về tay không sao? Đường Sở Sở nhìn thời gian, bây giờ đã là 10 giờ sáng. Cô cũng không vội nên định đi nhà họ Hà trước bởi vì ngày mai là sinh nhật bà ngoại. Sau khi đi nhà họ Hà buổi chiều sẽ lại ra đây. Quả thực không được, buổi tối phải tranh thủ thời gian về Giang Trung để mua đồ ở đó, sáng mai về sớm sẽ kịp vì dù sao thì chỉ mất hơn 2 tiếng lái xe quay về. Đi thôi, đi nhà họ Hà trước. Ừm. Giang Thần gật đầu. Hai người đi về phía bãi đậu xe gần đó. Khi đi qua một nhà vệ sinh công cộng đường sở sở nói, "Em, em vào nhà vệ sinh." nói rồi cô chạy về phía nhà vệ sinh đại đại ca giang đã giải quyết xong việc chưa ừ giang thần trả lời đã giải quyết xong đúng rồi thẻ của tôi bị vợ vứt đi rồi anh gọi điện cho niếp vân bảo ông ta nhặt rồi giữ giúp tôi vâng nó ở đâu giang thần nói địa điểm hoặc đồng cúp điện thoại rồi gọi cho niếp vân đường sở sở nhanh chóng đi ra cả hai cùng đi đến bãi đậu xe sau đó lái xe đi đến nhà họ hà sau khi nhận được điện thoại của Hoác Đông Niếp Vân không dám sơ suất, ông ta đi đến chỗ thùng rác mà Hoác Đông nói rồi tự mình lục tìm trong thùng rác. Cảnh tượng này khiến nhiều người qua đường chú ý. Đây, đây là tướng quân cầu vai đeo sao, ông ta đang làm gì vậy, lục thùng rác sao? Không phải chứ. Nhiều người qua đường trợn tròn mắt kinh ngạc. Niếp Vân phất lờ lời xì xào của người qua đường. Ông ta nhanh chóng tìm thấy thẻ màu đen trong thùng rác mở ra xem ông ta vô cùng kinh ngạc, vợ của chủ soái đúng là to gan đến cả thẻ đen hoác long tối cao cũng dám vứt vào thùng rác. Đường sở sở không biết mấy chuyện này. Theo cô thấy thì Giang Thần làm giả thẻ đề phòng nên cô thẳng tay vứt luôn. Giang Thần lái xe hơn một tiếng đồng hồ thì đến nhà họ Hà. Nhà họ Hà không ở thành phố mà ở một vùng nông thôn khá xa xôi. Mặc dù là nông thôn nhưng ngôi nhà của nhà họ Hà là một căn biệt thự độc lập với bốn tầng và có diện tích rất lớn. Đây là biệt thự tư nhân xây có rất nhiều xe đậu trước của biệt thự. Nhà họ Hà là một gia tộc lớn. Bởi vì bà lão nhà họ Hà mừng thọ nên người nhà họ Hà ở bên ngoài tấp nập trở về. Lúc này có rất nhiều người đang vây quanh một chiếc xe Ferrari màu đỏ. Còn Đường Tùng thì ra vẻ ta đây. Mỗi lần đến nhà bà ngoại cậu ta đều bị coi thường. Hôm nay coi như được nở mày nở mặt. Anh Đường Tùng, buổi chiều đưa em đi hóng gió đi, em chưa từng được ngồi một chiếc xe cao cấp như vậy. Ha ha, nói hay lắm, nói hay lắm." Đường Tùng mỉm cười sáng lạn. Cậu ta vỗ vai một chàng trai tầm 20 tuổi và nói, "Theo anh mày thì sẽ không thiếu phần của chú mày, chú mày không biết chứ nhà anh bây giờ đang rất phát đạt, bố anh nắm 50% cổ phần của Đường Thị, bây giờ nhà anh mày còn có một căn biệt thự vài trăm triệu ở khu biệt thự cảnh tú, còn chị anh thì đã mở công ty riêng." Đường Tùng liên tục khoe khoang. Những thành viên khác trong nhà họ Hà thì vây lấy Hà Diễm Mai và Đường Bác. Diễm Mai chị xem như đã hết khổ rồi đúng thế thật là ngưỡng mộ căn biệt thự lớn vài trăm triệu khi nào chị dọn vào biệt thự nhất định phải mời em đến xem thử nhé đúng rồi sao sở sở vẫn chưa tới hà diễm mai cười không nhặt được miệng cảm giác được người khác tâng bốc là điều mà bà ta chưa từng trải qua mấy chục năm rồi cuối cùng bà ta đã có thể nở mày nở mặt bà ta mỉm cười nói sở sở cũng lái xe đến Động lực xe chậm hơn một chút nên tốc độ chậm hơn nhưng chắc cũng sắp tới rồi. Đúng lúc này có một chiếc xe Maserati giá 2 triệu đi tới rồi dừng lại ở một vị trí cao trước cổng biệt thự. Giang Thần mở cửa xuống xe trước, Đường Sở Sở nhanh chóng theo sau. Đến rồi. Hà Diễm Mai đứng lên đầu tiên. Những người khác cũng tới tấp đứng dậy. Ông ngoại, bà ngoại, cậu cả, cậu hai, cậu ba. Đường Sở Sở đi đến mỉm cười gọi mọi người. Còn Giang Thần thì không quen biết ai nên đường sở sở gọi bằng gì thì anh cũng sẽ gọi theo như vậy. Sở sở. Đây là sở sở sao? Người nhà họ hà nhìn đường sở sở rồi sướng sờ. Đường sở sở trông thế nào bọn họ rất rõ, cả người cô đều là những vết sẹo. Nghe nói là đã khỏi rồi. Nhưng không ngờ lại xinh đẹp như vậy. Chị sở sở, anh rể. Trong đám đông có một cô gái trong trẻo buộc tóc đuôi ngựa mặc áo thu ngắn tay tầm 20 tuổi đi ra, đó là Hà Tâm, bởi vì bà nội mừng thọ nên cô ta xin nghỉ trước để về. Yo, chiếc xe thể thao này là của ai, được đấy nhỉ? đúng vào lúc này có một giọng nói kỳ lạ vang lên. Mọi người nghe thấy tiếng nói thì nhìn về phía đó rồi lập tức đi đến bắt đầu nịnh nọt. Đường Sở Sở thì thào, chồng, đây là Hà Thần, con trai của chú út. Chú út mở công ty riêng giá chỉ tới vài tỷ, đó cùng là người có tiền nhất của nhà họ Hà. Bây giờ Hà Thần là tổng giám đốc của công ty. Ừ, Giang thần gật đầu, cũng không quá kinh ngạc. chương 159, đúng là tính cách y hệt nhau. Cậu út của đường sở sở tên là Hà Nhuận. Cũng là doanh nhân duy nhất của nhà họ Hà. Tài sản của Hà Nhuận gấp mấy lần nhà họ đường. Còn Hà Thần là con trai duy nhất của Hà Nhuận. Sau khi tốt nghiệp đại học anh ta rèn luyện trong công ty của gia tộc và vài năm sau đã trở thành tổng giám đốc công ty. Thêm vài năm nữa là có thể gánh vác trọng trách trở thành chủ tịch gia đình Hà Nhuận cũng là đối tượng mà người nhà họ Hà nịnh nọt. Bởi vì nhà Hà Nhuận rất hào phóng chỉ cần người nhà họ Hà mở miệng mượn tiền họ sẽ không nói nhiều mà cho vay ngay, hơn nữa trước giờ chưa từng đòi phải trả lại. Những năm qua số tiền mà nhà Hà Nhuận cho vay cũng đã lên tới hơn 100 triệu. Hà Nhuận đi đến nhìn chiếc xe thể thao Ferrari phiên bản giới hạn màu đỏ đang đậu ở cửa rồi gật đầu bình luận, ừm, không tệ, giá hơn 28 triệu cũng coi là xe hạng sang rồi, Đường Tùng, cái này của cháu sao? Đúng thế. Đường Tùng ngẩng đầu. Cậu ta biết nhà Hà Nhuận rất giàu có ngày trước khi đến nhà bà ngoại cậu ta đều là đối tượng bị công kích đặc biệt là Hà Thần, lần nào anh ta cũng xem thường cậu ta. Bây giờ cuối cùng đã có cơ hội ngẩng cao đầu trước mặt Hà Thần. Phát đạt rồi sao? Hà Thần nhìn đường tùng. Đúng thế, chẳng lẽ anh họ không biết bây giờ nhà em đang nắm 50% cổ phần, hơn nữa chị em còn bỏ ra 100 triệu để thu mua một công ty rồi làm bà chủ, nhà em còn có một căn biệt thự giá vài trăm triệu ở khu biệt thự Cảnh Tú. Hà, Hà Thần hơi ngạc nhiên. Anh ta biết rõ tình hình nhà họ Đường, sao đã lẳng lặng vùng dậy rồi chứ? Anh ta nhìn thấy Đường Sở Sở và cũng phải kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô. "Đây, đây là em Sở Sở sao?" Đường Sở Sở gật đầu rồi gọi một tiếng, "Anh họ." Giang Thần cũng gọi theo, "Anh họ." hà thần nhìn về phía giang thần liếc nhìn anh từ trên xuống dưới sau đó lại nhìn đường sở sở chỉ cần liếc mắt một cái là anh ta có thể nhìn ra cách trang điểm ăn mặc của đường sở sở rất có giá trị còn giang thần thì quá đỗi bình thường ừm anh ta không nói nhiều mà chỉ gật đầu rồi khẽ đáp một tiếng sau khi hà thần đến người nhà họ hà bắt đầu đến nịnh nọt hà thần đại gia đình ngồi quây quần nói chuyện phiếm với nhau giang thần ngồi một bên hút thuốc thực lòng mà nói thì anh có ác cảm với nhà họ Hà. Bởi vì giống như Đường Sở Sở nói họ đều có tính cách y như Hà Diễm Mai. Người nhà họ Hà chỉ toàn nói về chuyện tiền bạc và quyền lực. Người này khoe con trai mình làm đội trưởng của chi đội. Người khác lại khoe con trai mình trở thành huyện trưởng của một huyện nào đó. Cậu cả của Đường Sở Sở là Hà Trạch cũng tự khen con gái mình, ông ta nhìn mọi người rồi khoe khoang, nói đi nói lại thì vẫn là Hà Tâm nhà chúng tôi có triển vọng. Bây giờ nó đang làm việc ở tập đoàn Thời Đại Khoa ở Giang Trung hơn nữa còn là người phụ trách chính, nghe Hà Tâm nói lương mỗi tháng là 20 vạn. Nghe thấy vậy không ít người nhìn về phía Hà Tâm. Đến cả Hà Thần cũng bất ngờ, anh ta hỏi: "Hà Tâm, không phải chứ? Em cứ lẳng lặng vào làm trong Thời Đại Khoa rồi sao? Là tập đoàn Thời Đại Khoa của Giang Trung, là tập đoàn Thời Đại Khoa đã thu mua cả thành phố mới Thời Đại Khoa sao?" Hà Tâm liếc nhìn Giang Thần cách đó không xa, cô ta có thể đến làm ở tập đoàn thời đại khoa đều là nhờ có Giang Thần. Giang Thần mới thực sự là ông chủ khiêm nhường. Ai có thể ngờ rằng đứa con rể ở rể nhà họ đường là một tên vô dụng trong mắt người ngoài lại là Hắc Long, tổng soái nam hoang kiêm ông chủ đứng sau của tập đoàn thời đại khoa chứ. Sau khi lơ đánh, Hà Tâm gật đầu cũng do trùng hợp thôi. Do em may mắn quen biết với tổng giám đốc bạch của tập đoàn thời đại khoa nên mới có thể làm người phụ trách ở một bộ phận của thời đại khoa hà thần ngạc nhiên nói hà tâm em là người phụ trách của bộ phận nào hà tâm nói em là người phụ trách đầu tư mảng ẩm thực hà thần vội vàng nói hà tâm là thế này nhà anh cũng định gia nhập vào tập đoàn thời đại khoa nhưng bây giờ tập đoàn thời đại khoa chỉ thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các tập đoàn lớn chứ không thu hút đầu tư vào các tập đoàn nhỏ em là quản lý cao cấp của thời đại khoa em dựa vào quan hệ giúp nhà anh gia nhập trước đi chuyện này vẻ mặt hà tâm khó xử Công ty cũng có quy định, cấm tham nhũng, cấm dùng quan hệ, một khi bị điều tra ra sẽ bị phạt nặng. Người nhà xin giúp đỡ nên cô ta cũng ngại từ chối. Cô ta liếc nhìn Giang Thần cách đó không xa, thấy Giang Thần cũng không nói gì bèn suy nghĩ rồi gật đầu nói, "Chuyện này em không thể quyết định được, sau khi trở về em sẽ nói với tổng giám đốc Bạch." "Quá tốt rồi." Hà Thần kích động kêu lên, vẫn là Hà Tâm có bản lĩnh, vào được tập đoàn thời đại khoa còn làm chức quản lý bộ phận Hà Trạch đắc ý. Có một đứa con gái như vậy đúng là vinh sự cho nhà họ Hà. Sau khi biết vị trí hiện tại của Hà Tâm mọi người lại bắt đầu nịnh nọt Hà Tâm. Hà Tâm, nếu cháu đã phát đạt rồi thì giúp đỡ anh họ của cháu đi, có thể sắp xếp cho anh cháu một vị trí kiểu như quản lý ở bộ phận cháu phụ trách không? Hà Tâm, con gái nhà bác cũng đã tốt nghiệp đại học rồi, đang đi tìm việc khắp nơi nhưng vẫn chưa hài lòng. Thế này đi, quay về đi giang chung với cháu rồi cháu sắp xếp một chức vụ nhỏ cho nó, cũng không cần quá cao, lương tháng tầm 5-6 vạn là được rồi. Hà Tâm khó lòng từ chối. Muốn từ chối nhưng bố cô ta lại đồng ý. Đều là người nhà, chút chuyện nhỏ này Hà Tâm nhà chúng tôi chắc chắn có thể giúp được. Bố, Hà Tâm bực bội liếc nhìn Hà Trạch. Cứ gây phiền phức cho cô ta. Mặc dù bây giờ cô ta là người phụ trách bộ phận, trong tập đoàn thời đại khoa một bộ phận tương đương với một công ty con nhưng tập đoàn thời đại khoa có bộ phận nhân sự độc lập. Mỗi một bộ phận, chức vụ mà công ty con yêu cầu đều do bộ phận nhân sự trình lên sau đó tổng giám đốc bạch mới có thể quyết định. Còn với quyền hạn của cô ta chỉ có thể sắp xếp một vài chức vụ bình thường. Hà Tâm, cảm ơn cháu rất nhiều. Hà Tâm, bác thay mặt Hà Huyễn cảm ơn cháu. Mọi người tới tấp cảm ơn. Còn Hà Thần thì khen ngợi, Hà Tâm, tập đoàn thời đại khoa không dễ vào, cho dù là chức vụ bình thường thì cũng yêu cầu kinh nghiệm làm việc và học lực rất cao. Em vừa vào thời đại khoa đã làm người phụ trách chính của một bộ phận rồi. Mặc dù lương tháng 20 vạn không nhiều nhưng công việc này có dùng 200 triệu hay 2 tỷ cũng không mua được. Bây giờ việc em phải làm là mở rộng mối quan hệ, đặt nền nóng cho nhà họ Hà chúng ta tiến vào dược đô. Vẻ mặt Hà Tâm bất lực. Ông chủ thực sự thì không đi nịnh nọt, nịnh nọt cô ta làm gì? giang thần ngồi ở một bên im lặng lắng nghe cũng không nói gì đường sở sở tưởng rằng do anh không quen biết ai nên không tiện nói sen vào nên cũng đi đến ngồi nói chuyện với anh để anh không thấy buồn chán sau khi nịnh nọt hà tâm mọi người bắt đầu bàn tán về giang thần diễm mai chị cũng thật là bây giờ sở sở đã là chủ tịch của một công ty rồi mặc dù không phải công ty lớn nhưng cũng mua với giá trăm triệu bây giờ cũng có tiền rồi sao có thể tuyển một đứa con rể ở rể chứ Đúng thế, chị nghe nói cậu giang thần này chẳng có tài cán gì, là một tên suốt ngũ trở về, ăn cơm nhà họ đường, uống nhà họ đường cũng không đi làm việc. Đứa con rể như vậy thì được tích sự gì? Mọi người lời ra tiếng vào chê bai giang thần thầm tệ. Hà thần sớm đã muốn nói chỉ là anh ta không tiện nói ra. Bây giờ người lớn trong nhà đã lên tiếng nên anh ta cũng nói, gì mai, cháu cảm thấy giang thần không xứng với sở sở, cháu cũng quen biết không ít cậu ấm con nhà giàu, còn quen biết với người nhà họ Hứa, biết nhà họ Hứa không? Là gia tộc đại biểu Giang Bắc của Thương Minh Nam Tinh, tài sản hơn trăm tỷ, thế này đi, ngày mai cháu gọi người bạn nhà họ Hứa đến gặp em Sở Sở, xem hai người họ có cảm tình với nhau không, nếu có thì ly hôn với Giang Thần. Đường Sở Sở biết đến nhà bà ngoại kiểu gì Giang Thần cũng bị nói. Cô giải thích cho Giang Thần, chồng cháu không phải là thằng vô dụng, chồng cháu giấu tài, anh ấy không thèm đi tranh giành mà thôi. Nghe thấy vậy Hà Tâm sững sờ. Chẳng lẽ Đường Sở Sở biết thân phận của Giang Thần rồi sao? Chương 160, chồng cháu là thần y. Tính cách người nhà họ Hà thế nào Đường Sở Sở biết rõ. Trước đây cô bị hạ thấp, bị khinh thường cô không có gì để nói. Bây giờ nhiều người nói chồng cô như vậy trong lòng cô thấy không vui. Cô nhìn người nhà họ Hà rồi nói, chồng cháu không phải là kẻ vô dụng, chồng cháu là thần y, vết thương của cháu đều do anh ấy chữa trị khỏi chỉ cần chồng cháu đồng ý thì thần y số một của Giang Trung chỉ có thể là anh ấy. Hà Diễm Mai bị nói tới mức không dám ngẩng đầu lên, bà ta không biết phải đối phó với người nhà họ Hà thế nào. Đường Sở Sở nói về y thuật của Giang thần nên bà ta cũng nói theo, đúng thế, con rể của tôi cũng không phải là người vô dụng, mọi người đều biết vết thương của Sở Sở nghiêm trọng tới mức nào, cả người đều bị bỏng đầy vết sẹo nhưng chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi Giang thần đã chữa khỏi, thế này không phải thần y thì là gì? nghe thấy vậy mọi người đều im lặng không tìm được lời nào để phản bác lại còn ông cụ hà đứng đầu thì nhìn về phía giang thần ông ta là lão thành cách mạng trong kháng chiến chống nhật ông ta bị thương và để lại một số di chứng bây giờ tuổi tác đã cao sức khỏe ngày càng yếu đi ông ta đã từng đi đến giang trung muốn tìm bác sĩ phương khám nhưng cuộc hẹn với bác sĩ phương đã được lên lịch đến tận vài năm sau vì vậy ông ta chỉ có thể mời bác sĩ bình thường ở Giang Trung kê đơn thuốc đông y để điều dưỡng cơ thể. Ông cụ Hà còn chưa nói thì có một người bề dưới trong nhà họ Hà lên tiếng, ông nội cũng có bệnh cũ trong người, nếu anh ta là thần y sao không chẩn đoán cho ông để xem rốt cuộc anh ta là thần y hay là chỉ có tiếng mà không có miếng. Mọi người đều gật đầu. Đường sở sở nhìn Giang thần trên mặt lộ vẻ cầu khẩn, cô nói chồng, anh khám giúp cho ông ngoại đi. Thời đại này người cần thể diện, cây cần vỏ. Đường sở sở không muốn bị người khác xem thường. Cũng không muốn Giang thần bị người khác xem thường. Giang thần thực sự không muốn. Bình thường anh cũng không tùy tiện khám bệnh. Nhưng đường sở sở mở lời nên anh cũng bật đầu, anh đứng lên đi đến trước mặt ông cụ Hà. Hà Huỳnh Đông mặc một bộ quần áo màu xanh kiểu thời xưa đây là kiểu quần áo của người cách mạng những năm 1960 và ông ta còn đội thêm một chiếc mũ. Ông ngoại, Giang thần đi đến gọi một tiếng. Hà Huỳnh Đông Khe gật đầu liếc nhìn anh một cái rồi nói, cháu khám đi, khám không ra nguyên do ông cũng không trách cháu. Mọi người đều nhìn Giang Thần chầm chầm. Bọn họ cũng muốn xem thử Giang Thần, người đã chữa khỏi cho đường sở sở rốt cuộc có hiểu y thuật hay không. Giang Thần nhìn Hà Huỳnh Đông kéo tay ông ta rồi bắt mạch. Trong đồng y chú trọng nhìn nghe hỏi sờ. Trong trường hợp bình thường cần phải nhìn nghe hỏi và sờ thì mới có thể chẩn đoán được tình trạng sức khỏe của một người nhưng đó là bác sĩ bình thường còn giang thần chỉ cần sờ tức là chỉ cần bắt mạch là có thể biết rõ tình trạng sức khỏe của một người một phút sau giang thần mới buông tay đường sở sở không kìm được hỏi anh thế nào cô biết giang thần biết y thuật nhưng y thuật của giang thần giỏi đến mức nào thì cô không rõ đến tận hôm nay khi giang thần có thể khiến một người tê liệt chỉ bằng một cái kim cô thực sự rất kinh ngạc vẻ mặt cô mong đợi hy vọng giang thần sẽ khiến cô bất ngờ cho cô thể diện Giang thần nhìn Hà Huỳnh Đông rồi hơi do dự. Hà Huỳnh Đông hơi khựng lại rồi nói, cơ thể ông ông biết rõ, cháu cứ nói thẳng đi không sao đâu, chỉ cần cháu nói đúng ông sẽ không trách cháu. Lúc này Giang thần mới gật đầu nói, tình hình sức khỏe của ông ngoại rất tệ. Nói lung tung. Giang thần vừa nói một câu thì một người bề dưới nhà họ Hà đứng lên mắng mỏ, Giang thần, ông nội vẫn khỏe và minh mẫn, anh nói sức khỏe ông tệ, anh đang chửi rủa ông sao. Đúng thế, Thằng này làm gì hiểu y thuật chứ? Không khám cũng được. Những người nhà họ Hà khác mỗi người thêm vào một câu, tất cả đều tỏ ra không hài lòng với Giang Thần. "Là ai đang nói láo?" Một giọng nói vang lên. Giọng nói vừa vang lên, một người đàn ông trung niên cao gầy mặc áo trắng đi tới. "Bác sĩ Lý, ông tới rồi." Mọi người tới tấp đứng dậy. Ngay cả Hà Huỳnh Đông cũng đứng lên chào hỏi với người đàn ông mới đến. Người đàn ông trung niên tên là Lý Du, là vị bác sĩ mà Hà Thần đặc biệt mời từ Giang Trung đến với mức lương cao, phụ trách việc khám bệnh cho ông cụ. Lý Du đi đến nhìn Hà Thần rồi nói, "Tổng giám đốc Hà." Rồi ông ta lại nhìn Hà Huỳnh Đông, "Ông cụ Hà." Cuối cùng ông ta nhìn Giang Thần với vẻ mặt khinh thường, "Mấy năm nay ông cụ Hà vẫn luôn chăm sóc sức khỏe theo phương thuốc của tôi, mặc dù đã hơn 80 tuổi nhưng tinh thần minh mẫn, sống thêm 20 năm nữa cũng không thành vấn đề." đúng thế bác sĩ lý là hội viên trong hiệp hội y học cổ truyền giang trung từng là bác sĩ điều trị chính của một bệnh viện lớn nếu không nhờ vào mối quan hệ thì gia đình nhà họ hà thì cũng không mời được ông ta ngoặc kép bác sĩ lý mấy ngày gần đây tôi cảm thấy toàn thân không có sức lực ông tranh thủ thời gian bắt mạch và kê đơn thuốc để tôi điều dưỡng người nhà họ hà đều tâm bốc bác sĩ lý du còn giang thần thì liếc nhìn lý du chính ông là người kê thuốc lung tung cho ông ngoại tôi cái gì kê đơn thuốc lung tung. Lý Du vừa nghe thấy vậy lập tức xa sầm mặt mũi hét lên, cậu biết về y học không? Sắc mặt hà thần cũng trầm xuống, giang thần, mau xin lỗi bác sĩ Lý đi, bác sĩ Lý đã làm trong ngành này 20 năm, là người cậu có thể so bì hay sao? Giang thần lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, bây giờ trạng thái tinh thần của ông ngoại không tệ nhưng không lâu nữa tình trạng này sẽ hoàn toàn sụp đổ, cơ thể hoàn toàn suy sụp ông đã lớn tuổi rồi các cơ quan dần lão hóa khả năng trao đổi chất cũng sẽ dần giảm đi vậy mà ông lại kê cho ông ấy một đống thuốc bồi bổ cơ thể sao cơ thể của ông có thể uống được chứ vừa nói anh vừa nhìn hà huỳnh đông ông ngoại ông hãy ôm ngực hít thở sâu và thử cố gắng nín thở trong vài giây hà huỳnh đông nhìn giang thần sau đó khẽ gật đầu hít một hơi rồi sau đó bắt đầu nín thở sau vài giây a à, hà huỳnh đông lập tức hét lên một tiếng rồi giơ tay ôm ngực vẻ mặt đau đớn Chuyện này, cảnh tượng này khiến người nhà họ Hà bằng hoàng. Còn Giang Thần thì tiếp tục nói, cơ thể của ông ngoại đã hấp thụ quá nhiều chất dinh dưỡng, mặc dù có thể tạm thời ổn định sức khỏe nhưng lâu dần sẽ gây áp lực cho các cơ quan trong cơ thể. Tất cả mọi người nhà họ Hà đều sững sờ. Giang Thần thực sự là thần y sao? Còn Giang Thần thì ngồi xổm xuống ấn vào đầu gối của Hà Huỳnh Đông. A, à, Hà Huỳnh Đông lại kêu lên vì đau. Giang thần tiếp tục nói, khi ông ngoại còn trẻ đầu gối của ông bị thương do súng bắn mặc dù đã bình phục sau phẫu thuật nhưng để lại di chứng mỗi lần trời mưa sẽ vô cùng đau đớn, hơn nữa chạm nhẹ cũng sẽ đau dữ dội. Hơn nữa, ông ngoại đã uống quá nhiều thuốc bổ dẫn đến khí huyết dồi dào nhưng mạch máu của ông đã lão hóa nên không chịu nổi khí huyết dồi dào như vậy làm vỡ mạch máu, chắc là tầm 3 tháng trước ông ngoại mới làm phẫu thuật mạch máu. Lời nói của Giang thần khiến mọi người nhà họ hà sửng sốt ngay cả ca phẫu thuật ba tháng trước cũng biết hà thần không mất đi chừng mực anh ta nhìn đường sở sở mỉm cười nói đường sở sở em đã nói tình hình sức khỏe của ông nội cho giang thần biết đúng không thực ra anh ta chẳng biết hy thuật gì cả chỉ giả vờ bắt mạch rồi nói ra những thông tin mà mình đã biết trước để giả thần giả quỷ nói ra mấy lời này khiến nhiều người đột nhiên tỉnh ngộ hóa ra là thế trông có vẻ rất thần kỳ nhưng hóa ra là biết trước rồi tôi nói rồi mà chỉ là bắt mạch sao có thể thần kỳ như vậy chứ. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 160